Chương 2172, không tưởng được. Nguồn mê truyện audio.com. Lý Thuần bởi vì Âm Lịch Thiên thầy trò cao điệu hiện thân, ngay lập tức hạ lệnh Thiên sách phủ mọi mặt tiến vào phòng bị tình trạng, hộ tông đại trận cũng là toàn diện mở ra. Lý Thuần bởi vì Âm Lịch Thiên thầy trò cao điệu hiện thân, ngay lập tức hạ lệnh Thiên sách phủ mọi mặt tiến vào phòng bị tình trạng, hộ tông đại trận cũng là toàn diện mở ra. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, liên tiếp nửa tháng đi qua, Âm Lịch Thiên sư đồ đều không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ giống như hai người thật sự đối với thiên sách phủ không có hứng thú đồng dạng. Chỉ bất quá, để cho người ta đáng giá chú ý một điểm, là thiên âm lâu tại vạn binh phủ bên trong thế lực càng lúc càng lớn, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đã chiếm đoạt vạn binh phủ bên trong cơ hồ hơn phân nửa thế lực lớn nhỏ. Có không ít cường giả gia nhập thiên âm lâu bên trong, đồng thời còn có không ít vạn binh phủ tông môn, gia tộc cũng đã trở thành thiên âm lâu thế lực chi nhánh. Mà đối mặt thiên âm lâu điên cùng khuếch trương, trong đó thế mà không có một chút phản ứng, nghiễm nhiên chính là một bộ buông xuôi bỏ mặt, tức không ra mặt lại càng không cần phải nói ngăn cản thiên âm lâu rồi theo lý mà nói với tư cách vạn binh phủ bá chủ khí tông làm sao có thể dễ dàng tha thứ thiên âm lâu cứ như vậy ở địa bàn của mình đường hoàng trắng trận khuếch trương đâu phải biết cái này mới bất quá ngắn mũi thời gian nửa tháng tại khí tông ngầm đồng ý phía dưới thiên âm lâu cơ hồ đã có thể tại vạn binh phủ bên trong cùng khí tông đứng ngang hàng vạn binh phủ thế cục rất kỳ quái khí tông biểu hiện càng làm cho người không hiểu rõ nổi chỉ bất quá mặc dù tất cả thế lực lớn bây giờ đều đưa lực chú ý đặt ở vạn binh phủ bên trong, nhưng là đối với khí tông biểu hiện khác thường, đến nay vẫn chưa có người nào chân chính biết trong đó tình hình thực tế. Không có để ý đông đảo thế lực chú ý, lúc này ở vạn binh phủ bên trong, khí tông tông môn sở tại địa, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một màn xuất hiện. liền thấy khí tông trong đại điện, nguyên bản hẳn là thuộc về khí tông tông chủ chủ tòa, lúc này lại là âm lịch thiên đại mã kim đao ngồi tại trên đó. Mà phía dưới, bảy tám danh nguyên bản thuộc về khí tông phó tông chủ nhưng là cung kính đứng vững âm lịch thiên xuất hiện tại khí tông bản thân cái này liền đã rất để cho người ta kỳ quái mà lại khí tông tông chủ bây giờ thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng thời nguyên bản khí tông một đám phó tông chủ chí ít có một nửa người cũng là thần bí biến mất rồi chỉ còn lại trước mắt cái này bảy tám người vẫn tồn tại bất quá cái này bảy tám người lúc này lại là cung kính đứng tại âm lịch thiên trước mặt nhìn về phía mọi người ở đây âm lịch thiên thản nhiên nói chiêu vị ngoan ngoãn theo bản tọa bản tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi chiêu vị tất cả mọi thứ vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Âm lịch thiên thản nhiên nói, nghe vậy, cái này bảy tám danh khí tông phó tông cũng là cung kính hành lễ đáp. Khí tông tình huống đoán chừng ngoài dự liệu của mọi người, bất quá giống chuyện như vậy, rõ ràng cũng là lừa gạt không bao lâu. Bất quá rất nhanh, kiếm môn các thế lực lớn phái đi vạn binh phủ thám tử, cũng là không ngừng có tin tức mới truyền đến, mà một cái khí tông tông chủ đã mất tích nhiều ngày tin tức rất nhanh liền truyền vào tiêu trần đám người trong tay. Chiếm được tin tức này, kết hợp với bên trên trong khoảng thời gian gần đây khí tông cùng với thiên âm lâu khác thường, tiêu trần rất nhanh liền đoán được một ít chuyện đi qua. Trong động phủ, tiêu trần ngồi ở trong viện, vừa mới kết thúc tu luyện, tiếp vào tin tức này sau đó, tiêu trần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nói. Tất cả mọi người nghĩ sai, âm lịch thiên thầy trò mục đích không phải là thiên sách phủ, mà là khí tông. Tiêu trần rất nhanh liền phản ứng lại, âm lịch thiên sư đồ xuất hiện tại vạn binh phủ, căn bản cũng không phải là cùng khí tông có liên hệ gì. Mà là tại bọn hắn sư đồ hai người hiện thân trước đó, đoán chừng âm lịch thiên liền đã đang âm thầm nắm trong tay khí tông. Dù sao không có đế tôn tỏa trấn, mà lại không chút nào phòng bị, khí tông nhất định là ngăn không được âm lịch thiên thầy trò, còn nữa nói, lấy âm lịch thiên thực lực, lại thêm sơn hà đồ quỷ dị năng lực, âm lịch thiên muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào khí tông, giết chết khí tông tông chủ, cái này cũng bất quá là lại cực kỳ đơn giản một chuyện. Dựa theo tiêu trần phỏng đoán, âm lịch thiên sư đồ đoán chừng ban đầu ở biến mất sau, vẫn tìm phục tại vạn binh phủ, đang đợi cơ hội. Chờ các vị đế tôn rời đi về sau, Âm Lịch Thiên bằng vào Sơn Hà Đồ tìm nhập Khí Tông, có lẽ là sát hại, cũng có thể là nhốt Khí Tông tông chủ, sau đó ở trong tối từ từ nắm trong tay toàn bộ Khí Tông, hơn nữa đem những cái kia không nghe lệnh mình người, toàn bộ tru sát. Dựa theo tiêu trần phỏng đoán, bây giờ Khí Tông đoán chừng đã là triệt để bị Âm Lịch Thiên nắm ở trong tay, đến nỗi nói Khí Tông tông chủ nha, tám thành là chết, bởi vì lấy Âm Lịch Thiên tính cách, nhất định là sẽ không để cho Khí Tông tông chủ lại sống sót. Âm Lịch Thiên cũng sớm đã nghĩ kỹ toàn bộ kế hoạch mà đối với cái này, đại thiên thế giới thế mà người nào cũng không có dự liệu được, âm lịch thiên sẽ đem mục tiêu đặt ở khí tông trên đầu. Vạn binh phủ tình huống đã dần dần rõ ràng lên, nhưng mà, đối với cái này, đại thiên thế giới tất cả đại tông môn cũng là hiếm thấy giữ vững trầm mặc. Không có cách, bây giờ đại thiên thế giới, chư vị đế tôn đều không có ở đây, người nào cũng không muốn ở thời điểm này đi đắc tội âm lịch thiên, đương nhiên, duy chỉ có có một thế lực, đó chính là Đan Cốc, phái người đi đến Vạn binh phủ tìm tội hư thực. Đan Cốc cùng khí tông bản ngay cả có quan hệ tốt, hai tông cho tới nay cơ hồ đều bảo trì liên minh tình trạng, biết được bây giờ khí tông tình huống sau đó, thân là đang cốc tân nhiệm cốc chủ đang tâm, tự nhiên là không thể nào ngồi yên không lý đến. Bất quá cũng bởi vì đang thanh dương bây giờ không tại đang cốc, vì lẽ đó đang tâm cũng không dám tìm kiếm cái gì hành động quá khích, chỉ có thể là phái người lại lần nữa đi tới vạn binh phủ bên trong tìm tòi hư thực, tốt nhất là có thể biết rõ ràng khí tông bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đang cốc, đang tâm động phủ, mấy ngày nay đang tâm tâm tình đều không phải là quá tốt, vẫn luôn đang vì khí tông sự tình mà tức giận không thôi đồng thời kèm theo càng ngày càng nhiều tin tức truyền đến đang tâm cũng là càng ngày càng chắc chắn khí tông nhất định nhưng đã xảy ra biến đổi lớn toàn bộ khí tông tám thành là rơi xuống âm lịch thiên thầy trò trong tay sắc mặt âm trầm đang tâm hung tận mắng âm lịch thiên ngươi đây là tại tự tìm cái chết vừa nghĩ tới hảo hữu của mình rất có thể đã gặp bất trắc đang tâm liền khác thường bực bội đối mặt với có chút nổi giận đang tâm một bên một cái đang cốc phó cốc chủ cũng là ngữ khí trầm thấp mở miệng nói ra cốc chủ Hiện nay không phải lúc, một khi cùng âm lịch thiên phát sinh xung đột, thu thiệt chỉ có thể là chúng ta, hết thảy vẫn là chờ lão tổ trở về lại bàn bạc kỹ hơn. Không có Đang Thanh Dương tọa trấn, Đang Cốc lúc này đi trêu chọc âm lịch thiên hiển nhiên là sẽ không có kết quả gì tốt, Đang Tâm vô cùng rõ ràng đạo lý này. Vì lẽ đó, dù cho trong lòng tức giận không thôi, nhưng mà, Đang Tâm hay là cố nén tức giận trong lòng, không có chủ động đi trêu chọc âm lịch thiên sư đồ, mà là chờ đợi Đang Thanh Dương quay về. Bất quá, Đang Tâm trong lòng vô cùng rõ ràng coi như là Đan Thanh Dương quay về, luận chiến lực đoán chừng cũng sẽ không là âm lịch thiên đối thủ, suy cho cùng Đan Thanh Dương tại chư vị đế tôn bên trong, luận chiến lực cơ hồ chính là hạng chót tồn tại, đương nhiên, khí tông lão tổ cũng là như thế. huống chi, bây giờ âm lịch thiên còn nắm giữ sơn hà đồ nơi tay, như thế liền càng thêm khó có thể đối phó rồi. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2173 Tập sát Nguồn Mê truyện audio com Đối với Sơn Hà Đồ món chí bảo này, đàn tâm tự nhiên cũng là nghe nói qua, mà lại, trước đây quân vô nhai, đao hùng, lý tiêu, ba vị đế tôn muốn liên thủ chém giết âm lịch thiên, thế nhưng là sau cùng đều bị âm lịch thiên chạy thoát, kết quả này liền chứng minh, nắm giữ Sơn Hà Đồ âm lịch thiên, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy bất đắc dĩ thở dài một hơi, đang tâm lúc này thế mà sinh ra một cổ nồng nặc cảm giác vô lực, đối mặt âm lịch thiên sư đồ, đang tâm đích thật là có chút không biết như thế nào cho phải. Lại thêm, bây giờ đại thiên thế giới vốn là nhiều chuyện trước đó, lại kèm theo khí tông thế cục càng ngày càng sáng tỏ, còn lại thập đại lăng thiên tông môn, đến nay cũng không có người nào cho thấy thái độ, tất cả mọi người là một mực thờ ơ lạnh nhạt. Khí tông thế cục càng ngày càng sáng tỏ, mà bạn theo thời gian trôi qua, toàn bộ vạn binh phủ, cơ hồ cũng đều đã là bị thiên âm lâu cho xâm chiếm suy nghĩ một chút cũng phải, sau lưng đã ám bên trong trưởng khống khí tông, thiên âm lâu muốn chiếm lĩnh vạn binh phủ căn bản cũng không phải là việc khó gì. Kèm theo vạn binh phủ bị thiên âm lâu triệt để chiếm lĩnh sau đó, một ngày này, không có ai biết, âm lịch thiên bí mật rời đi khí tông, hướng về thiên tổ vị trí chạy tới. Thân là đế tôn cấp nhân vật, âm lịch thiên tự nhiên cũng là biết thiên tổ chỗ, mà hắn lần này xuất phát, trên thực tế là vì chặn giết khí tông lão tổ. Chỉ muốn chém giết khí tông lão tổ, khí tông liền tương đương với là chân chính diệt vong, đến lúc đó thiên âm lâu liền có thể trực tiếp thay vào đó, chiếm giữ khí tông vị trí, trở thành thập đại lăng thiên tông môn một trong, mà đây mới là âm lịch thiên mục đích thực sự. Âm lịch thiên bí mật rời đi vạn binh phủ, đi tới khí tông lão tổ trở về trên con đường phải đi qua chờ đợi tập sát. Mà cùng lúc đó, tại đại thiên thế giới bên ngoài trong vô tận tinh không, một tòa diện tích cũng không tính lớn, tự như là một tòa lơ lửng trên biển lớn đảo hoang lớn như vậy lục lẽ loi tại hắc ám trong tinh không phiêu đẳng nơi này chính là thiên tổ chỗ ở trừ ra tại đại thiên thế giới thời gian bên ngoài thiên tổ trên cơ bản đều là ở đây sinh hoạt, mà tại trên tòa cô đảo này, thật nhiều thiên tổ sáng tạo ra được sinh linh. Bọn hắn mặc dù không có tu vi, nhưng mà tòa này đảo hoang nhìn qua cũng là cực kỳ an lành, từng tòa quy mô cũng không lớn thôn trang, tán lạc tại đảo hoang các nơi, mà những người ở nơi này còn tuân theo nguyên thủy nhất, tự nhiên thói quen sinh hoạt. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, nằm canh nữ chức, thời gian trải qua bình tĩnh lại an lành. Mặc dù những người này có lẽ cũng không biết, tại bọn hắn sinh hoạt tòa này đảo hoang bên ngoài, còn nắm giữ một mảnh càng càng rộng lớn thế giới càng thêm đặc sắc thiên địa nhưng mà từ những người này chất phát trong tươi cười không khó coi ra ở đây sinh hoạt chính bọn họ cảm thấy rất hạnh phúc ít nhất không có cái gì phân tranh cũng không cần lo lắng cái gì chiến loạn càng không cần lo lắng sẽ bị người nào sát hại mà tại đảo hoang đang vị trí trung ương một tòa không lớn bên hồ nhỏ một gian đơn giản nhà tranh nơi này chính là thiên tổ trụ sở tóc bạc trắng trong mắt tràn đầy hiền lành chi sắc ngồi tại chủ tọa phía trên vị này chính là trưởng quản lấy đại thiên thế giới thiên đạo ý chí đồng thời cũng là tất cả thiên đạo ý chí phụ thân được thế nhân tôn xưng là thiên tổ nhìn một cái chính là một cái rất hiền lành hòa ái lão giả mà tại thiên tộc dưới tay hai bên nhưng là quân vô nhai chờ từ đại thiên thế giới chạy tới đế tôn nhóm đám người ngồi vây chung một chỗ uống trà uống trà uống rượu uống rượu bầu không khí ngược lại là biểu lộ ra khá là đến nhẹ nhõm tại nhẹ nhàng như vậy bầu không khí phía dưới đám người cũng là thương nghị rất nhiều chuyện Thời gian trôi qua rất chân thực nhanh à, chỉ chấp mắt, các ngươi cũng đều đã già rồi. Nhìn về phía đám người, thiên tổ khẽ cười nói. Dứt lời, cũng không cần đám người đáp lời, thiên tổ tiếng nói chuyển một cái đạo, bất quá thời đại giao thế, mang ý nghĩa đại thiên thế giới lại muốn loạn lên một trận. Cái này cũng là thiên địa quy tắc một loại thể hiện, không phải sao? Bằng không nếu mãi mãi cũng là chúng ta những lão gia hỏa này tọa trấn, cái kia đại thiên thế giới lại nói thế nào tiến bộ đây? Nghe vậy, quân vô nhai cùng một ngụm rượu, khẽ cười nói tại mới cũ thời đại giao thế phía dưới hỗn loạn là tất nhiên sẽ phát sinh đây là chuyện không có cách nào khác bất quá dù cho như thế thời đại dòng lũ vẫn như cũ sẽ cùng cùng hướng về phía trước không lại bởi vậy mà dừng lại nghe quân vô nhai lời này thiên tổ nụ cười trên mặt không giảm đạo đúng vậy a à, cái này cũng là thiên địa quy tắc một loại thể hiện ai cũng không ngăn cản được thiên tổ rất đồng ý quân vô nhai thuyết pháp vì lẽ đó hắn từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ qua đi ngăn cản cái gì kỳ thực từ thiên tổ sinh ra đến nay hắn kỳ thực liền cơ hồ không có để ý tới qua đại thiên thế giới sự tình trừ phi có một loại tình huống đó chính là việc quan hệ đại thiên thế giới tồn vong hoặc có lẽ đã có ai uy hiếp đến đại thiên thế giới tồn tại tại dưới tình huống như vậy thiên tổ mới sẽ trực tiếp xuất thủ can thiệp tình hình phát triển bằng không mà nói dưới tình huống bình thường thiên tổ là sẽ không tùy tiện nhúng tay đại thiên thế giới chuyện tùy ý tất cả thế lực lớn tranh đấu thiên tổ cũng không phục đứng ra càng thêm chưa nói tới cái gì thiên vị phương nào rồi cũng chính vì vậy thiên tổ cùng chư vị đế tôn quan hệ mới có thể hiện ra như thế hòa thuận mà chư vị đế tôn nhóm đối với thiên tổ cũng biểu hiện ra đầy đủ kính ý lần này thiên tổ triệu tập chư vị đế tôn cũng không có gì đặc biệt sự tình chủ yếu vẫn là vì mới cũ thời đại thay nhau sự tình chẳng qua là giữa bọn họ đến tột cùng nói cái gì ngoại nhân tự nhiên là không cách nào biết được thiên tổ chỗ tòa này đảo hoang tốc độ thời gian trôi qua cùng đại thiên thế giới hoàn toàn khác biệt vì lẽ đó mọi người tại nơi này vẽn vẹn chờ đợi một ngày không tới thời gian thế nhưng là đại thiên thế giới lại đã qua nhanh thời gian một năm rồi nên nói cũng đều nói đến rời đi, chư vị đế tôn lần lượt đứng dậy cáo từ, bất quá trước khi đi, thiên tổ cũng là đột nhiên gọi lại khí tông lão tổ. Nghe thiên tổ tiếng nói, khí tông lão tổ quay người, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thiên tổ, mà đối với cái này, thiên tổ trầm tư chỉ chốc lát, cuối cùng cũng nói chỉ là một câu, đi đường cẩn thận, lão hỏa kế. Nhìn qua thiên tổ nói một câu có chút để cho người ta không nghĩ ra, bất quá nghe vậy, khí tông lão tổ ngẩn người sau đó, liền phản phất cũng có chút tâm lĩnh thần hội nói. Kỳ thực ngươi cái này đảo hoang không sai, nếu là có cơ hội, Ta ngược lại thật ra cũng muốn tới ở lại ở một cái ít nhất rất yên tĩnh. Nói xong, Khí Tông lão tổ quay người rời đi, mà nhìn hắn bóng lưng, Thiên tổ sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà trong mắt lại vẫn có một vệt vẻ động dung chợt lóe lên. Không biết lần này Khí Tông lão tổ có thể hay không an toàn trở về Khí Tông, bất quá theo Thiên tổ đoán chừng rất khó, bởi vì đã có người ở trên nửa đường chờ lấy hắn rồi. Từ Thiên tổ nơi này rời đi, chư vị đế tôn lần lượt hướng về đại thiên thế giới trở về, mà Khí Tông lão tổ tại trên chặng đường trở về mới vừa tiến vào đại thiên thế giới tại trước người của nó, âm lịch thiên thân ảnh chính là chậm rãi xuất hiện. nhìn thấy âm lịch thiên, khí tông lão tổ tiên là sững sờ, sau đó liền là có chút tự dễ cười nói. âm lịch thiên, đặc biệt tại đây, không phải là đến tìm lão phu tán gẫu a? À. càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. chương 2174 bỏ mình. nguồn mê truyện audio.com cùng là đế tôn cấp nhiệm vụ khí tông lão tổ cùng âm lịch thiên tự nhiên là nhận biết rất nhiều năm trước hai người đã từng thấy qua nghe khí tông lão tổ lời này âm lịch thiên cũng là không nói gì cười nói tự nhiên không phải là mà là có chuyện muốn nhờ cùng là để tôn cấp nhiệm vụ khí tông lão tổ cùng âm lịch thiên tự nhiên là nhận biết rất nhiều năm trước hai người đã từng thấy qua nghe khí tông lão tổ lời này âm lịch thiên cũng là không nói gì cười nói tự nhiên không phải là mà là có chuyện muốn nhờ âm lịch thiên tự xưng là có việc muốn nhờ nghe vậy khí tông lão tổ cười lạnh một tiếng nói ngươi còn cần có việc cầu ta. Tự nhiên, muốn mượn tính mạng của ngươi dùng một chút. Nghe vậy, âm lịch thiên đồng dạng là lạnh giọng cười nói. Lời nói đã đến nước này, âm lịch thiên sát ý đã là hào không bảo lưu rồi, mà cảm thấy âm lịch thiên trên người sát ý, khí tông lão tổ cũng không có toát ra vẻ sợ hãi chút nào, dù sao có thể trở thành một tên đế tôn cấp nhân vật, lại còn sống nhiều năm như vậy, khí tông lão tổ cũng sớm đã có thể làm đến hỉ nộ không lộ rồi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng âm lịch thiên, mà âm lịch thiên cũng không có nói nhảm nữa, từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, ở đây xuất hiện thời điểm, đã là đi tới khí tông lão tổ trước người, đột nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp hướng về khí tông lão tổ công tới. Âm lịch thiên xuất hiện tại này mục đích đúng là vì chém giết khí tông lão tổ, vì lẽ đó hai người gặp mặt, tự nhiên không có cái gì tốt nói nhiều, cùng lúc đó, đối mặt âm lịch thiên tiến công, khí tông lão tổ cũng tương tự không có chút nào do dự, trực tiếp chính là xuất thủ phản kích. Không có một bóng người trên cánh đồng hoang vu, hai tên đế tôn cấp nhân vật ra tay đánh nhau, thoáng qua ở giữa hai người chính là giao thủ trên trăm chiêu. Mới vừa lúc bắt đầu, hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau, suy cho cùng cùng là đế tôn cấp nhân vật, người nào muốn chiến thắng đối phương đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà, bạn theo thời gian trôi qua, hơn nửa ngày kịch chiến sau đó, Khí Tông lão tổ từ từ lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Giống như đang thanh dương, Khí Tông lão tổ cũng không phải lấy chiến lực đúc thành đế tôn, vì lẽ đó tại đơn thuần chiến lực so sánh phía trên, khí tông lão tổ kỳ thực cũng không chiếm ưu thế gì, mà cái này có lẽ cũng là âm lịch thiên đem mục tiêu tuyển định trên người khí tông nguyên nhân đi, suy cho cùng giống quân vô nhai, lý tiêu như vậy đế tôn, muốn muốn chém giết bọn hắn đối với âm lịch thiên tới nói rất khó khăn, nhưng mà khí tông lão tổ cùng đang thanh dương như vậy không lấy chiến lực sở. Trường đế tôn, cảm giác tự nhiên là muốn có nắm chắc hơn một chút. Dần dần nắm giữ chủ động, chiếm cứ ưu thế sau đó, âm lịch thiên thế công càng ngày càng mãnh liệt, nghiễm nhiên chính là một bộ không chết không thôi tư thế mà đối mặt âm lịch thiên cùng mảnh công kích, khí tông lão tổ phản phất cũng là dự liệu được chính mình kết quả, không sống qua đến hắn số tuổi này, toái ngọc sinh tử, kỳ thực cũng sớm đã thấy rất nhạt, chân chính nhường khí tông lão tổ không bỏ xuống được, cũng chỉ có khí tông trên dưới. Mà lại, tất nhiên âm lịch thiên có thể xuất hiện ở đây, vậy dĩ nhiên cũng liền mang ý nghĩa khí tông đoán chừng đã là bị âm lịch thiên trưởng khống, từ nay về sau, đoán chừng đại thiên thế giới liền sẽ không còn có khí tông tồn tại. Liều mạng toàn lực cùng âm lịch thiên kịch chiến không ngừng, khí tông lão tổ lạnh giọng quát lên, âm lịch thiên trước kia lão phu nên liên thủ với lý tiêu chém giết ngươi sớm biết có hôm nay khí tông lão tổ trước kia tuyệt đối sẽ cùng lý tiêu liên thủ trực tiếp chém giết âm lịch thiên nghe khí tông lão tổ lời này âm lịch thiên cũng là lạnh lùng cười nói đáng tiếc trên đời này không có nếu như mà ngươi cũng sẽ không còn có cơ hội này nói âm lịch thiên tâm niệm vừa động ở sau lưng hắn một bức tranh chậm rãi ngưng kết hình thành nhìn thấy bức tranh này khí tông lão tổ lần thứ nhất sắc mặt đại biến ngữ khí trầm thấp nói sơn hà đồ ha ha xem ra ngươi còn nhớ rõ không sai có thể là tại sơn hà đồ trên tay ngươi hẳn là đáng vui mừng rồi suy cho cùng cái này sơn hà đồ trước kia ngươi thế nhưng là cũng tham dự luyện chế nghe vậy âm lịch thiên lạnh giọng cười nói ngươi khác không biết nhưng mà âm lịch thiên cũng là rất rõ ràng cái này sơn hà đồ trước kia chính là là chính mình sư tôn cùng khí tông lão tổ chung nhau luyện chế mà thành khí tông lão tổ tại sơn hà đồ trong quá trình luyện chế đích thật là giúp không ít vội vàng cũng chính là bởi vì tự mình tham dự qua sơn hà đồ luyện chế vì lẽ đó khí tông lão tổ rất rõ ràng sở sơn hà đồ kinh khủng truyền tống bất quá là sơn hà đồ một cái trong đó năng lực với tư cách đại thiên thế giới đều biết chí bảo sơn hà đồ năng lực xa không chỉ như thế kèm theo sơn hà đồ chậm rãi sau lưng âm lịch thiên mở ra trong bức tranh cũng là có một hồi kim sắc quan mang nhàn nhạt tản mát ra trong nháy mắt chính là bao phủ lại khí tông lão tổ cơ thể Bị Kim Sắc Quang mang bao phủ, ngay lập tức một cổ kinh khủng hấp lực cũng là đem Khí Tông lão tổ cho hút tiến vào Sơn Hà Đồ bên trong, cùng lúc đó, Âm Lịch Thiên cũng là phi thân chui vào trong bức tranh. Hai người đồng thời tiến vào Sơn Hà Đồ bên trong, tại Sơn Hà Đồ bên trong, Âm Lịch Thiên cùng Khí Tông lão tổ tiếp tục đại chiến, mà hoàn cảnh chung quanh vẫn như cũ không có gì thay đổi, phản phất hai người như trước vẫn là thân ở Đại Thiên thế giới bên trong. Nhưng mà Khí Tông lão tổ biết, hai người lúc này đã là trong bức họa thế giới, mà ở đây, Âm Lịch Thiên lại có thể chế ngự trong bức họa kia hết thảy bất quá kèm theo âm lịch thiên tâm niệm vừa động, bốn phía sơn phong, chính là giống như nhận được mệnh lệnh gì không ngừng hướng về khí tông lão tổ công tới, đồng thời, trên bầu trời, còn xuất hiện một mảnh dày đặc mưa tên. Âm lịch thiên triệt để luyện hóa sơn hà độ, cũng là thành công thi triển ra sơn hà độ uy lực kinh khủng, tại sơn hà độ bên trong, âm lịch thiên vài câu liền còn giống như thần tồn tại, có thể chế ngự nơi này hết thảy. Cứ kéo dài tình huống như thế, vốn cũng không phải là âm lịch thiên đối thủ khí tông lão tổ, càng là khó mà ngăn cản, rất nhanh thương thế trên người chính là càng ngày càng nghiêm trọng, đến sau cùng, khí tông lão tổ trực tiếp là bị một tòa ngọn núi to lớn, hung hăng đánh trúng, ngay sau đó bị trực tiếp trấn áp. Mặc dù bằng vào cái này tự thân thực lực cường đại, khí tông lão tổ sau cùng đánh nát ngọn núi này, trốn thoát, nhưng mà, khi trước công kích, cũng đã là nhường hắn thụ thương không nhẹ, khí tức cũng là biến hư nổi lên. Mắt thấy đã là nỏ hết đà khí tông lão tổ, âm lịch thiên cười lạnh nói, nếu như không có sơn hà độ, đoán chừng ta cũng rất khó giết ngươi, nhưng mà đang vẽ bên trong thế giới, ngươi chắc chắn phải chết bởi vì ngươi không có cơ hội đào tẩu. Tại ngoại giới, khí tông lão tổ coi như không địch lại cũng có thể đào tẩu, nhưng mà tại sơn hà độ bên trong, khí tông lão tổ cũng là liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Nói, âm lịch thiên lại lần nữa điều động sơn hà độ sức mạnh, ngay lập tức, từng tòa sơn phong, liên miên kim sắc mưa tên, lại lần nữa hướng về khí tông lão tổ đánh tới. Đối mặt như thế cùng mảnh công kích, khí tông lão tổ mặc dù chưa từng từ bỏ, nhưng kết quả sau cùng, kỳ thực cũng đã là đã chú định. Liên tiếp trong bức họa kịch chiến ba ngày ba đêm, cuối cùng, khí tông lão tổ như trước vẫn là bị âm lịch thiên chém giết, một đời đế tôn liền như vậy vẫn lạc tại sơn hà đồ bên trong. Kèm theo khí tông lão tổ bỏ mình, đại thiên thế giới phía trên, đồng bộ truyền đến từng đợt tiếng trung vang, thanh âm này truyền khắp đại thiên thế giới các ngõ ngách, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, mà những cái kia không có tu vi người bình thường, hoặc là tu vi không đủ đám võ giả, nghe được tiếng chung này đồng thời, không biết vì cái gì, tâm trí phản phất là nhận lấy ảnh hưởng chỉ cảm thấy bi thương vạn phần, nước mắt cũng là không tự chủ chảy ra. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2175 Khí tông hủy diệt Nguồn Mê truyện audio com Mang theo vô tận bi thương mùi vị tiếng chung vang dội đại thiên thế giới mỗi một cái xó xỉnh, mà nghe tiếng chung này người mỗi một cái đều là không nhịn được hiện ra một vệt bi thương chi tình khắp nơi có thể thấy được có người bị tiếng chung này ảnh hưởng tới tâm trí từ đó che mặt khóc trống trong lúc nhất thời toàn bộ đại thiên thế giới tiếng trên rỉ nổi lên bốn phía tất cả đại trong thành trì đám người quỳ rạp xuống đất thống khổ không thôi kiếm môn vừa mới trở về kiếm môn quân vô nhai nguyên bản đang cùng tiêu trần ngồi cùng một chỗ bất quá đột nhiên nghe được tiếng chung này quân vô nhai trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh dị đạo tan hồn chung quân vô nhai tự nhiên biết tiếng chung này lai lịch tan hồn chung, mỗi khi có đế tôn rơi xuống thời điểm, đại thiên thế giới liền sẽ vang lên tan hồn chung âm thanh. Ngay lập tức quân vô nhai chính là đoán được khí tông lão tổ, suy cho cùng từ tiêu trần trong miệng, quân vô nhai đã là biết trong khoảng thời gian gần đây đại thiên thế giới chuyện xảy ra. Cũng biết liên quan tới khí tông sự tình, bây giờ tan hồn chung vang lên, hiển nhiên là khí tông lão tổ bị giết, mà về phần là ai giết khí tông lão tổ, cái này kỳ thật cũng không khó đoán, nhất định là âm lịch thiên không thể nghi ngờ. Nghe thê lương tiếng chuông không ngừng vang lên, quân vô nhai im lặng thở dài, hắn không nghĩ tới, cái này khí tông lão tổ, lại còn nói không có liền không có. Mà lại, kèm theo khí tông lão tổ rơi xuống, khí tông hủy diệt đoán chừng cũng đã là trở thành kết cục đã định, cái này âm lịch thiên mục đích xem như thành công đạt đến. Quân vô nhai bên này bởi vì khí tông lão tổ chết đích thật là có chút thất lạc, bất quá lại cũng không nói thêm gì, bất quá tại đang cốc cùng thiên sách phủ, đang thanh dương cùng lý tiêu phản ứng của hai người liền khác thường kịch liệt. Đang thanh dương cùng khí tông lão tổ vốn là muốn bạn thân, bây giờ lão hữu bỏ mình, đàn thành dương tâm tình có thể tưởng tượng được đàn cốc bên trong đàn thành dương bi phẫn vạn phần cùng lúc đó bên kia lý tiêu lúc này cũng là một mặt âm trầm từ lý thuần trong miệng lý tiêu đã biết đầu đuôi sự tình hoàn toàn không nghĩ tới âm lịch thiên lại dám như thế cao điệu hiện thân lại trực tiếp là đem mục tiêu khóa ổn định ở khí tông trên thân muốn muốn thay vào đó đơn giản chính là cùng vọng đến cực điểm lý tiêu vẫn luôn đang tìm kiếm âm lịch thiên thầy trò tung tích thế nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm đến suy cho cùng nắm giữ sơn hà đồ hai người hành tung vốn là khó mà nắm lấy, nhưng là bây giờ, âm lịch thiên thế mà không trốn không né, hơn nữa còn nên ngang tại đại thiên thế giới hiện thân, hơn nữa còn hủy diệt khí tông, đây quả thực là không có đem lý tiêu để vào mắt. Một cái đế tôn bỏ mình, tại đại thiên thế giới tới nói hoàn toàn chính xác coi là một đại sự, tan hồn chung âm thanh chân chính vang dội một ngày một đêm, thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, tiếng chung cái này mới chậm rãi tiêu thất, mà thống khổ rơi lệ thế nhân, cái này mới chậm rãi khôi phục lại cũng liền tại tan hồn chung âm thanh biến mất sau khí tông trong đại điện âm lịch thiên âm thịnh, cùng với nguyên bản khí tông cùng hiện tại thiên âm lâu rất nhiều cường giả nhóm hội tụ một trưởng. Đón nhận khí tông sức mạnh, lại thêm trong khoảng thời gian này thiên âm lâu điên cùng khuếch trương, lúc này đại điện bên trong đã có không xuống 20 danh chí cảnh đại năng, đây chính là bây giờ âm lịch thiên lực lượng trong tay, đã đủ để cùng thập đại lang thiên tông môn chống lại. Vẫn là mang ngồi ở chủ vị phía trên, âm lịch thiên nhìn xuống phía dưới đám người, giọng bình thản nói, khí tông lão tổ đã chết, từ nay về sau, khí tông liền không còn tồn tại, bản tọa muốn đối ngoại tuyên bố thiên âm lâu sáng lập, lấy khí tông mà thay vào. Khí tông lão tổ bỏ mình, mang ý nghĩa thời cơ đã thành thục, thiên âm lâu cũng có thể trang nghiêm chiếm giữ toàn bộ vạn binh phủ, đem toàn bộ khí tông thay vào đó. Nghe âm lịch thiên lời này, mọi người ở đây đều là mở miệng cao giọng nói, tông chủ uy vũ, tông chủ uy vũ. Không có ai phản đối âm lịch thiên quyết định, bởi vì những cái kia phản đối mình người, cũng sớm đã bị âm lịch thiên cho trừ đi, lúc này bất luận là khí tông hay là thiên âm lâu, đều là âm lịch thiên thầy cho người ủng hộ. Đương nhiên, từ nay về sau đoán chừng cũng sẽ không lại có khí tông rồi giống những cái này nguyên bản thuộc về khí tông cường giả từ nay về sau cũng đều sẽ trở thành thiên âm lâu người mà đã từng khí tông sơn môn cũng sẽ trở thành thiên âm lâu chỗ trước sau bất quá ngắn mũi thời gian mấy tháng âm lịch thiên liền thành công hủy diệt một phương thập đại lăng thiên tông môn ở trong đó dù cho cùng chính khí tông sơ xuất nhưng mà âm lịch thiên thủ đoạn cũng đích xác nhường người không tưởng tượng được có thể nói âm lịch thiên vì hủy diệt khí tông đã là chuẩn bị thời gian rất lâu từ lúc mới bắt đầu bí mật lẻn vào khí tông ám bên trong trưởng khống, đến sau cùng chém vết khí tông lão tổ, âm lịch thiên cũng đã là nghĩ kỹ mỗi một bước, đã như thế, tự nhiên cũng sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Bây giờ đại công cáo thành, cũng là thời điểm hướng thế nhân tuyên bố thiên âm lâu thành lập. Nghe phía dưới đám người reo hò, âm lịch thiên trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đợi đến đám người tiếng hoang hô rơi xuống sau đó, âm lịch thiên mới tiếp tục mở miệng nói. Thiên âm lâu thành lập, bất quá lầu này chủ chi vị, bản tọa lại sẽ không làm, liền để ta đồ âm thịnh tới làm đi, suy cho cùng đây là người tuổi trẻ thời đại âm lịch thiên cùng quân vô nhai các cái khác đế tôn đồng dạng cũng là đem thiên âm lâu lâu chủ chi vị nhường cho âm thịnh đến nỗi chính hắn nha chắc chắn cũng là thiên âm lâu lão tổ rồi ngày bình thường gần như không sẽ quản sự tình gì chỉ có tài sinh tử tồn vong trước mắt mới sẽ ra tay nghe âm lịch thiên lời này mọi người tại đây ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài suy cho cùng chuyện như vậy tại đại thiên thế giới đã là chuyện rất thường gặp rồi nghe âm lịch thiên đem lâu chủ chi vị nhường cho mình đứng tại âm lịch thiên bên cạnh âm thịnh trong mắt cũng là không che giấu được lộ ra vẻ hưng phấn thiên âm lâu lâu chủ, đây chính là âm thịnh mong đợi cực kỳ lâu chỗ ngồi. Phản phất cũng là phát giác âm thịnh hưng phấn, âm lịch thiên quay đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn nói với hắn, sau đó ngươi coi như thật đang muốn cùng đại thiên thế giới thiên kiêu yêu nghiệt chính diện tranh phong rồi, cắt đừng cho vi sư lại thất vọng. Trước đó tại một giới, âm thịnh có thể nói mấy lần tại tiêu trần trong tay ăn quả đắng, lúc này nghe âm lịch thiên căng dặn, âm thịnh trong mắt cũng là thoáng qua một vệt hàng mang, ngay sau đó cam đoan bình thường nói, sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không thua nữa. Âm thịnh phát thệ, mình tuyệt đối sẽ không ở bại bởi bất kỳ người nào rồi đương nhiên nhất là bao quát tiêu trần nghe vậy âm lịch thiên khẽ gật đầu theo sau chính là để cho người ta đối ngoại tuyên bố thiên âm lâu thành lập cùng với khí tông hủy diệt sự tình vạn binh phủ triệt để đổi chủ mà thiên âm lâu tại chiếm đoạt khí tông sau đó cũng là triệt để trở thành vạn binh phủ bá chủ nghiễm nhiên là kế thừa trước đó khí tông vị trí kèm theo tin tức này vừa ra toàn bộ đại thiên thế giới tự nhiên là chấn động không ngừng suy cho cùng một phương thập đại lăng thiên tông môn hủy diệt cùng giao thế, đây đối với đại thiên thế giới bất kỳ cái nào võ giả tới nói, đó cũng đều là một kiện không được xem nhẹ đại sự, suy cho cùng cái này đã đủ để thay đổi toàn bộ đại thiên thế giới thế cục, tướng tin người nào cũng không dám xem thường chút nào chi ý. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2176 Để tôn đại chiến Nguồn Mê truyện audio com Thiên âm lâu thành lập tin tức, phản phất như là một quả quả bom nặng ký hung hăng tại đại thiên thế giới phía trên vang dội. Mà đối với dạng này một tin tức, đại thiên thế giới đông đảo thế lực cũng là tâm tư dị biệt, bất quá muốn nói nhất là căm tức, cái kia không hề nghi ngờ là lý tiêu không thể nghi ngờ. Vẫn muốn là chính mình sư tôn báo thù, cũng sớm đã xem âm lịch thiên là tử địch, vốn cho rằng trước đó âm lịch thiên liền đã chết, nhưng ai có thể tưởng đến chính mình thế mà bị hắn lừa nhiều năm như vậy, mà lần này, âm lịch thiên quay về đại thiên thế giới, hắn lý tiêu chẳng những không có có thể báo thù, ngược lại còn trơ mắt nhìn âm lịch thiên hủy diệt khí tông, sáng lập thiên âm lâu. Trong lúc nhất thời cư nhiên trở thành đủ để cùng mình sánh vai tồn tại, thiên âm lâu thực lực hôm nay, đi qua thô sơ giảng lược tính ra, đã là đạt đến thập đại lăng thiên tông môn hàng ngũ. Bất quá muốn nói thiên âm lâu bây giờ có phải hay không 10 ngày lăng thiên tông môn, cái này còn không có thể xác định, suy cho cùng thiên tổ còn không có trang nghiêm thừa nhận qua. Thiên Âm lâu tình huống trước mắt cùng kiếm môn rất là tương tự, nắm giữ chống lại thập đại lăng thiên tông môn thực lực, nhưng bởi vì không có bắt được thiên tổ chân chính xác nhận, vì lẽ đó còn không thể tính toán là chân chính thập đại lăng thiên tông môn, nhưng mà, còn lại lăng thiên tông môn cũng đều rất rõ ràng, người không thể bởi vì như vậy thì khinh thường thiên âm lâu. Đối với âm lịch thiên cuộc khởi, cùng với thiên âm lâu sáng lập, Lý Tiêu trong lòng tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, hắn tuyệt đối không thể có thể trơ mắt nhìn xem âm lịch thiên liền như vậy đường hoàng xuất hiện ở trước mặt mình, tại đại thiên thế giới cứ như vậy thức tỉnh. Lửa giận trong lòng thiêu đốt, đồng thời, Lý Tiêu cũng là rất nhanh truyền tin cho quân vô nhai cùng lạc tin. Kiếm môn, thu đến Lý Tiêu truyền tin, quân vô nhai trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, thấy thế, ngồi ở một bàn tiêu trận cũng là tò mò hỏi, sư tôn, thế nào? Đối mặt tiêu trần hỏi thăm, quân vô nhai cũng không có giấu giếm, cười khổ trả lời, Lý Tiêu truyền tin, hy vọng ta có thể xuất thủ, cùng hắn cùng nhau chém giết âm lịch thiên. Lý Tiêu chủ động yêu cầu quân vô nhai xuất thủ tương trợ, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là sững sờ, ngay sau đó đồng dạng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Xem ra Lý Tiêu đối với âm lịch thiên sát ý là thật nồng đầm tới cực điểm, căn bản sẽ không cho âm lịch thiên bất cứ cơ hội nào. Đối mặt Lý Tiêu thỉnh cầu, quân vô nhai cũng không có qua nhiều do dự chính là đáp ứng xuống, dù sao lấy Lý Tiêu cùng chính mình quan hệ, quân vô nhai không có lý do cự tuyệt. Còn nữa nói, cái này cũng là lý tiêu lần thứ nhất thỉnh cầu trợ giúp của mình quân vô nhai càng thêm sẽ không cự tuyệt rồi rất nhanh liền hồi âm đáp ứng lý tiêu sẽ ra tay bất quá quân vô nhai cũng nói ra điều kiện của mình đó chính là không sẽ vận dụng kiếm môn sức mạnh suy cho cùng bây giờ kiếm môn cùng hợp thiên môn một mực ở vào đối nghịch tình trạng một khi vận dụng quá nhiều kiếm môn sức mạnh đi đối phó thiên âm lâu rất có thể cũng sẽ bị hợp thiên môn cho thừa lúc vắng mà vào điểm này không thể không phòng quân vô nhai sẽ chỉ một người xuất thủ nói trắng một chút đó chính là lần này xuất thủ tương trợ quân vô nhai này đây thân phận của mình, mà không có nghĩa là kiếm môn. Đối với quân vô nhai yêu cầu, Lý Tiêu không có chút nào không vui, bởi vì hắn cũng biết bây giờ kiếm môn tình huống, vui vẻ đáp ứng. Quân vô nhai bên này đồng ý Lý Tiêu thỉnh cầu, lạc tinh bên kia đồng dạng cũng là như thế, hơn nữa, trừ cái đó ra, đàn thành dương thế mà cũng chủ động biểu thị, muốn cùng Lý Tiêu ba người bọn họ một đạo, chung nhau hủy diệt thiên âm lâu. Đàn thành dương xuất thủ, hoàn toàn là là lão hữu của mình, khí tông lão tổ, đối với cái này, Lý Tiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt trong lúc nhất thời bốn tên đế tôn cấp nhân vật chính là đã đạt thành chung một chiến tuyến chuẩn bị cùng nhau ra tay với thiên âm lâu vừa mới thành lập thiên âm lâu còn đến không kịp cao hứng quá lâu thoáng qua ở giữa phản phất liền đi tới rìa vách núi đồng thời đối mặt bốn tên đế tôn cấp nhân vật liên thủ dù cho âm lịch thiên có sơn hà đồ tồn tại cũng căn bản không có khả năng chiến thắng kết quả tốt nhất cũng chính là trốn bất quá lần này lý tiêu bốn người rõ ràng đến có chuẩn bị không thể nào lại cho âm lịch thiên đơn giản như vậy liền có thể cơ hội đào tẩu rồi hình như là muốn trở thành đoạn mệnh nhất lăng thiên tông môn thành lập vừa mới mấy ngày thiên âm lâu liền phải đối mặt bốn tên đế tôn cấp nhân vật tiến công mà lại lý tiêu bốn người cũng không có cho âm lịch thiên quá nhiều thời gian phản ứng đang chuẩn bị hoàn toàn sau đó bốn người lúc này liền là hướng về vạn binh phủ mà đi muốn đem thiên âm lâu bóp chết trong trứng nước kèm theo quân vô nhai bốn người hành động thiên hạ tự nhiên là không có tường nào gió không lọt qua được rất nhanh không ít người đều là biết lý tiêu bốn người chuẩn bị hủy diệt thiên âm lâu tin tức biết được chuyện này có người vì thiên âm lâu đuổi tới bi thảm, suy cho cùng cái này mới vừa vặn thành lập mấy ngày, như thế liền bị hủy diệt rồi, cái này đích xác là có chút thê lương. Thậm chí liền thiên âm lâu không ít cường giả, lúc này cũng đều là lòng người bàn hoàng, bọn hắn đều không ngốc, biết chỉ bằng vào âm lịch thiên một người là không thể nào chống đỡ được quân vô nhai bốn người. Bất quá với tư cách người trong cuộc âm lịch thiên, lúc này lại biểu hiện khiếp sợ dị thường, biết được lý tiêu bốn người đánh tới tin tức, âm lịch thiên chẳng những không có một chút khẩn trương, ngược lại còn gương mặt nhẹ nhàng thoải mái, thật giống như không có chút nào gặp quân vô nhai bốn người để vào mắt đồng dạng. Không có người biết âm lịch thiên sức mạnh là đến từ địa phương nào, bất quá ở nơi này dạng vạn chúng chú mục chờ đợi phía dưới, ba ngày trôi qua, quân vô nhai bốn người rốt cục phủ xuống thiên âm lâu. Đã từng khí tông sơn môn, bây giờ bị thiên âm lâu tu hú chiếm tổ chim khách, một ngày này sáng sớm. Quân vô nhai bốn người thân ảnh trực tiếp xuất hiện trên bầu trời thiên âm lâu, Lý Tiêu càng là việc nhân đức không nhường ai ngay người quát lên, âm lịch thiên, lan ra đến nhận lấy cái chết tiếng hét phẫn nộ truyền khắp toàn bộ thiên âm lâu mà đối mặt lý tiêu quân vô nhai chờ bốn tên đế tôn cấp nhân vật thiên âm lâu bên trong rất nhiều cường giả cũng đều là từng cái sắc mặt ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía phía chân trời nhìn về phía bốn người đều là toát ra vẻ khẩn trương thậm chí là vẻ sợ hãi nhưng mà so sánh với những người khác khẩn trương âm lịch thiên liền lộ ra đến hoàn toàn khác nhau kèm theo lý tiêu thoại âm rơi xuống âm lịch thiên không né cũng không tránh thân hình trực tiếp xuất hiện tại lý tiêu bốn người trước mặt khóe môi nhếch lên một vệt nhàn nhạt cười yếu ớt nói sư đệ, ngươi chính là giống như trước đây, một chút cũng không giữ được bình tĩnh, nhanh như vậy liền không kịp chờ đợi đến tìm sư huynh báo thù. Bớt nói nhiều lời, âm lịch thiên, hôm nay ta tất sát ngươi, nhất định vi sư tôn báo thù. Nghe âm lịch thiên lời này, Lý Tiêu hiển nhiên là không có có tâm tư cùng hắn nói nhảm, lúc này liền là sát ý dồi dào quát lên. Đối mặt Lý Tiêu triển lộ ra nồng đậm sát cơ, âm lịch thiên nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng nồng nặc lên, ánh mắt từ bốn người trên thân từng cái đảo qua, sau đó cuối cùng lại là dừng lại tại Lý Tiêu trên thân, hơn nữa không nhanh không chậm nói. Sư đệ, ngươi nói ta biết rõ ngươi nhất định sẽ tới tìm ta báo thù, ta còn dám quan minh chính đại như vậy thành lập thiên âm lâu, chẳng lẽ ta thật sự sẽ một chút chuẩn bị cũng không có sao? Khó trách sư tôn đã từng nói, ngươi thiên phú mặc dù không tệ, nhưng đáng tiếc, lòng dạ không đủ, rất nhiều chuyện chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Liên minh huyền thoại Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc Chương 2177 Âm lịch thiên sức mạnh Nguồn Mê truyện audio com Đồng thời đối mặt bốn tên đế tôn cấp nhân vật, âm lịch thiên không những không có có chút, tương phản còn biểu hiện 10 điểm nhẹ nhõm, liền phản phất lý tiêu, quân vô nhai, lạc tinh, đang thanh dương bốn người đối với mình một điểm uy hiếp cũng không có động dạng, Nghe âm lịch thiên lời này, Lý Tiêu trong mắt hàng ý càng ngày càng thịnh vượng, lúc này liền là lạnh giọng quát lên, âm lịch thiên, ngươi ít cố lộng huyền hư, hôm nay ta nhất định chém giết ngươi. Cố lộng huyền hư sao? Cho nên nói, sư đệ, đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là một chút cũng không thay đổi. Nghe vậy, âm lịch thiên cười lạnh nói. Kèm theo âm lịch thiên thoại âm rơi xuống, ở sau lưng hắn, lập tức có ba khe hở không gian bị xé nứt ra, sau đó, từ trong đó, đào minh, vân trần, cùng với thần điện lão tổ, thân ảnh của ba người cũng là chậm rãi đi ra. Lại tới ba tên đế tôn cấp nhân vật, nhìn thấy ba người xuất hiện, Lý Tiêu sắc mặt càng khó coi, đến lúc này nếu như Lý Tiêu còn không biết âm lịch thiên sức mạnh đến từ nơi nào lời nói, vậy coi như thực sự là sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Khó trách vừa rồi âm lịch thiên tại đối mặt Lý Tiêu bốn người bọn họ thời điểm, một chút cũng không có khẩn trương, nguyên lai là đã sớm có giúp đỡ. Bất quá đào minh ba người thế mà lại xuất thủ tương trợ âm lịch thiên, cái này ngược lại có chút ngoài dự liệu của mọi người, phải biết, Đào Minh, Vân Trần hai người, chính là bây giờ chư vị đế tôn bên trong trẻ tuổi nhất, bọn hắn cùng âm lịch thiên ở giữa căn bản lại không tồn tại giao lưu tập hợp gì. Đến nỗi nói thần điện lão tổ nha, mặc dù trước đó có lẽ liền cùng âm lịch thiên nhận biết, nhưng mà cũng không sẽ tới ra tay trợ giúp âm lịch thiên tình cảnh. Âm lịch thiên nói tới sớm đã tôn ti, cũng là bởi vì tại loại này đã cùng đào minh bọn hắn nói xong rồi, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không sợ lý tiêu, quân vô nhai bốn người đột kích. Sáng lập thiên âm lâu, mà muốn nhường thiên âm lâu chân chính ngồi vững vàng khí tông trước đây vị trí âm lịch thiên tự nhiên là muốn kế hoạch chu toàn suy cho cùng lý tiêu tính cách hắn cũng không phải không biết căn bản không có khả năng cho mình cơ hội gì kèm theo đào minh vân trần cùng với thần điện lão tổ ba người xuất hiện lý tiêu sửng sốt một lát ngay sau đó cũng là nhìn về phía ba người lạnh dòng chất vấn các ngươi muốn trợ cái này nghịch tặc nghe lý tiêu lời này đào minh khẽ mỉm cười nói bản tọa cùng âm huynh ý hợp tâm đầu xuất thủ tương trợ vốn là tự nhiên đại thiên thế giới kết cấu đã bất đồng rồi trước đây thù hận cũng cần phải tan thành mây khói. Thần điện lão tổ nói tiếp. Đào Minh cùng thần điện lão tổ lần lượt mở miệng, đến nỗi vân trần ngược lại là trầm mặt không nói, bất quá cũng là dùng hành động nói rõ hết thảy. Mà kèm theo đào Minh, vân trần ba người xuất hiện, trên sân thế cục nghiễm nhiên biến thành 4v4, Tám tên đế tôn tụ hội trên bầu trời thiên âm lâu, lẫn nhau đối nghịch. Khó trách âm lịch thiên lúc nãy không sợ chút nào, nguyên lai like là bởi vì có Đào minh ba người làm làm hậu thuẫn, lấy bốn v bốn, âm lịch thiên tự nhiên không có cái gì thật lo lắng cho mà lại có sơn hà đồ tại người, nói thật phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, có thể làm cho âm lịch thiên có như vậy một chút kiên kỵ người cũng chỉ có quân vô nhai một cái mà thôi. suy cho cùng quân vô nhai sâu cạn, âm lịch thiên bây giờ còn nhìn không thấu, nhưng mà mặc kệ quân vô nhai thực lực trốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng âm lịch thiên hay là tự tin, mình coi như không địch lại, nhưng quân vô nhai muốn giết chính mình cũng tuyệt đối với chuyện không phải dễ dàng như vậy, huống chi âm lịch thiên có sơn hà đồ tại người, tự vệ càng là không thành vấn đề duy nhất cũng chính là đối với quân vô nhai có chút kiên kỵ, bất quá lần này âm lịch thiên mục đích cũng không phải là chém giết quân vô nhai, đã như thế, âm lịch thiên tự nhiên là càng thêm không khẩn trương chút nào rồi. trong mắt mang theo một chút khí ngược nhìn về phía lý tiêu, mà đối mặt âm lịch thiên ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, lý tiêu lửa giận trong lòng càng là không nhìn được cháy hừng hực đứng lên. giận quát một tiếng, lý tiêu lúc này liền là hướng âm lịch thiên công tới, sau đó, đan thanh dương, lạc tinh, quân vô nhai, còn không đợi ba người xuất thủ, đào minh ba người chính là đã ngăn cản bọn hắn đường đi trong đó đào minh ngăn cản đan thanh dương vân trần ngăn cản lạc tinh đến nỗi thần điện lão tổ nhưng là ngăn cản quân vô nhai một cái khí chất phi phạm nam tử trung niên người này chính là thần điện lão tổ cũng là trên thần điện vừa đảm nhiệm điện chủ ngăn lại quân vô nhai đường đi sau đó thần điện lão tổ khẽ cười nói quân vô nhai người ta muốn động thủ sao thần điện lão tổ cùng quân vô nhai xem như quen biết đã lâu mặc dù không có cái gì giao tình thâm hậu nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là lắm mà lại, đối với quân vô nhai vị này đại thiên thế giới đệ nhất cường giả, thần điện lão tổ kỳ thực cũng là một mực có nồng đậm chiến ý rồi, thời khắc đều muốn chiến thắng quân vô nhai, nhưng đáng tiếc, cho đến nay hắn còn không có một lần thành công qua. Nghe thần điện lão tổ lời này, quân vô nhai cũng là lộ ra một nụ cười nói, nếu đã tới, không xuất thủ khó tránh cũng không thể nào nói nổi. Biết Lý Tiêu xem thường âm lịch thiên, nhưng mà đối với cái này, quân vô nhai cũng không thể tránh được, suy cho cùng quân vô nhai cùng âm lịch thiên cũng không có cái gì trực tiếp thu hận, hôm nay sở dĩ tới đây cũng bất quá là vì cùng lý tiêu giao tình thôi nghe quân vô nhai lời này thần điện lão tổ nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm sau đó hai người cùng nhau từng bước đi ra theo sau chính là tiêu thất ngay tại chỗ hiển nhiên là chui vào hư không đại chiến đi rồi thiên âm lâu bầu trời nghiễm nhiên trở thành tám tên đế tôn chiến trường mà đối mặt như vậy cấp bậc chiến đấu thiên âm lâu bên trong rất nhiều cường giả tự nhiên là không có tư cách nhúng tay đừng nói là nhúng tay bọn hắn thậm chí đều không thể đến gần, không gian bốn phía cũng sớm đã bị chư vị đế tôn cho phong cấm, liền chí cảnh đại năng đều căn bản không có biện pháp tiến vào bên trong. đối mặt đế tôn cấp bậc chiến đấu, bọn hắn đủ khả năng làm, cũng chỉ có thể là xa xa đứng ngoài quan sát. bất quá đây đối với thiên âm lâu đông đảo đệ tử tới nói, ngược lại để bọn hắn rất là hưng phấn, suy cho cùng đế tôn cấp bậc chiến đấu a, à, có thể tận mắt thấy, cái này là bực nào may mắn. chiến đấu bộc phát, bất quá muốn nói kịch liệt nhất, còn muốn là lý tiêu cùng âm lịch thiên. Lý Tiêu là ông tất sát âm lịch thiên ý nghĩ mà đến, vì lẽ đó xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí nhiều khi, Lý Tiêu đều tình nguyện lấy thương đổi thương, như thế cũng phải trọng thương âm lịch thiên, lấy cho mình sáng tạo chém giết âm lịch thiên cơ hội. Chỉ bất quá, so sánh với Lý Tiêu điên cuồng, âm lịch thiên liền lộ ra 10 điểm tỉnh táo rồi, căn bản cũng không cùng Lý Tiêu liều mạng, nhiều khi, âm lịch thiên đều là có thể trốn tắt thì trốn. Âm lịch thiên rất rõ ràng, dù cho chính mình có sơn hạ độ nơi tay, cũng rất khó chém giết Lý Tiêu, đã như thế, cần gì phải lãng phí sức lực đi cùng Lý Tiêu liều chết đâu. Phải biết rằng Lý Tiêu nhưng khác biệt tại khí tông lão tổ, khí tông lão tổ mặc dù cũng là đế tôn, nhưng hắn vẫn không phải là lấy chiến lực sở trường. Nhưng Lý Tiêu thì lại khác, Lý Tiêu chiến lực tuyệt đối là muốn vượt qua khí tông lão tổ, mà lại niên kỷ cũng so khí tông lão tổ muốn nhỏ rất nhiều, đã như thế, âm lịch thiên muốn muốn chém giết Lý Tiêu, cơ hồ là không thể nào, trừ phi có một tên khác đế tôn xuất thủ, hai người liên thủ, như thế mới có khả năng chém giết Lý Tiêu. Chỉ bất quá, bây giờ thần điện lão tổ bọn hắn đã cùng quân vô nhai ba người chiến đấu kịch liệt, tự nhiên không thể nào có người đến giúp âm lịch thiên rồi, nếu như thế, âm lịch thiên tự nhiên không có đi cùng lý tiêu liệu mạng tất yếu. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Liên minh huyền thoại Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2178 loạn thế bắt đầu. Nguồn Mê truyện audio com Lý tiêu thậm chí có thể làm được cùng âm lịch thiên đồng quy vu tận, nhưng mà âm lịch thiên rõ ràng xem thấu lý tiêu ý nghĩ, đương nhiên sẽ không nhường hắn như ý, mà lại, âm lịch thiên vô cùng rõ ràng, chỉ muốn bất hòa lý tiêu cứng đối cứng, lý tiêu lấy chính mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Âm lịch thiên đối với lý tiêu không có quá lớn sát cơ, bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc, bằng vào lực lượng của mình, âm lịch thiên rất khó chém giết lý tiêu, điểm này âm lịch thiên rất rõ ràng không ngừng né tránh lý tiêu cùng mảnh công kích đối với cái này lý tiêu cũng là không nhìn được tức giận quát lên âm lịch thiên ngươi không dám đánh với ta một trận sao sư đệ ngươi biết rõ hai người chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia hà tất như thế sư tôn đã chết nhiều năm chuyện năm đó cũng đi qua lâu như vậy rồi tục ngữ nói đã hổ còn muốn hôn huynh đệ đây ngươi sư huynh đệ ta không bằng đến đây dừng tay quên mất đi qua hết thảy làm lại lần nữa không phải là tốt hơn âm lịch thiên lúc này đề nghị cùng lý tiêu bắt tay giảng hòa lời này vừa ra càng làm cho Lý Tiêu giận không kìm được, giết sư phụ, bây giờ lại còn muốn để cho mình làm làm cái gì sư phụ cũng chưa từng xảy ra. Theo Lý Tiêu, âm lịch thiên lời nói này đó chính là đang nhục nhã chính mình, lúc này liền là càng thêm tức giận quát lên. Âm lịch thiên, đời này ta Lý Tiêu không giết ngươi, thầy không làm người, ta sẽ thay sư tôn báo thù. Lý Tiêu trả lời tại âm lịch thiên trong dự liệu, vì lẽ đó cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, sư đệ ngươi đây cũng là tội gì, biết rõ giết ta không được, mà lại sư huynh ta còn có sơn hà độ tại, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Có sơn hà độ tại, âm lịch thiên coi như không địch lại cũng có thể chạy trốn, huống chi, hắn cùng lý tiêu thực lực vốn là sàng sàng với nhau, liền chạy trốn tất yếu cũng không có. Gặp âm lịch thiên một mặt khí ngược, lý tiêu răng cơ hộ đều muốn cắn nát, trong tay thế công cũng là sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng mà, bất luận lý tiêu như thế nào điên cuồng, chính là không có biện pháp cầm súng âm lịch thiên, đây là sự thật thiên âm lâu đại chiến, kéo dài suốt 3 ngày ba đêm thời gian, mà trong ba ngày qua, toàn bộ thiên âm lâu bầu trời, phản phất như là tận thế đến bình thường. Mặc dù quân vô nhai đám người đã phong cấm không gian bốn phía, nhưng mà theo mấy người kịch chiến, không gian cũng sớm đã sụp đổ, đồng thời, cùng bạo hư không phong bạo cũng là điên cuồng tùy ý, đồng thời, bầu trời cũng là biến đen kịp sương mù, cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Cũng là bởi vì không gian bị phong cấm nguyên nhân, bằng không như vậy cùng bạo năng lực, cùng chư vị đế tôn lúc chiến đấu bùng nổ dư ba, trong khoảnh khắc chỉ sợ cũng đủ để đem phía dưới thiên âm lâu hủy hoại chỉ trong chốc lát tám tên đế tôn kịch chiến sinh ra dư ba cùng phá hoại, vậy đơn giản là có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, điểm này không cần chút nào hoài nghi. Kéo dài ba ngày ba đêm kịch chiến, tám vị đế tôn vẫn không có dừng tay ý tứ, nhất là lý tiêu cùng âm lịch thiên, hai người chiến đấu liền phản phất lúc mới bắt đầu đồng dạng, vẫn như cũ kịch liệt khác thường. Thời gian từng ngày trôi qua, mà thiên âm lâu cũng đã trở thành toàn bộ đại thiên thế giới chú trong mắt, bởi vì tám tên đế tôn hỗn chiến, người nào đều muốn ngay đầu tiên biết, kết quả cuối cùng như thế nào, ai thắng ai bại rồi. Cuối cùng, chiến đấu kéo dài suốt một tháng, mà thiên âm lâu đại chiến, sau cùng cũng là đã bình ổn cục kết thúc. Trong đó, Lý Tiêu cùng âm lịch thiên hai người đều là bị thương không nhẹ, mà quân vô nhai sáu người ngược lại là không có gì đáng ngại, sau cùng, Lý Tiêu vẫn là bị quân vô nhai, lạc tinh, đang thanh dương ba người cho mang về thiên sách phủ. Lý Tiêu cùng âm lịch thiên sở dĩ sẽ bản thân bị trọng thương, hoàn toàn là bởi vì Lý Tiêu không dừng được, một tháng kịch chiến, Lý Tiêu đơn giản chính là liều mạng tam lan, ngay từ đầu âm lịch thiên có lẽ còn không quá để ý, nhưng mà bạn theo thời gian trôi qua, từ từ, âm lịch thiên cũng là cảm thấy cố hết sức, đến sau cùng đổi lấy một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Sau cùng là Lý Tiêu cùng âm lịch thiên đồng thời trọng thương, mà quân vô nhai, thần điện lão tổ bọn người thấy thế cũng là hợp thời lựa chọn thu tay lại, bởi vì tiếp tục đánh xuống đã không có bất kỳ cần thiết. Đem Lý Tiêu đưa về thiên sách phủ, từ đang thanh dương tự mình trị liệu sau đó, xác định đã không còn cái vấn đề lớn gì, quân vô nhai lúc này mới quay trở về kiếm môn. Vừa về tới kiếm môn, Tiêu Trần chính là chủ động đến đây thỉnh an, hơn nữa hỏi thăm quân vô nhai trận này có bị thương hay không, đối với cái này quân vô nhai lắc đầu biểu thị cũng không có. Quân vô nhai đích thật là không có có thụ thương, cùng thần điện điện chủ một trận chiến, hai người kỳ thực đều không hề sử dụng toàn lực, không giống lý tiêu giống như âm lịch thiên, nhất định phải phân ra một cái sinh tử. Gặp quân vô nhai vô sự, tiêu trần cũng là thầm thở vào nhẹ nhõm, ngay sau đó, lại cùng quân vô nhai rảnh rỗi trò chuyện đôi câu sau đó, tiêu trần rất nhanh liền chủ động rời đi. Kéo dài một tháng kịch chiến, mặc dù quân vô nhai cũng không có thụ thương nhưng mà hao tổn vẫn rất lớn cần phải tỉnh dưỡng một hồi điểm này từ quân vô nhai thỉnh thoảng lộ ra vẻ mệt mỏi bên trong tiêu trận cũng là không khó coi ra cũng liền tại thiên âm lâu kéo dài một tháng lớn chiến kết thúc sau tất cả mọi người đều cho là cái này đại thiên thế giới cũng có thể thân cận một chút đi nhưng mà vẽn vẹn chỉ trải qua ba ngày một tin tức lại là nhường cái này đại thiên thế giới lâm vào trong hỗn loạn tin tức là từ thiên sách phủ truyền tới là từ thiên sách phủ phủ chủ lý thuần tự mình ra lệnh mà mệnh lệnh này rất đơn giản chính là đối với thiên âm lâu tuyên chiến. Lý Tiêu cùng âm lịch thiên hai người vừa mới trọng thương, ngắn ngủi ba ngày thời gian, lấy thương thế của hai người tình huống, chắc chắn không thể nào khôi phục, nhưng mà ở thời điểm này, Lý Thuần Thế mà chủ động hướng thiên âm lâu tuyên chiến. Càng khiến người ta không nghĩ đều chính là, ngay tại thiên sách phủ hướng thiên âm lâu tuyên chiến cùng ngày, gần gần một cái canh giờ, thiên âm lâu lâu chủ âm thịnh chính là làm ra đáp lại, không kịp chờ đợi lựa chọn ứng chiến. Thiên âm lâu cùng thiên sách phủ hai đại tông môn trực tiếp tuyên bố khai chiến, trong lúc nhất thời, Hai thế lực lớn cường giả nhau nhau bắt đầu điều động Kéo dài một tháng đế tôn hỗn chiến mới vừa vặn kết thúc Thiên sách phủ cùng thiên âm lâu hai phe này đại thiên thế giới đứng đầu nhất thế lực lại trực tiếp bạo phát chiến tranh toàn diện Đã như thế, đại thiên thế giới nghiễm nhiên lâm vào trong hỗn loạn Đối mặt tin tức này, còn lại lăng thiên tông môn cũng là tâm tư dị biệt Bất quá muốn nói thoải mái nhất, vậy còn muốn thuộc về đao tuyệt không thể nghi ngờ nghe thiên sách phủ cùng thiên âm lâu mọi mặt khai chiến sau đó, đao tuyệt một mặt cười khẽ nói, vốn cho rằng trước hết nhất khai chiến hẳn là kiếm môn cùng hợp thiên môn, không nghĩ tới thế mà lại là thiên sách phủ cùng thiên âm lâu, lần này có ý tứ. Hai đại tông môn mọi mặt khai chiến, không thể nghi ngờ là nhất lên đại thiên thế giới hỗn loạn mở màn, nhưng thời đại mới đến hỗn loạn triệt để bộc phát. Tuy bây giờ chỉ có thiên sách phủ cùng thiên âm lâu lựa chọn khai chiến, nhưng mà, cái khác mấy phe thế lực ở giữa, cũng đồng dạng là tràn ngập mùi thuốc súng. Kiếm môn cùng hợp thiên môn, nguyệt cung cùng thần điện, đàn cốc cùng mục thiên sơn, những tông môn này đều có nồng nặc mùi thuốc súng, tại dưới tình huống như vậy, chỉ cần một chút xíu hỏa tinh, liền đủ vẫn lấy bạo toàn bộ đại thiên thế giới. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2179 Dương Trần Dị Động Nguồn Mê truyện audio com Thiên sách phủ đối với thiên âm lâu trực tiếp tuyên chiến, nhiễm nhiên liền tương đương với là kéo ra loạn thế mở màn. bây giờ toàn bộ đại thiên thế giới thế cục, cũng bắt đầu biến tràn ngập mùi thuốc súng theo thiên sách phủ cùng thiên âm lâu hai thế lực lớn khai chiến đan cốc thần điện nguyệt cung mục thiên sơn cùng với kiếm môn cùng hợp thiên môn đều là đi vào đối nghịch tình trạng rất rõ ràng có thể thấy được song phương cơ hồ là tạo thành hai cái to lớn liên minh bất quá bởi vì giữa hai bên kiềm chế đến biết bọn hắn tạm thời không có biện pháp tham dự vào thiên sách phủ cùng thiên âm lâu trong chiến đấu thiên âm lâu cùng thiên sách phủ đã là triệt để bạo phát đại chiến mà cùng lúc đó hợp thiên môn đoạn thời gian gần nhất này cũng là bắt đầu trở nên có chút không thành thật lắm đứng lên. Tại kiếm phủ cùng hợp thiên phủ chỗ giao giới, dựa vào không ngừng truyền về tin tức, hợp thiên môn cường giả có vẻ như đang vô tình hay cố ý hướng hai phủ giao giới chi địa hội tụ, mặc dù tạm thời còn không có biểu lộ ra muốn đối kiếm phủ tấn công ý tứ, nhưng là đối với hợp thiên môn khác thường, kiếm môn tự nhiên là sẽ không phớt lờ. Vì lẽ đó khi biết tin tức này sau đó, tiêu trần cũng là lúc này đem lâm thanh, lý kha, dương tung ba người đều đi hai phủ giao giới chi địa, đồng hành vẫn là không ít kiếm môn cường giả, duy chỉ có chính là tăng cường kiếm phủ biên giới sức mạnh để phòng ngừa hợp thiên môn đột nhiên động thủ. Đến nỗi nói tàn hình cùng năm cung hoàng, tiêu trần cũng là để bọn hắn tạm hoãn võ viện sự tình, suy cho cùng kiếm môn lúc này hay là muốn lấy hợp thiên môn làm trọng. Kiếm môn đại điện bên trong, mấy ngày nay tiêu trần một mực đều chú ý tới hợp thiên môn nhất cử nhất động, bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới hợp thiên môn đều sẽ ngay đầu tiên bị báo cáo biết tiêu trần biết. Mang ngồi ở chủ vị phía trên, mà đã trở về kiếm môn tàn hình lúc này ngồi ở tiêu trần dưới tay, trong lòng có chút nghi ngờ nói, cái này hợp thiên môn thật sự sẽ vào lúc này cùng chúng ta động thủ. Không rõ ràng, bất quá lần này một khi khai chiến, lộ ra lại chính là quyết chiến cuối cùng rồi, không đạt mục đích, Dương Trần là sẽ không dễ dàng thu tay. Nghe vậy, Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời, không rõ ràng Dương Trần đến tột cùng có phải hay không muốn đối kiếm môn tuyên chiến, nhưng mà Tiêu Trần có thể khẳng định một điểm là, nếu quả như thật khai chiến, như vậy lần này nhưng liền không phải chỉ là để đơn giản dò xét, mà là muốn chân chính phân thắng bại. Vì lẽ đó, đối mặt lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến, tiêu trần không thể chút nào phớt lờ, bởi vì một trận chiến này quyết định toàn bộ kiếm môn tương lai. Thắng, cái kia kiếm môn liền có thể chân chính quay về thần đàn, lại lần nữa đứng hàng thập đại lăng thiên tông môn, nhưng mà thua, như vậy trước đó tiêu trần, cùng với kiếm môn làm hết thảy, đều đưa thơm tiêu tan mây tạnh, hóa thành hư vô. Dù quan sinh tử tồn vong một trận đại chiến, tự nhiên không cho phép tiêu trần chút nào sơ suất. Tiêu Trần bên này tỉ mỉ chú ý hợp thiên môn nhất cử nhất động, bất kỳ cái gì một điểm biến hóa rất nhỏ đều không buông tha, mà một bên khác hợp thiên môn bên trong dương trần cùng đào minh ngồi đối diện nhau nhìn về phía dương trần đào minh nhàn nhạt mở miệng nói ra ngươi thật quyết định muốn mọi mặt khai chiến sư tôn thời cơ không sai biệt lắm đây là thời cơ tốt nhất nghe vậy dương trần nghiêm túc gật đầu đáp dương trần đích thật là muốn đối với kiếm môn tuyên chiến hợp thiên môn đã làm xong sau cùng quyết chiến chuẩn bị dương trần không muốn tại mang xuống bởi vì một khi mang xuống cái kia thời gian này nhưng liền không nói được rồi mà lại dương trần cũng đoán được kiếm môn mặc dù vẫn luôn phòng bị hợp thiên môn, nhưng kiếm môn lúc này kỳ thực cũng không có làm tốt khai chiến chuẩn bị, bằng không mà nói, lấy tiêu trần tính cách, chỉ sợ sớm đã động thủ, căn bản sẽ không muốn bị động như vậy phòng ngự. Không thể cho kiếm môn tiếp tục thời gian chuẩn bị rồi, bằng không thế cục đối với hợp thiên môn chỉ càng ngày sẽ càng bất lợi. Nghe Dương Trần lời này, Đào Minh khẽ gật đầu nói, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Chia đôi khai đi, suy cho cùng kiếm môn thực lực cũng không thể khinh thường. Nghe vậy, Dương Trần đúng sự thật trả lời đối phó kiếm môn dương trần không có niềm tin tuyệt đối mà cái này cũng hợp tình hợp lý bằng không mà nói nếu là có tuyệt đối nắm chắc dương trần chỉ sợ sớm đã đối tượng môn động thủ song phương thực lực tương đương thật muốn chiến khởi đến sau cùng hưu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói chỉ bất quá một trận chiến này không thể tránh né coi như không biết kết quả cuối cùng như thế nào thế nhưng là dương trần hay là muốn đánh một trận chiến này tiêu trần đoán chừng cũng là nghĩ thông ý nghĩ trên đời này nhiều khi cũng không phải nói ngươi không có nắm chắc liền có thể lựa chọn lùi bước có một số việc coi như không có bất kỳ nắm chắc nào, làm người chính là chỉ có thể dũng cảm tiến tới, đây chính là thế cục bức bách. Giống như Dương Trần bây giờ đồng dạng, biết rõ cùng kiếm môn chung sống hòa bình là tuyệt đối không thế, vì lẽ đó, dù cho không có nắm chắc, nhưng Dương Trần như trước vẫn là chỉ có thể lựa chọn một trận chiến. Nghe xong Dương Trần lời này, Đào Minh khẽ gật đầu nói, bây giờ thiên sách phủ cùng thiên âm lâu đã khai chiến, mà thần điện cùng Mục thiên sơn, đủ để kiềm chế lại nguyệt cung cùng Đan cốc, bất quá vi sư lo lắng còn có một cái long cung. Đào Minh nói ra trong lòng mình lo nghĩ, Long Cung cùng kiếm môn quan hệ không ít, một khi kiếm môn cùng hợp thiên môn khai chiến, Long Cung chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bất quá nghe Đào Minh lời này, Dương Trần lại là khẽ mỉm cười nói, sư tôn yên tâm, điểm này ta sớm liền nghĩ đến, mà lại sớm đã vì thế tại làm chuẩn bị, bây giờ chỉ chờ thời cơ chín muồi. Những chuyện này Dương Trần tự nhiên là nghĩ đến, mà hắn một mực chờ đợi cũng chính là cái cơ hội này, chỉ cần đem Long Cung kiềm chế lại, đến lúc đó kiếm môn liền đã không còn ngoại viện, đến lúc đó chính là hợp thiên môn đối với kiếm môn lúc khai chiến nghe dương trần lời này nhìn mình tên đồ đệ này đào minh vui mừng cười cười nói như thế liền giao cho ngươi vì sư đến lúc đó sẽ chỉ kiềm chế lại quân vô nhai sẽ không để cho hắn có bất kỳ nhúng tay cơ hội hợp thiên môn cùng kiếm môn một trận chiến đào minh duy nhất nhiệm vụ liền là đối phó quân vô nhai chỉ cần kiềm chế lại quân vô nhai đào minh liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi còn chân chính hủy diệt kiếm môn hay là muốn nhìn tiêu trần dương trần hai người bọn họ cùng với phía dưới hai tông cường giả thắng bại nghe đào minh lời này dương trần gật đầu đáp dựa theo suy đoán của hắn cho tới nay hắn chờ đợi thời cơ hẳn là ở nơi này hai ngày liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó, lòng Cung tất nhiên sẽ bị liên lụy vào chiến sự bên trong, mà khi đó, hợp thiên môn liền có thể đối với kiếm môn khai chiến. Dương Trần đang đợi khai chiến thời cơ, đồng thời, hợp thiên môn cường giả cũng tại không ngừng chạy tới kiếm phủ cùng hợp thiên phủ giao giới chi địa. Kèm theo hợp thiên môn càng ngày càng nhiều đi tới hai phủ giao giới chi địa, tiêu trần bên này cũng là phái ra càng nhiều cường giả đi tới. Từ Lý Kha, Dương Tung, Lâm Thanh sau đó, tiêu trần lại đem Nam Cung Hoàng, Chu Tùng, Ngô Hoàng ba người phái đi tiền tuyến, đồng thời, kiếm môn đã có quá nửa cường giả đánh trúng đến tiền tuyến, thời khắc chuẩn bị ứng đối hợp thiên phủ tiến công. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Trần cơ hồ đã có thể kết luận, kiếm môn cùng hợp thiên môn đại chiến sắp muốn đến tới rồi, mà Dương Trần cũng rốt cục nhìn không được, muốn cùng chính mình nhất quyết tự chiến rồi. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Liên minh huyền thoại Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc Chương 2180 Xung đột bộc phát Nguồn Mê truyện audio com Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Hợp thiên môn cùng kiếm môn đại chiến đã là không xa Đồng thời, hai thế lực lớn cấp dưới các đại thế lực chi nhánh Cũng là nhau nhau bị động viên Càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu ở hai phủ chi địa chỗ giao giới hội tụ Có thể nói là dốc hết tất cả sức mạnh liền vì một trận chiến này Không chỉ là dương trần, tiêu trần cũng đồng dạng là như thế mà cũng liền tài kiếm môn cùng hợp thiên môn ở giữa thế cục càng ngày càng khẩn trương đồng thời, một bên khác, Đao Tông bên trong, Đao Tuyệt nhận được một cái hắn căn bản không có dự liệu đến tin tức. Đao Tông một tòa bí mật nhất trong đồng phủ, nơi này chính là Đao Hùng nơi ở, lúc này, Đao Hùng cùng Đao Tuyệt hai cha con ngồi ngay ngắn ở một tòa đỉnh núi cao, trong mắt lóe lên một vệt hàng mang, Đao Hùng lạnh giọng nói: "Tuyệt Nhi, là thời điểm muốn làm ra quyết định." Đao Hùng nhường Đao Tuyệt làm ra quyết định, trong đó chuyện là như thế này, ngay tại mấy ngày trước đó, từ trong long cung có trách một cái tin truyền ra trước khi đao hùng thê tử cũng chính là đao tuyệt mẫu thân là bị long cung người chém giết trước đây hai đại tông môn cùng nhau đi tìm tội một tòa di tích cổ bất quá sau cùng đao tuyệt mẫu thân cũng là tan sinh ở tòa này di tích cổ bên trong dựa theo long cung nói tới đao tuyệt mẫu thân chính là bị di tích cổ bên trong lực lượng thần bí bắn cho giết vì chuyện này đao tông cùng long cung tại trước kia còn bùng nổ qua một trận chiến đấu thậm chí liền đao hùng cùng long uyên đều là tự mình xuất thủ bất quá sau cùng bởi vì không có chứng cớ chân thật chứng minh thế tử của mình chính là bị Long cung làm hại, lại thêm vì đại cục suy nghĩ, vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Nhưng mà ngay tại mấy ngày trước, có tin tức truyền ra, Đao Hùng thi thể vợ bây giờ tại Long cung bên trong, mà cái này cùng trước kia Long cung nói tới hoàn toàn là đi ngược lại. Trước kia Long cung biểu thị, Đao Hùng thế tử đã là hài cốt không còn, thế nhưng là hiện nay, có người cũng là tại Long cung bên trong thấy được Đao Hùng thi thể vợ. Đã như thế, không thể không khiến người phỏng đoán Đao Hùng khí chất trên thực tế chính là chết tại Long Cung trên tay. Trước khi bởi vì phát hiện nào đó dạng chí bảo, vì lẽ đó Long Cung người thống hạ sát thủ chém giết Đao Hùng thê tử, cùng với một đám Đao Tông cường giả độc chiếm chí bảo. Tin tức vừa ra, Đao Tuyệt ngay lập tức liền phái người phía trước đi điều tra. Thế nhưng là về được tin tức cũng là là thật. Đối với tin tức này, Đao Hùng tâm tình có thể tưởng tượng được, vì lẽ đó hắn mới có thể nói với Đao Tuyệt là thời điểm làm ra quyết định, mà cái này quyết định chính là đối với Long Cung khai chiến quyết định. Vô luận như thế nào chuyện năm đó không thể cứ tính như vậy tối thiểu nhất cũng phải đem đao hùng thi thể vợ cho cướp về nghe đao hùng lời này đao tuyệt lần này ngược lại là khó được chân thành nói hoàn toàn chính xác là lúc này rồi ai sự tình phát sinh quá mức quỷ dị đao tuyệt cũng ý thức được cái này chỉ sợ là cùng người trong bóng tối bày kế vì chính là cố ý bốc lên đao tông cùng long cung hai phe đại chiến bất quá coi như là đoán được thì đã có sao chỉ cần mình mẫu thân thi thể đích đích xác xác trên tay long cung cái kia đao tuyệt liền không khả năng thờ ơ thế tất yếu đối với long cung tuyên chiến trong lòng cũng là không khỏi cảm thán, người sau lưng đích thật là hảo thủ đoạn, dù cho chính mình đoán được hết thảy, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt hướng về trong hố nhảy. Đây chính là dương mưu, dù cho ngươi biết hết thảy nhưng thì tính sao, vẫn như cũ phải dựa theo người giật dây thiết kế đi. Đao tuyệt bên này tâm tình có chút phức tạp, mà một bên khác Long Cung, Long Nguyên cùng Long Thanh lúc này chính là nổi giận vô cùng. Tại Long Cung đại điện bên trong, Long Nguyên tự mình ngồi tại chủ tòa phía trên, mà tại bên người, Long Thanh cũng là lạnh lẽo khuôn mặt đứng phía dưới một cái đã bị trói gô long tộc cường giả quỳ gối long uyên trước mặt nhìn về phía người này long uyên hung hãn nói người nào là ai bảo ngươi làm như thế tên này long tộc cường giả chính là lần này sự kiện dây dẫn nổ cũng là hắn đem đao tuyệt mẫu thân thi thể cho đem ra công khai tại long cung bên trong người này kỳ thực chỉ là một gã không đáng kể chấp sự thôi mặc dù nắm giữ ngộ cảnh tu vi liền dạng người như hắn tại trong long cung không có một ngàn cũng có tám trăm rồi ngày bình thường căn bản cũng không có người sẽ đi chú ý hắn thế nhưng là người nào tới trước lần này cũng bởi vì hắn, để cho Long Cung cùng đao tông cơ hồ đã đến mức độ khó lường không khai chiến biên giới. Cùng đao tuyệt một cái, Long Nguyên cùng Long Thanh cũng là ngay lập tức đoán được phía sau màn khẳng định có người chấp sự, mà mục đích của hắn chính là vì gây nên Long Cung cùng đao tông đại chiến. Long Nguyên trong mắt sát ý dồi dào chất vấn, đồng thời, từng sợi băng hàng sát khí không ngừng từ thể nội di tán mà ra, bị Long Nguyên khí tức bao phủ, phía dưới người này cũng là nhanh cắn chặt hàm răng, Long Nguyên nhưng là một gã đế tôn, muốn thừa nhận khí tức của hắn, đối với tên này long cung cường giả tới nói đích thật là áp lực không nhỏ bất quá dấn thân tình sau khi phát sinh người này cũng liền tin tưởng kết quả của mình nhất định là không có biện pháp cải biến vì lẽ đó hắn lúc này cũng dứt khoát là vò đã mẻ không sợ rơi ngược lại đều là chết còn có cái gì phải sợ tức thì đám người chính là mạnh mẽ treo lên long uyên áp lực cười lạnh nói không có người nào đây hết thảy đều là ta trong lúc vô tình phát hiện hắn lời này tự nhiên là không có ai sẽ tin tưởng kèm theo hắn thoại âm rơi xuống đứng tại long uyên bên cạnh long thanh trầm giọng nói coi như ngươi không nói, chúng ta cũng biết là Dương Trần A, à, là Dương Trần nhường ngươi cố ý bốc lên Long Cung cùng Đao Tông ở giữa chiến tranh, để cho Long Cung không cách nào đi trợ giúp kiếm môn, mà hắn tốt nhân cơ hội này cùng kiếm môn quyết nhất tự chiến. Long Thanh mới mở miệng chính là đây hết thể chủ sử sau màn chính là Dương Trần, bởi vì phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới rất muốn nhất nhường Long Cung khai chiến người, chính là Dương Trần rồi. Tại Dương Trần trong kế hoạch, Long Cung cùng ai khai chiến đều được, chỉ cần có thể kiềm chế lại Long Cung, nhường Long Cung không có dư lực đi trợ giúp kiếm môn, cái này là đủ rồi. Hết lần này tới lần khác lúc này Dương Trần không biết dùng biện pháp gì, phát hiện Đao Tuyệt Mẫu Thân Thi Thể, liên muốn chuyện năm đó, Dương Trần một cách tự nhiên liền đem mục tiêu khóa ổn định ở Đao Tông trên thân, muốn dùng chuyện năm đó, cùng với Đao Tuyệt Mẫu Thân Thi Thể, cưỡng ép nhường hai thế lực lớn bộc phát đại chiến. Hiện tại xem ra Dương Trần đích thật là thành công, bởi vì bất luận Long Cung cùng Đao Tông có nguyện ý hay không, một trận chiến này đã là không thể tránh né. Kèm theo Long Thanh lời này vừa nói ra, tên này Long Cung trong mắt cường giả cũng là thoáng qua vẻ kinh dị một mực đang quan sát người này ngay lập tức lòng thành chính là chênh lệch đến nơi này người biểu tình biến hóa trong lòng cũng là chắc chắn sự tình tất nhiên cùng dương trần thoát không được quan hệ kẻ cầm đầu đã tìm được thậm chí liền dương trần mục đích cũng đã biết rồi nhưng mà coi như như thế lại có thể thế nào hiện nay không phải là long cung có nguyện ý hay không cùng đao tông khai chiến mà là đao tông khẳng định muốn đối với long cung tuyên chiến biết hết thảy lại cũng không thể tránh được sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh sau cùng long uyên chỉ có thể là hời hợt vứt xuống một câu nói triệt để rối loạn, muốn đánh thì đánh đi, truyền lệnh xuống, toàn lực chuẩn bị nghênh đón đao tông đột kích. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2181 Đại chiến khai mạc Nguồn Mê truyện audio.com mặc dù đã biết đây hết thảy là hợp thiên môn ở sau lưng dở trò quỷ, cũng đoán được Dương Trần mục đích làm như vậy, nhưng mà việc đã đến nước này, Long Uyên cũng không có cái gì hóa giải chi pháp. Đồng thời, Long Uyên vô cùng rõ ràng, Đao Tuyệt cùng Đao Hùng hai cha con chắc chắn cũng đoán được sự tình là có người tại phía sau màn thao tác, nhưng mà, bọn hắn cũng không có biện pháp, một trận chiến này nhất định phải đánh. Kèm theo Long Uyên mệnh lệnh, Long Cung trên dưới rất nhanh làm xong ứng chiến chuẩn bị, đồng thời, vẹn vẹn ba ngày trôi qua, Đao Tuyệt chính là lấy Đao Tông Tông chủ thân phận, hướng Long Cung tuyên chiến, hơn nữa còn không đợi long cung đáp lại số lớn đao tông cường giả cũng đã là đi vào long cung nắm trong tay thiên long phủ ngay lập tức hai đại tông môn chiến đấu trực tiếp bộc phát kế thiên sách phủ cùng thiên âm lâu bộc phát sau đại chiến đao tông cùng long cung cũng là bạo phát kịch chiến thập đại lang thiên tông môn lúc này đã có tứ phương ở giữa bạo phát chiến đấu nhưng mà nếu như ngươi cảm thấy đây hết thảy đến đây liền kết thúc vậy thì sai hoàn toàn thậm chí có thể nói đây chẳng qua là một cái bắt đầu thôi đại thiên thế giới loạn thế bắt đầu mà thôi long cung cùng đao tông chiến đấu bộc phát tự nhiên là hấp dẫn đại thiên thế giới vô số võ giả chú ý, đồng thời, thân ở bên trong kiếm môn tiêu trần, cũng là ngay lập tức liền ý thức được kiếm môn cùng hợp thiên môn chiến đấu đã không xa, lúc này, tiêu trần chính là hạ lệnh, kiếm môn trên dưới, toàn thể tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị nên đón hợp thiên môn tiến công. Tiêu trần cũng không rõ ràng Long Cung cùng Đao Tông khai chiến nội tình, nhưng mà, tiêu trần cũng là đoán ra, dương trần một mực chờ đợi đợi, chỉ sợ sẽ là cái cơ hội này đi. Suy cho cùng cùng kiếm môn quan hệ không tệ tông môn, lúc này đều đã bị kiềm chế duy độc long cung còn có xuất thủ tương trợ khả năng nhưng bây giờ long cung cũng đã cùng đao tông khai chiến đã như thế tự nhiên cũng sẽ không tồn đang giúp đỡ kiếm môn khả năng mà dương trần chờ đợi liền là một cái cơ hội như vậy nguyệt cung bị thần điện kiềm chế thiên sách phủ đã cùng thiên âm lâu bạo phát đại chiến đang cốc nhưng là cùng một thiên sơn đối nghịch hiện nay nếu như kiếm môn cùng hợp thiên môn khai chiến đã không có gì thế lực có thể lại ra tay trợ giúp kiếm môn rồi tiêu trần hà toàn thể chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh mà hợp thiên môn bên này, Dương Trần cũng rốt cục làm xong khai chiến chuẩn bị. Hợp thiên môn đại điện, Dương Trần cùng với đào minh sư đồ hai người ngồi vây chung một chỗ, tại trước người hai người đương nhiên trưng bày một trương kiếm phủ cùng hợp thiên phủ địa đồ. Nhìn về phía địa đồ, Dương Trần ánh mắt cũng không có khóa chặt tại hai phủ giao giới chi địa, lúc này hai tông ở đây đã bày ra trọng binh, rất nhiều cường giả ở đây tập kết, không có gì tốt quá nhiều treo lại, Dương Trần lúc này chú ý chính là địa phương khác. Cùng đào minh khác biệt, cùng kiếm môn khai chiến, Dương Trần không muốn chính diện cường công, mà là muốn khai thác khí tức sách lược. Dùng ngay mặt rất nhiều cường giả tới mê hoặc tiêu trần, ý đồ nhường tiêu trần lấy là chiến lược của mình chính là chính diện cường công, nhưng trên thực tế, Dương Trần dự định áp dụng chính là tập kích bất ngờ sách lược. Tại tiêu trần đứng đầu không nghĩ tới thời gian điểm, xuất hiện tại tiêu trần đứng đầu không tưởng tượng được địa phương, như thế đạt đến một cái xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mà muốn đạt đến tập kích bất ngờ mục đích, đầu tiên chính là phải nghĩ biện pháp tránh thoát kiếm môn nhãn tuyến, bí mật lẻn vào kiếm phủ bên trong thuận lấy địa đồ một đường hướng về kiếm phủ khu vực hạch tâm nhìn lại, cuối cùng, Dương Trần ngón tay chỉ hướng trên bản đồ trong đó một điểm đến, chính là chỗ này. Tìm được mục tiêu, ngay sau đó, Dương Trần cũng là nói với Đào Minh, Sư Tôn, ngay mặt sự tình liền giao cho ngươi. Chính diện chiến trường, Dương Trần dự định giao cho Đào Minh phụ trách, suy cho cùng chính diện sân trước đối với Đào Minh tới nói cũng chẳng qua là đưa đến kiềm chế làm dùng xong, vì lẽ đó nhường Đào Minh xuất hiện tại chính diện chiến trường phía trên, không thể nghi ngờ là tốt nhất, bởi vì có thể đem quân vô nhai cũng hấp dẫn đi nơi nào hai tông một khi khai chiến không cần hoài nghi dương trần ra bây giờ ở địa phương nào quân vô nhai nhất thiết phải ra bây giờ ở địa phương nào trái lại cũng giống như nhau vì lẽ đó đem đào minh thả đến chính diện chiến trường phía trên quân vô nhai cũng chỉ có thể đi tới chính diện chiến trường chống cự đào minh nghe dương trần lời này đào minh khẽ gật đầu nói yên tâm bất quá một tháng thời gian là cực hạn quân vô nhai thực lực sau vi sư hơi mạnh mẽ một đường lâu đối chiến bại nhất định là vi sư vì lẽ đó ngươi nhất định phải dành thời gian biết rõ quân vô nhai thực lực mạnh bao nhiêu, điểm này Đào Minh là tự mình cảm thụ qua đến, mà dựa vào chính Đào Minh dự đoán, nhiều nhất mình cũng chỉ có thể kiềm chế lại quân vô nhai một tháng thời gian. Sau một tháng, thực lực của hai người chênh lệch, lại bởi vì tự thân thương thế cùng tiêu hao nguyên nhân dần dần bắt đầu nổi bật đi ra, đến lúc đó Đào Minh thua không nghi ngờ, thậm chí còn có khả năng bị giết. Vì lẽ đó, Đào Minh hy vọng Dương Trần có thể dành thời gian, mau chóng kết thúc chiến đấu, coi như không thể kết thúc chiến đấu, ít nhất cũng phải có thể lấy được nhất định ưu thế, như thế thế cục mới có thể dần dần hướng hợp thiên môn một phương siêu vẹo. Đối với Đào Minh nhắc nhở, Dương Trần cũng là không nói gì gật đầu đáp, ngay sau đó, sư đồ hai người chính là chia ra hành động, mà cùng ngày, Dương Trần cũng là lấy hợp thiên môn tông chủ thân phận, trang nghiêm hướng kiếm môn tuyên chiến. Kèm theo hợp thiên môn tuyên chiến, ngay lập tức, sớm đã tại hai phủ giao giới chi địa hoàn thành tụ hợp hợp thiên môn rất nhiều cường giả chính là đối với kiếm phủ phát khởi tiến công bất quá kiếm môn một phương phản ứng cũng không đầy, ngay lập tức chính là làm xong ứng chiến chuẩn bị, trong lúc nhất thời, tại hai phủ giao giới chi địa, hai loại bạo phát đại chiến. Hợp thiên môn cùng kiếm môn cũng đã bắt đầu đại chiến, đại thiên thế giới 11 cái thế lực cường đại nhất, lúc này đã có 6 phương bắt đầu đại chiến, mà chiến hỏa cũng là cơ hội lan tràn toàn bộ đại thiên thế giới, hơn nữa, cũng không ai biết còn lại cái kia mấy thế lực lớn, lúc nào lại sẽ bộc phát chiến đấu, hợp thiên môn. Dương Trần tuyên chiến cũng không có nằm ngoài dự đoán của Tiêu Trần, thậm chí có thể nói hết thảy đều tại Tiêu Trần trong dự liệu bất quá duy nhất một điểm nhường tiêu trần có chút kỳ quái là cái này chiến cuộc giống như có chút kỳ quái bởi vì dương trần thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện ở tiền tuyến luôn cảm giác dương trần chắc chắn còn có âm mưu gì vì lẽ đó tiêu trần cũng không rời đi kiếm môn ngược lại là quân vô nhai bởi vì đào minh nguyên nhân lúc này đã lao tới tiền tuyến tiền tuyến song phương rất nhiều cường giả chiến đấu kịch liệt mà quân vô nhai cùng đào minh cũng là đồng thời hiện thân hai vị đế tôn nhân vật đứng ngạo nghễ phía chân trời đối với cái này hai tông các cường giả cũng là đánh càng ngày càng kịch liệt bốn mắt nhìn nhau quân vô nhai nhìn nói với đào minh đào minh lần này ngươi sợ rằng không có cơ hội đào tẩu rồi hiếm thấy quân vô nhai trong mắt lóe lên một vệt sát cơ nồng nặc xem ra lần này quân vô nhai đúng vậy sát thực đối với đào minh đồng sát tâm rồi mà đối mặt quân vô nhai sát cơ đào minh cũng là không nói gì nói quân vô nhai thực lực ngươi tuy mạnh nhưng đây là hai đại tông môn ở giữa đại chiến dù cho ngươi là đại thiên thế giới đệ nhất cường giả muốn bằng vào lực lượng một người liền tả hữu toàn bộ chiến cuộc khó tránh cũng lộ ra quá mức đơn giản một chút nói, đạo minh thể nội liền là có một đạo kim sắc quang mang phóng lên trời, đồng thời, một thân khí tức cũng là vào lúc này không ngừng tăng lên, rất nhanh liền đạt tới được đỉnh phong. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2182 Tập kích bất ngờ Nguồn Mê truyện audio com Đào Minh tự hiểu thực lực của mình không phải là đối thủ của quân vô nhai, nhưng mà, bây giờ là hai đại tông môn ở giữa chiến đấu, quân vô nhai muốn lấy sức một mình thay đổi thế cục rất khó khăn, trừ phi hắn nắm giữ trong thời gian ngắn chém giết Đào Minh năng lực, bất quá đáng tiếc, quân vô nhai tạm thời còn không làm được đến mức này. Cảm thấy Đào Minh trên thân cái kia ngất trời khí tức khủng bố, quân vô nhai trên thân đồng dạng là có một đạo không yếu thế chút nào khí tức phóng lên trời, ngay lập tức, hai tên đế tôn chính là kịch chiến lại với nhau được khen là đại thiên thế giới đệ nhất cường giả quân vô nhai thực lực đích thật là có một không hai tại đỉnh nhưng mà cùng là đế tôn cấp nhân vật đào minh dù cho không bằng quân vô nhai nhưng cũng không phải nói không có sức hoàn thủ loại kia chính diện chiến trường phía trên song phương đánh hừng hực khí thế người nào cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém người nào cũng không nguyện ý thất bại nổi lên thời gian dài như vậy kiếm môn cùng hợp thiên môn chiến đấu rốt cục vẫn là vang dội mà tiêu trần cùng dương trần cũng là để cho người ta kỳ quái cũng chưa từng xuất hiện tại chính diện chiến trường phía trên mà lại không chỉ là hai người bọn họ, còn có còn lại một chút cường giả đồng dạng chưa từng xuất hiện, mặc dù tại chính diện chiến trường phía trên, bất luận là kiếm môn hay là hợp thiên môn, đều là tập hợp sức mạnh hết sức mạnh, cùng với rất nhiều cường giả, nhưng người nếu là đầy đủ cẩn thận, liền sẽ phát hiện, cái này kỳ thực còn cũng không phải hai đại tông môn toàn bộ lực lượng. Song phương ít nhất đều vẫn còn một cái chí cảnh đại năng, cùng với mấy tên đạo cảnh cường giả chưa từng xuất hiện trên chiến trường, mà những cường giả này bây giờ người ở phương nào, lại là trở thành một điều bí ẩn đề. Dương Trần tình huống bên kia Tiêu Trần cũng không biết, lúc này vẫn như cũ thân ở bên trong kiếm môn, không có lao tới tiền tuyến Tiêu Trần, trái phải phục nghiên cứu kiếm phủ cùng với hợp thiên phủ địa đồ. Đồng thời, giống như kiếm môn không có lao tới tiền tuyến còn có tàn hình, cùng với năm tên kiếm môn kiếm thủ, còn sót lại một chút cường giả đồng dạng cũng là tại kiếm môn chờ lệnh, Tiêu Trần sở dĩ lưu lại những người này, không có đem người toàn bộ phái đi chính diện chiến trường. Hoàn toàn là bởi vì tiêu trần bản năng một dạng cảm thấy có chút không đúng, bởi vì dương trần từ đầu đến cuối cũng không có ở chính diện chiến trường phía trên xuất hiện qua, muốn tập kích bất ngờ. Tiêu Trần ngay lập tức liền đoán được Dương Trần muốn tập kích bất ngờ, bất quá coi như như thế, muốn đánh giá ra Dương Trần đến tột cùng chọn địa phương nào tiến hành tập kích bất ngờ, cái này lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà lại, nhưng Tiêu Trần đuổi tới kỳ quái là, cho tới bây giờ, kiếm môn phái ra đông đảo thám tử, thế mà không ai nắm giữ Dương Trần hành tung, theo lý thuyết, Tiêu Trần bây giờ căn bản cũng không biết Dương Trần người ở chỗ nào. Triệt để mất đi Dương Trần dấu vết, căn bản vốn không biết Dương Trần người ở chỗ nào, đang làm cái gì tiêu trần trong lòng cũng là càng phát gấp gáp đối với chính diện chiến trường tiêu trần kỳ thực cũng không phải lo lắng quá mức bởi vì liền thế cục trước mắt đến xem song phương tại chính diện chiến trường phía trên sức mạnh so sánh nhưng thật ra là chia năm năm người nào cũng không có nói chiếm cứ bao lớn ưu thế người nào cũng không có rơi vào cái gì thế yếu vì lẽ đó chính diện chiến trường muốn phân ra thắng bại xem ra đến bây giờ là không thể nào vì lẽ đó chân chính chỗ máu chốt hay là muốn nhìn dương trần bây giờ vị trí ở nơi nào vừa nhìn chằm chằm địa đồ phản phất tự hỏi phản phất xác định Dương Trần khả năng tập kích bất ngờ hoặc là xuất hiện địa phương, vừa mở miệng đối với một bên tàng hình vấn đạo, vẫn là không có Dương Trần tin tức. Không có, tông chủ, ngươi thật cảm thấy Dương Trần có thể xâm nhập ta kiếm phủ bụng tiến hành tập kích bất ngờ. Nghe vậy, tàng hình mở miệng trả lời, theo sau chính là có chút nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, tiêu trần chẳng qua là nói đơn giản một câu, xem ra đến bây giờ chẳng qua là đứng đầu có chuyện có thể xảy ra, cũng là có thể nhất trọng thương thủ đoạn của chúng ta, lấy dương trần tính cách, sẽ không bỏ qua cơ hội này tình huống dưới mắt là thà tin rằng là có còn hơn là không, bởi vì một khi bị Dương Trần nắm lấy cơ hội, đôi kia kiếm môn tới nói chính là một lần sự đã kích mang tính chất hủy diệt. Nghe Tiêu Trần lời này, tàng hình còn là có chút không rõ nói, thế nhưng là bây giờ toàn bộ kiếm môn đều đã bị phong tỏa, Dương Trần làm sao có thể tiến quân thần tốc đây? Chẳng lẽ hắn còn có thể mượn đường cái khác phủ, tiếp đó vòng tới chúng ta kiếm phủ bên trong? Tàng hình đem nghi vấn trong lòng nói ra, cũng không có suy nghĩ nhiều, bất quá nghe lời này, tiêu trần cũng là sững sờ theo sau chính là có chút hưng phấn thì thầm tự nói đến ta tại sao không có nghĩ tới chứ tàng hình một câu nói nhưng tiêu trần lập tức hiểu ra cho tới nay tiêu trần đều cho rằng dương trần sẽ tiến quân thần tốc thẳng đến kiếm môn nội địa nhưng mà lúc nãy tàng hình không phải nói chẳng lẽ dương trần còn có thể mượn đường cái khác phủ sao chính là một câu nói kia nhưng tiêu trần đột nhiên ý thưởng thức đến một điểm này hoàn toàn chính xác bây giờ kiếm phủ đã bị kiếm môn triệt để phong tỏa Dương Trần muốn từ hợp thiên phủ tiến quân thần tốc tiến vào kiếm phủ nội địa, rất khó khăn, nhưng mà, nếu như Dương Trần giống tàn hình nói như vậy, vẹn vẹn có cái khác phủ mượn đường đi tới kiếm phủ, đã như thế, liền có thể lách qua chính diện chiến trường, thành công xuất hiện tại kiếm phủ mặt sau. Theo ý nghĩ này, Tiêu Trần nhìn lấy địa đồ, không ngừng phía bắc nhìn lại, cuối cùng, Tiêu Trần ánh mắt khóa ổn định ở Đồng Thành. Đồng Thành ở vào kiếm phủ phía bắc xa xôi, cũng thuộc về là kiếm phủ khu vực biên giới, chỉ bất quá, cùng hợp thiên phủ hoàn toàn là hai cái phương hướng đã như thế bởi vì cùng hợp thiên môn đại chiến đồng thành nghiễm nhiên trở thành một cái hậu phương lớn tồn tại nhìn qua giống như đồng thành là chỗ an toàn nhất nhưng mà giờ này khắc này theo tiêu trần đồng thành cũng là nguy hiểm nhất bởi vì cách xa hợp thiên phủ vì lẽ đó lúc này đồng thành phòng bị cực kỳ buông lỏng phần lớn cường giả đều bị điều hướng chính diện chiến trường điểm chết người là hay là từ hợp thiên phủ xuất phát nếu như trải qua vạn binh phủ là có thể vòng qua chính diện chiến trường từ đó đến đồng thành mà lại, vạn binh phủ bây giờ bị thiên âm lâu trưởng khống, mà lại là tại trong đại chiến, cực kỳ hỗn loạn, Dương Trần muốn mượn đường hợp thiên phủ, tập kích bất ngờ đồng thành, là hoàn toàn có thể làm được. Còn nữa cũng liền là điểm trọng yếu nhất, đồng thời cũng là tại sao Tiêu Trần sẽ cho rằng Dương Trần tập kích bất ngờ mục tiêu rất có thể chính là đồng thành. Đó là bởi vì đồng thành chung quanh có rất nhiều mỏ linh thạch, mà một khi những linh thạch này khoáng mạch bị hủy diệt, đối với kiếm môn tới nói tuyệt đối là một lần sự đã kích mang tính chất hủy diệt. Suy nghĩ một chút, chiến tranh này đánh chính là cái gì, không chỉ đánh chính là hai cái tông môn ngành thực lực, đồng thời cũng là mềm mại thực lực so đấu, cũng là tài vật cùng phấn khích so đấu. Chữa thương đang dược, phù triện, những cái này tiêu hao vật tư, đó cũng đều là đòi tiền tới mua, không có tiền, liền không có những vật này, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Có thể nói đại chiến chính là đánh chính là hai cái tông môn sức mạnh, người nào sức mạnh càng đầy, người nào lại càng có khả năng đạt được thắng lợi. Mà đồng thành có nhiều như vậy mỏ linh thạch, nếu như một khi bị hủy, đối với kiếm môn tới nói, tổn thất này là không thể đo lường nhất là tại dạng này một cái thời kỳ không bình thường. Càng phát giác Dương Trần mục tiêu chính là đồng thành, mà lại, nếu để cho Dương Trần thành công tập kích đồng thành sau đó, hắn còn có thể trực tiếp thay đổi đầu thương, như thế liền có thể tại chính diện chiến trường phía trên, tạo thành trước sau vây quanh chi thế, đến lúc đó thế cục đem đối với kiếm môn càng thêm bất lợi, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2183 Đồng thành chi chiến Nguồn mê truyện audio com bởi vì tàn hình một câu nói nhưng tiêu trần lập tức hiểu ra trước đó vẫn không có chú ý tới đồng thành cũng là xuất hiện ở tiêu trần trong tầm mắt trong lòng không khỏi có chút cảm thán nếu không phải bởi vì chính mình kịp thời phản ứng lại cái kia đồng thành đoán chừng thật đúng là phải bị đến sự đã kích mang tính chất hủy diệt bởi vì tàng hình một câu nói nhưng tiêu trần lập tức hiểu ra trước đó vẫn không có chú ý tới đồng thành cũng là xuất hiện ở tiêu trần trong tầm mắt trong lòng không khỏi có chút cảm thán, nếu không phải bởi vì chính mình kịp thời phản ứng lại, cái kia đồng thành đoán chừng thật đúng là phải bị đến sự đã kích mang tính chất hủy diệt. Nhìn chồng chọc lấy địa đồ, tại đồng thành chung quanh, Tiêu Trần nhìn kỹ một vòng mấy lúc sau, ngay sau đó đem tầm mắt như ngừng lại đồng thành phía tây, nếu như Dương Trần chân mượn đường vạn binh phủ, chuẩn bị đánh lén đồng thành, như vậy nơi này chính là hắn khu vực cần phải đi qua. Mặc dù hiện nay còn không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh Dương Trần nhất định chỉ biết tại Đồng Thành xuất hiện, bất quá Tiêu Trần còn thì nguyện ý tin tưởng chính mình suy đoán, lại thêm Đồng Thành đích thật là quá là quan trọng rồi, không thể sai sót, vì lẽ đó, tức thì, Tiêu Trần cũng là hạ lệnh, nhưng tàn hình dẫn dắt còn lại kiếm môn cường giả, mặc dù chính mình cùng nhau lao tới Đồng Thành. Thời gian khẩn cấp, Tiêu Trần thậm chí cũng không kịp cùng Tần Thủy Nhu chúng nữ nói một tiếng, trực tiếp chính là dẫn người rời đi kiếm môn, thẳng đến Đồng Thành mà đi. Cũng liền tại Tiêu Trần phát giác được Đồng Thành nguy cơ, chạy nhanh đến đồng thời bên kia dương trần lúc này thật là thân ở vạn binh phủ bên trong hơn nữa nhìn hắn tiến lên phương hướng cũng chính là đồng thành không thể nghi ngờ tiêu trần phỏng đoán hoàn toàn chính xác dương trần chưa từng xuất hiện tại chính diện chiến trường phía trên hắn mục đích đúng là muốn dẫn người đánh lén đồng thành hủy đi đồng thành chung quanh đông đảo mỏ linh thạch sau đó thẳng đến chính diện chiến trường tạo thành trước sau thế vây công dương trần rất rõ ràng một khi hủy diệt đồng thành chung quanh mỏ linh thạch đôi kia kiếm môn đã kích đại biểu cho cái gì vì lẽ đó từ hai loại khai chiến sau đó Dương Trần chính là không có chút nào dừng lại, thẳng đến đồng thành mà đi, hơn nữa vì không bị kiếm môn thám tử phát giác được, Dương Trần còn cố ý mượn đường vạn binh phủ, đã như thế mặc dù thời gian sẽ trì hoãn một chút, nhưng ít ra có thể làm đến giữ bí mật. Một đường phi nhanh, mắt thấy khoảng cách đồng thành càng ngày càng gần, nhưng mà Dương Trần nhưng trong lòng thì có chút không có ngọn nguồn, hắn không biết Tiêu Trần có thể hay không phát giác được ý đồ của mình. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn Dương Trần cũng không có đường lui, đồng thành một trận chiến là chắc chắn muốn tiến hành, bằng không Dương Trần trận bàn kế hoạch đều sẽ tiền công tận khí. Dương Trần hoài nghi Tiêu Trần có thể hay không phát giác được dụng ý của mình, mang như vậy có chút tâm tình thấp thỏm. Dương Trần một đoàn người rất nhanh liền thông qua vạn binh phủ bí mật đi vào kiếm phủ bên trong, phía trước chính là đồng thành rồi. Theo một đoàn người tiến vào kiếm phủ, mắt thấy là phải đến đồng thành, Dương Trần biểu hiện càng ngày càng cẩn thận, không dám chút nào sơ suất, đồng thời tốc độ cũng là sơ sơ thả chậm một chút đối với Dương Trần cẩn thận, theo hắn một đạo tên này hợp thiên môn trưởng lão tắc thì là có chút không giải thích được nói, tông chủ, nơi này cách cách đồng thành đã không xa, chúng ta vì cái gì không trực tiếp vết đi qua. Mắt thấy đồng thành ngay tại trước mặt, thế nhưng là Dương Trần lúc này lại đột nhiên hãm lại tốc độ, người trưởng lão này trong lòng tự nhiên là nghi hoặc không thôi. Bất quá đối với đây, Dương Trần cũng là khẽ nhíu mày nói, ta luôn cảm giác có chút không đúng, Dương Trần có vẻ như đã bén nhạy phát giác cái gì, nghe vậy, người trưởng lão này vẫn còn có chút không hiểu, bất quá Dương Trần rõ ràng cũng không có tiếp tục ý giải thích, chẳng qua là nhường một đoàn người cẩn thận đề phòng. Kỳ thực Dương Trần lo lắng cũng không phải là không có căn cứ, cùng nhau đi tới, khi tiến vào kiếm phủ sau đó, Dương Trần tỉ mỉ phát hiện, dọc theo đường đi đi ngang qua thôn trang, thành trấn, thế mà không có một ai. Mặc dù còn chưa có tới đồng thành, nhưng mà, đồng thành xung quanh những cái này thôn xóm, giống như toàn bộ bị lấy sạch bình thường đích thật là có chút kỳ quái, nhưng mà Dương Trần tự nhiên là không biết, liền tại bọn hắn đến trước đó, Tiêu Trần đã là đem dân chúng chung quanh toàn bộ dời đi đồng thành, làm như thế cũng là vì có thể cho song phương an bài một cái có thể không kiên nể gì cả xuất thủ chiến trường thôi, sẽ không lan đến gần những người bình thường kia. Tiêu Trần đã lặng chờ Dương Trần đã lâu, mặc dù Dương Trần biểu hiện ra đầy đủ cảnh giác, nhưng mà cuối cùng, hắn hay là đi vào Tiêu Trần ánh mắt liền là song phương chuẩn bị xong chiến trường. Mặc dù một đường đều biểu hiện 10 điểm cẩn thận, nhưng mà nửa ngày sau đó, Dương Trần tỷ lệ người hay là đi tới động thành phía tây sơn mạch. Nhìn qua giống như không có có bất kỳ dị thường nào sơn mạch, nhưng mà ngay tại Dương Trần bọn người mới vừa tiến vào sơn mạch thời điểm, đột nhiên, từ sơn mạch, từng đạo màu đỏ ánh lửa ngút trời mà lên. Những này là phù trận sinh ra quan mang, bất ngờ không đề phòng, ngay lập tức, hai tên hợp thiên môn cường giả chính là trực tiếp bị hỏa quan kia trong nháy mắt nuốt hết. Thấy thế, Dương Trần cũng là ngay lập tức phản ứng lại, lúc này xuất thủ, muốn cứu hai người, nhưng mà hay là chậm một bước, hơn nữa, càng ngày càng nhiều phù trận tại thời khắc này bị kích phát, dương trận bọn người trong nháy mắt chính là bị công kích mãnh liệt. Sớm liền ở đây chờ đã lâu, hơn nữa tiêu trận một đoàn người cũng là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, lúc này phù trận kích hoạt, đích thật là nhường dương trần bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Đáng chết. Thầm mắng một tiếng, một bên ngăn cản phù trận công kích, dương trần trong lòng cũng là minh bạch, tiêu trận đã nhìn thấu mình ý đồ, xem ra lần này đánh lén đồng thành kế hoạch là thất bại rồi. Bất quá hiện nay muốn đi đã là không kịp, mà lại, nhiều như vậy phù trận, cũng là nhường hợp thiên môn một phương mấy tên cường giả trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Đột tạo lên phù trận công kích, nhường hợp thiên môn cường giả căn bản cũng không có nghĩ đến, có mấy người trực tiếp bỏ mình, mà Dương Trần xuất lĩnh những người còn lại phấn khởi phản kháng, cuối cùng chung quy là đánh tan những cái này phù trận, sau đó nhìn về phía không có một bóng người phía chân trời, Dương Trần trầm giọng nói. Tiêu Trần, nếu đã tới cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Đã chắc chắn Tiêu Trần tới rồi, kèm theo Dương Trần thoại âm rơi xuống, quả nhiên, tại trước người của nó, Tiêu Trần, tàn hình cùng với còn lại một đám kiếm môn cường giả lần lượt hiện thân. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Dương Trần trên thân, Tiêu Trần mặt lộ cười yếu ớt nói, Dương Trần huynh, cái này lễ gặp mặt như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Nghe Tiêu Trần lời này, Dương Trần trong mắt hàng mãn càng ngày càng nồng đậm, vốn cho là mình kế hoạch không có cái gì chỗ sơ suất, nhưng mà sau cùng thế mà còn là bị Tiêu Trần cho nhìn thấu. Mà lại, Tiêu Trần sớm đã tại này chuẩn bị kỹ càng, dẫn đến song phương còn không có giao thủ phía bên mình liền đã tổn thất mấy người cái này hiển nhiên là nhường dương trần lâm vào bất lợi cục diện bất quá lúc này song phương đại chiến đã là triệt để kéo ra dương trần lúc này muốn rút đi nghiễm nhiên đã là rất không có khả năng vì lẽ đó nghe tiêu trần lời này dương trần cũng chỉ có thể là cười lạnh một tiếng không yếu thế chút nào nói tiêu trần ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn được ta không phải là ngăn đón mà là phải ở chỗ này diệt sát ngươi Nghe vậy, Tiêu Trần cười lạnh nói, sát ý trong mắt cũng là không che giấu chút nào mãnh liệt bắn mà ra. Tiêu Trần đích thật là hữu tâm đem Dương Trần diệt sát ở đây, nếu quả như thật có thể làm đến, vậy đối với một trận chiến này tới nói, tuyệt đối là có tác dụng cực lớn, suy cho cùng liền tông chủ đều đã chết, hợp thiên môn sĩ khí tất nhiên sẽ bị đả kích, đến lúc đó kiếm môn cách chiến thắng cũng không xa. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2184 Sông Trần Chi Chiến Nguồn Mê truyện audio.com Muốn ở chỗ này diệt sát chính mình, nghe Tiêu Trần lời này, Dương Trần trực tiếp lên tiếng phá lên cười nói, Tiêu Trần, người có bản lãnh này sao? Tiêu Trần muốn tiêu diệt chính mình, Dương Trần cũng đồng dạng là có ý nghĩ như vậy, đối mặt Dương Trần cười lạnh, Tiêu Trần không tiếp tục nói nhiều lời nhảm. Một thân khí tức phóng lên trời, dùng hành động thực tế đến cho Dương Trần đáp án. Kèm theo Tiêu Trần triển lộ ra tự thân khí tức, tàng hình chờ một đám kiếm môn cường giả cũng là như thế, mà Dương Trần bọn người đồng dạng là làm xong tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Kể từ Dương Trần tiếp nhận Hợp Thiên môn sau đó, cái này còn là lần đầu tiên hắn cùng Tiêu Trần chính diện đối quyết, cũng không có xem thường Tiêu Trần, Dương Trần biết, Tiêu Trần thực lực rất mạnh, cũng không so với mình yếu, vì lẽ đó không thể chút nào sơ suất. Tâm niệm vừa động, Vô Trần kiếm trực tiếp liền là xuất hiện trên tay Tiêu Trần cầm trong tay vô trần kiếm, tiêu trần từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, cùng lúc đó, dương trần cũng là như thế, đồng dạng từng bước đi ra, thân hình cũng là trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó, tại mọi người chỗ ngay phía trên, lập tức truyền đến một đạo linh lực chiến đấu dư ba, rõ ràng tiêu trần cùng dương trần đã giao thủ. Kèm theo tiêu trần cùng dương trần đại chiến mở mạng, tàng hình chờ kiếm môn cường giả, cùng hợp thiên môn cường giả cũng là nhau nhau xuất thủ, trong lúc nhất thời, song phương cũng là kịch chiến lại với nhau. Đồng thành phía tây sơn mạch, hai tông cường giả bạo phát đại chiến mà xem như riêng phần mình tông chủ tiêu trần cùng dương trần càng là ra tay đánh nhau không có lưu tình chút nào dương trần cầm trong tay một thanh trường đao cùng tiêu trần không ngừng cứng rắn đụng nhau cái này coi là hai người lần thứ nhất giao thủ không thể không thừa nhận thực lực của hai bên đều rất mạnh tu vi đều là tại đạo cảnh tiểu thành cấp bậc bất quá bộc phát ra chiến lực nghiễm nhiên đã là đủ để cùng chí cảnh đại năng chống đỡ được chém ra một đao dương trần quanh thân có đạo đạo lôi điện hội tụ đao mang cũng là giống như thiên lôi đột nhiên hướng về tiêu trần đánh tới. Mà đối mặt dương trần một đao này, tiêu trần cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, một kiếm quét ngang, huyết hồng sắc kiếm môn hung hăng cùng lôi điện đao mang đụng vào nhau, mà đi sau ra mãnh liệt nổ tung sau đó, mạnh mẽ khí lưu chính là điên cùng bốn phía ra. Đồng thời đại thiên thế giới thiên kiêu yêu nghiệt, hai người chiến lực cơ hồ là không kém bao nhiêu, ít nhất chiến đấu đến bây giờ, mấy trăm chiêu đi qua, tiêu trần cùng dương trần, hai người người nào cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Một cái ngạnh bính, dương trần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị bất quá ngoài miệng cũng là không chút nào chịu thua nói tiêu trần thực lực của ngươi liền chẳng qua là như thế sao nếu là như vậy cái kia khó tránh cũng quá khiến người ta thất vọng rồi nói dương trần cả người phản phất hóa thân thành một đào thiểm điện thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất tốc độ cực nhanh trực tiếp hướng về tiêu trần lao đến còn không biết dương trần ủng có dạng gì thể chất đặc thù mặc dù trước đó tiêu trần cũng cố ý điều tra qua dương trần bất quá liên quan tới dương trần tư liệu đích thật là ít càng thêm ít dù cho tiêu trần nghĩ tới rất nhiều biện pháp đi tìm hiểu dương trần nhưng mà đến bây giờ tiêu trần đối với dương trần hiểu rõ cũng không nhiều hóa thân thành tia chớp dương trần trực tiếp hướng về tiêu trần vọt tới thoáng qua ở giữa dương trần âm thanh liền là xuất hiện sau lưng tiêu trần ngay sau đó khẽ quát một tiếng đạo lôi ảnh kèm theo tiếng nói liền thấy tại tiêu trần quanh thân lập tức xuất hiện năm tên dương trần căn bản là phân không ra đến cùng cái kia một đạo là dương trần chân thân hoặc có lẽ dương trần một chiêu này căn bản cũng không có thật giả phân chia bởi vì tại năm tên dương trần xuất hiện sau đó thế mà đồng thời đối với tiêu trần phát khởi công kích mà lại mỗi một danh dương trần rõ ràng đều là có lực công kích nghiễm nhiên biến thành lấy một địch năm trong lúc nhất thời tiêu trần nhìn qua tự như là áp lực đại tăng mà dương trần nhưng là nắm lấy cơ hội thế công càng hung mãnh hơn căn bản cũng không cho tiêu trần chút nào thời gian thở dốc tiêu trần lấy một địch năm ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao một bên mãnh liệt tiến công dương trần một bên lạnh giọng nói dương trần thủ đoạn này đích thật là nhường tiêu trần không nghĩ tới, mà lại, một chiêu này cũng đích xác là vô cùng quỷ dị. Nếu như nói chẳng qua là tàn ảnh lời nói, cái kia còn dễ làm, suy cho cùng tàn ảnh lại không có công kích chân chính lực, chẳng qua là có thể tạo được một cái mê hoặc tác dụng của mình, nhưng mà, trước mắt năm tên Dương Trần, rõ ràng không chỉ là thông thường tàn ảnh, bởi vì mỗi một danh Dương Trần, đều có thật là lực công kích. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, tiêu trần hoàn toàn chính xác còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mà, nếu vẹn vẹn chẳng qua là bằng này liền muốn đánh bại chính mình, đây cũng là lộ ra quá mức đơn giản. Nghe Dương Trần lời này, Tiêu Trần mặt không đổi sắc nói, Dương Trần, người khó tránh khỏi có chút quá coi thường ta, cái này ít trò mèo cũng không cần lấy ra dò xét. Đối mặt Dương Trần quỷ dị thủ đoạn, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều kinh hoảng, thoại âm rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần quanh thân xuất hiện hơn 10 chui huyết kiếm, mà những cái này huyết kiếm tại Tiêu Trần dưới thao túng, cũng là trực tiếp hướng về Dương Trần công tới. Hơn 10 chui huyết kiếm, phản phất như là có hơn 10 tên kiếm tu tại thi triển đối đầu năm tên Dương Trần, trong lúc nhất thời, hai người kịch chiến chính là lại trở về cháy bỏng tình trạng. Dương Trần muốn bằng vào những thủ đoạn nhỏ này liền chiến thắng Tiêu Trần, hoàn toàn chính xác là không thể nào, điểm này Dương Trần chính mình cũng biết, đối mặt Tiêu Trần thao túng hơn 10 chui huyết kiếm, Dương Trần một thời gian cũng là không có chút biện pháp nào. Kiếm thể đột phá đến tiểu viên mãn cảnh giới, đồng thời thao túng hơn 10 chui huyết kiếm, đầy đối với Tiêu Trần tới nói đã không xem như việc khó gì, rất đơn giản liền có thể làm được năm tên dương trần đối đầu hơn 10 chui huyết kiếm song phương kịch chiến không ngừng người này cũng không thể làm gì được người kia cũng đối mặt kết quả như vậy dương trần dẫn đầu làm khó dễ liền thấy tại chiến đấu kịch liệt năm tên dương trần trên thân đột nhiên lôi quang mãnh liệt trong miệng đồng thời thấp giọng quát đạo sấm chấp mưa bão kèm theo năm tên dương trần tiếng nói vang lên chỉ gặp thân thể của bọn hắn đều là phát ra từng đạo màu trắng chói mắt quan mang đồng thời một cổ khí tức kinh khủng cũng là vào lúc này điên cuồng tùy ý muốn tự bạo thấy thế tiêu trần không chút do dự thi triển kiếm bích tại chính mình quanh thân, tạo thành một đạo từ vô số huyết kiếm tạo thành bình chướng, đem chính mình vững vàng bảo hộ ở trong đó. Tiêu Trần phòng ngự, Dương Trần tiến công, trong lúc nhất thời, trên bầu trời rất nhanh liền truyền đến kinh khủng dư âm nổ. Năm tên Dương Trần đồng thời tự bạo, trên bầu trời lôi điện giao thoa, mà Tiêu Trần nghiễm nhiên đã là bị cái này vô số lôi điện nuốt chửng lấy trong đó. Sau nửa ngày, lôi điện cái này mới chậm rãi tiêu tan, mà Dương Trần thân ảnh cũng là lại lần nữa xuất hiện tại phía chân trời, nhìn xem bị vô số lôi điện bao phủ Tiêu Trần, dương trần sắc mặt cũng không có chút nào đắc ý hắn biết lúc nãy cái kia điểm công kích căn bản cũng không đủ để trọng thương tiêu trần quả nhiên kèm theo lôi điện tán đi một cái từ vô số huyết kiếm tạo thành kiếm bích xuất hiện tại dương trần trước mặt sau đó huyết kiếm chậm rãi tiêu tan hoàn toàn liền không có chịu đến tổn thương chút nào tiêu trần lại xuất xuất hiện tại dương trần trước mặt hoàng mỹ phòng thủ dương trần công kích tiêu trần lúc này cười lạnh nói dương trần như vậy trò vặt cũng không cần chơi không có ý nghĩa càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2185 Lôi vương thể Nguồn Mê truyện audio com Dương Trần công kích cũng không có đối với tiêu trần tạo thành bất kỳ tổn thương, bất quá đối với đây, Dương Trần giống như cũng đã sớm liệu đến, cũng không phải quá mức để ý, nghe tiêu trần lời nói về sau, Dương Trần cười lạnh nói. Nói cũng đúng, nhằm chán như vậy thăm dò cũng là thời điểm cái kia kết thúc. Trước đây chiến đấu, tại Dương Trần xem ra, bất quá là giữa hai người dò xét lẫn nhau, cũng không có có ý nghĩa tính thực chất gì, mà lại, Dương Trần cũng không hy vọng như thế liền có thể đánh bại Tiêu Trần. Tại Dương Trần xem ra, mình muốn đánh bại Tiêu Trần, ít nhất cần muốn xuất ra chính mình đòn sát thủ lợi hại ác chủ bài, mà lại coi như là như vậy, Dương Trần cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đủ thắng quá Tiêu Trần, như thế liền lại càng không cần phải nói lúc trước như thế dò xét. Như lúc trước như thế thăm dò, đối với Tiêu Trần cùng Dương Trần tới nói, căn bản chính là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần tiêu trần đáp lời dương trần quanh thân sấm sét đột nhiên biến bắt đầu cùng bạo đồng thời trên bầu trời cũng là ngưng tụ ra một đoàn mây đen dày đặc trong nháy mắt chính là bao phủ cả tòa sơn cốc đồng thời từ mây đen bên trong vô số sấm sét không ngừng đánh xuống trong lúc nhất thời cả vùng thung lũng phản phất là đi tới ngày tận thế tới bình thường nhìn xem bị sấm sét bao phủ dương trần tiêu trần trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh dị sau đó nhẹ giọng nỉ non nói lôi vương thể dương trần thể chất đặc thù chính là lôi vương thể tại đại thiên thế giới, thao túng sắm xét thể chất có rất nhiều, nhưng mà lôi vương thể tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất. Tại tất cả cùng lôi điện có liên quan thể chất đặc thù bên trong, lôi vương thể là mạnh nhất, điểm này không cần chất vấn, cũng là lấy được tất cả võ giả đều nhận đồng, không nghĩ tới dương trần thế mà thân có lôi vương thể, cái này ngược lại có chút ra tiêu trần đoán trước, mà lôi vương thể, nhất là lấy lực công kích lấy xưng, cùng tiêu trần kiếm thể là có sức liều mạng, tại vô số sấm sét bao phủ vần quanh phía dưới dương trần trong lúc nhất thời phản phất là biến thành một tôn lôi thần cho người ta một loại cảm giác không rét mà run cái này sợ rằng còn là lần đầu tiên dương trần ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước triển lộ ra chính mình chân thực chiến lực lấy dương trần tính cách hắn cũng không trương dương tương phản càng ưa thích ẩn nút trong bóng tối vì lẽ đó tại đại thiên thế giới một đám thiên kiêu yêu nghiệt bên trong dương trần có thể nói là thấp nhất giọng một người không có cái gì đem ra được chiến tích nhưng mà cái này cũng không đại biểu dương trần yếu suy cho cùng có thể được xếp vào thiên kiêu yêu nghiệt hàng ngũ, tự nhiên là có hắn lý do, mà lúc này, Dương Trần triển lộ ra thực lực, cũng đích xác chứng minh điểm này. Chỉ bất quá, đối mặt mọi mặt bộc phát Dương Trần, Tiêu Trần không những không có có chút, tương phản trong mắt còn lộ ra vẻ hưng phấn, trong miệng càng là cười lạnh nói, không sai, như vậy mới có ý tứ. Nói, Tiêu Trần cũng là trực tiếp thôi động mình kiếm thể, đồng thời, kiếm giới cũng là trực tiếp thi triển ra, tại đầy trời trong sấm sét từng chui huyết kiếm rất nhanh ngưng kết hình thành. Mà kèm theo những cái này huyết kiếm xuất hiện, trên bầu trời lôi điện phản phất cũng là được khiêu khích không chịu thua không ngừng bổ về phía những cái này huyết kiếm nhưng mà tại sấm sét công kích huyết trên thân kiếm cũng là tản mát ra kiếm khí bén nhọn song phương không ai nhường ai nghiễm nhiên đã bắt đầu chống lại so sánh với dương trần tiêu trần tại đại thiên thế giới danh khí rõ ràng muốn lớn rất nhiều suy cho cùng tại đi tới đại thiên thế giới trong những năm này tiêu trần có thể nói là một đường dựa vào thực lực của mình đánh ra gặp được rất nhiều đối thủ cường đại cũng có rất nhiều hào quang chiến tích vì lẽ đó đối với tiêu trần kiếm thể dương trần cũng chưa quen thuộc nhìn xem bị vô số huyết kiếm vây quanh tiêu trần dương trần trong mắt cũng là chiến ý giặc dào nói không biết kiếm của ngươi thể cùng ta lôi vương thể người nào càng hơn một bậc kiếm thể lực công kích cường đại là có tiếng bất quá lôi vương thể cũng đồng dạng là lấy lực công kích sở trường mà lại dương trần cũng là lần đầu tiên gặp phải kiếm thể cái này được khen là thiên hạ kiếm tu tha thiết ước mơ nhất thể chất dương trần rất muốn nhìn một chút trốt cục mạnh bao nhiêu thoại âm rơi xuống trên bầu trời lôi điện rất nhanh tại hai người chung quanh tạo thành từng đạo lôi võng cùng vô số huyết kiếm đang xen vào nhau trong lúc nhất thời ngược lại là cho người ta một loại cực kỳ cảm giác trung động. Lôi ngục. Thấp giọng quát nói, Lôi ngục hình thành, mà Lôi ngục cùng Tiêu Trần kiếm giới nhưng thật ra là có vị khúc đồng công chi diệu, tại Lôi ngục bên trong, Dương Trần chiến lực có thể có được cực lớn tăng cường. Kiếm giới cùng Lôi ngục đụng vào nhau, lẫn nhau chống lại, bất quá trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia mà thân ở kiếm giới cùng lôi ngục song trọng trong vòng vây tiêu trần cùng dương trần lúc này hai người khí tức cũng là bị tăng lên tới cực hạn nghiễm nhiên đã là không thua tại bình thường chí cảnh đại năng đứng đối mặt nhau lần này đổi lại tiêu trần chủ động tiến công chân xuống di động tiêu trần thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất thấy thế dương trần cũng không có chút nào hốt hoảng ngay lập tức cũng là làm ra phản ứng lúc này liền là hướng về chính mình bên trái một chưởng vỗ ra chỉ bất quá đối mặt dương trần tiến công Tiêu Trần cũng là đã sớm chuẩn bị, cực kỳ xảo diệu tránh đi, đồng thời, ngón tay chậm rãi một điểm, lúc này, vô số kiếm khí trong nháy mắt hóa thành tính thực chất kiếm mang, lập tức chính là bao phủ lại Dương Trần. Vô số kiếm khí trong nháy mắt nuốt sống Dương Trần, nhìn qua giống như liền thời gian phản ứng cũng không có cho hắn, bất quá Tiêu Trần cũng là biết, công kích như vậy muốn giải quyết Dương Trần là không thể nào, quả nhiên, ngay tại bị kiếm khí bao phủ sau đó, vẹn vẹn không quá mấy hơi thời gian, từ nồng đậm kiếm khí bên trong, liền là có đạo đạo bạch quang nở rộ ra những cái này bạch quan đến từ vô số lôi điện chi lực ngay sau đó lấy dương trần làm trung tâm vô số lôi điện bộc phát ra trực tiếp đánh bể tiêu trần kiếm khí công kích bị dương trần dễ dàng phá giải nhưng mà cũng đúng lúc này tiêu trần sát chiêu cũng rốt cục lại xuất hiện để chi kiếm trực tiếp thi triển một thanh cự kiếm theo tiêu trần dưới ngón tay ép đột nhiên từ không trung hướng về dương trần bổ tới kiếm thể lấy được đột phá Đế Chi Kiếm uy lực rõ ràng cũng là lấy được rõ ràng đề thăng, so sánh với tại một giới Tiêu Trần lần thứ nhất thi triển đế chi kiếm thời điểm, giờ khắc này đế chi kiếm không chỉ có muốn càng thêm ngưng thực, đồng thời thể tích cũng phải càng thêm khổng lồ, đơn giản liền tự như là một ngọn núi từ phía trên mà gặp, muốn trực tiếp trấn áp dương trần bình thường. Đế Chi Kiếm uy lực tuyệt đối không thể khinh thường, dù cho là dương trần, tại đối mặt đế chi kiếm thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Mà lại, bởi vì lúc trước Tiêu Trần công kích nhưng tiêu trần bắt được cơ hội lúc này đối mặt đế chi kiếm dương trần đã căn bản không có biện pháp đi né tránh chỉ có thể lựa chọn đón đỡ trên hai tay vô số lôi điện bắt đầu hội tụ hơn nữa những cái này lôi điện màu sắc cũng là dần dần bắt đầu biến thành màu đỏ tím lôi vương ấn trong miệng tức giận quát lên dương trần hai tay nhô ra ngay lập tức vô số màu đỏ tím lôi điện hình thành một đạo bàn tay to lớn chính là hung hăng cầm đế chi kiếm phản phất muốn đem nàng trực tiếp bóp nát bình thường càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2186 Vạn vật có thể vì kiếm Nguồn Mê truyện audio com Lôi vương ấn, cái này cũng là dương trần đòn sát thủ lợi hại, lúc này để chi kiếm cùng lôi vương ấn chính diện chạm vào nhau, kinh khủng dư ba ngay lập tức chính là xé rách không gian, trên bầu trời, cùng bạo hư không phong bạo điên cùng tùy ý, đối mặt một màn này, tàn hình cùng với hợp thiên môn tên này chí cảnh trưởng lão, cơ hồ là cùng một thời gian mở miệng quát lên, tất cả mọi người nhanh chóng lui lại tiêu trần cùng dương trần rõ ràng đều là đã đánh nhau thật tình mà lúc này hai người chiến đấu dư ba đã không phải là tại chỗ những người này có thể ngăn cản coi như là đạo cảnh cường giả hơi không cẩn thận đoán chừng cũng có thể thụ thương không chút do dự tàn hình cùng với tên này hợp thiên môn trưởng lão chính là làm cho tất cả mọi người đều nhanh rút đi nghe vậy đám người cũng là không dám có chút do dự ngay lập tức chính là lựa chọn thối lui tiêu trần cùng dương trần hai người đối kháng không phải là bọn hắn có thể mó tay vào được thậm chí có thể nói người ở bên ngoài xem ra lúc này tiêu trần cùng dương trần hai người chiến đấu so với tàn hình bọn hắn cái này hai tên chí cảnh đại năng đều khủng bố hơn dọa người rất nhiều đương nhiên với tư cách chí cảnh đại năng tàn hình cùng với tên kia hợp thiên môn chí cảnh trưởng lão là có thể ngăn cản tiêu trần hai người chiến đấu dư âm vì lẽ đó hai người bọn họ cũng không có lựa chọn thối lui mà là tiếp tục chiến đấu kịch liệt vừa lên tới chính là thi triển ra riêng phận mình sát chiêu mà kèm theo trên bầu trời phản phất tận thế tới bình thường cảnh tượng cuối cùng tiêu trần đế chi kiếm cùng dương trần lôi vương ấn đồng thời đột nhiên nổ tung ngay lập tức kinh khủng uy thế còn dư phản phất là quét ngang cùng một chỗ trong nháy mắt trên bầu trời vỡ ra. Tiêu Trần cùng Dương Trần cũng là bị đạo này kinh khủng dư ba cho đẩy lui rất xa, bất quá hai người ngược lại là không có bị thương gì, một thân khí tức như trước vẫn là duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Lá bài tẩy ngạnh bính, sau cùng người nào cũng không có chiếm được tiện nghi, lẫn nhau nhìn nhau đồng dạng, ngay sau đó, Tiêu Trần cùng Dương Trần, hai người đều là không chút do dự, chân xuống di động, đồng thời hướng về đối phương công tới. Tiêu Trần có kiếm giới gia trì, Dương Trần có lôi ngục gia trì hai người đều là đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn. Lúc này ngoại trừ tàn hình cùng tên kia hợp thiên môn trưởng lão còn có thể thấy rõ ràng hai người động tác bên ngoài, những người khác nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy hai người từng đạo tàn ảnh, căn bản cũng không có biện pháp chính xác bắt được hai người động tác. Cơ hồ chính là nháy mắt thời gian, tiêu trần cùng dương trần đã kịch đấu trên trăm chiêu, tại hai người giao chiến địa phương không ngừng có tiếng nổ đùng đoàn vang lên, mà mỗi vang lên một lần, không gian chính là xuất hiện một cái nho nhỏ hắc động, đây là bị tiêu trần cùng dương trần hai người cho cứng trắng đánh ra không ngừng trong chốc lát trên bầu trời chính là giống như bị đào móc hố thổ địa đồng dạng lít nha lít nhít đến không nhẹ hắc động xuất hiện trên bầu trời nhìn qua cho người ta một loại cảm giác không nói ra được đã là bật hết hỏa lực không có chút nào giữ lại đã không nhớ rõ giao thủ bao nhiêu chiêu bất quá biết cho đến trước mắt tiêu trần cùng dương trần người nào cũng không có chiếm được tiện nghi gì như trước vẫn là lực lượng tương đương một mực khó mà phân ra thắng bại bất quá cái này cũng trong dự liệu thiên kiêu yêu nghiệt thắng bại kỳ thực rất khó phân ra đến bởi vì vì mọi người ác chủ bài đều không ít thường thường nhiều khi còn không chờ đại gia lộ ra toàn bộ ác chủ bài chiến đấu liền kết thúc đương nhiên trừ phi song phương là sinh tử chiến nhất định phải phân ra cái sinh tử không thể đã như thế có lẽ còn có thể triển lộ ra toàn bộ ác chủ bài nhưng mà cái này cũng cần một cái quá trình trong thời gian ngắn cũng rất khó phân ra cao thấp kịch chiến tiếp tục lúc này kỳ thực liền xem ai có thể nắm lấy cơ hội rồi người nào có thể bắt lấy đối phương khả năng này xuất hiện trong nháy mắt sơ hở người nào liền có khả năng làm thương nặng đối phương chỉ bất quá Giống Tiêu Trần cùng Dương Trần như vậy thiên kiêu yêu nghiệt, muốn nhường chính bọn họ lộ ra sơ hở, đây cơ hồ là một chuyện không thể nào. Chiến đấu kịch liệt, song phương người nào cũng không có cho đối phương cơ hội, nếu như thế, cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình tới sáng tạo cơ hội rồi. Dương Trần trước tiên không nhịn được, trên hai tay, lại lần nữa ngưng tụ ra hai đoàn màu đỏ tím lôi điện, những cái này màu đỏ tím lôi điện, là đi qua Dương Trần cố ý ngưng kết trôi qua, quy lực so với bình thường thiên lôi muốn lớn hơn nhiều. Lôi hạ Màu đỏ tím lôi điện hình thành dương trần hai tay trước người vẽ ra một cái hình cung ngay sau đó từng đoàn từng đoàn tím lôi điện màu đỏ quan đoàn chính là lơ lửng tại dương trần trước người kèm theo dương trần thoại âm rơi xuống những cái này lôi điện quan đoàn chính là trong nháy mắt nổ bể ra tới nhưng mà như vậy nổ tung cũng không phải trực tiếp nổ tung mà là biến thành từng cái thật nhỏ có người đom đóm bình thường lôi điểm cực kỳ nhỏ bé lại số lượng rất nhiều cơ hồ có thể nói là trải rộng toàn bộ bầu trời dày đặc như vậy lôi điểm dù cho có tốc độ mau đi nữa đoán chừng cũng là rất khó hoàn mỹ tránh đi lần này xem ngươi như thế nào trốn cười lạnh nhìn về phía tiêu trần dương trần trong lòng nghĩ thầm lôi hạ lực công kích mặc dù kém xa lôi vương ấn nhưng mà thắng ở số lượng tại số lượng như vậy lôi điểm trước mặt bất luận là người nào đoán chừng đều muốn bị đánh trúng đi muốn muốn hoàn mỹ né tránh căn bản là là chuyện không thể nào mà lại những cái này lôi điểm cũng cực kỳ nhạy cảm chỉ cần chút nào chấn động liền sẽ trực tiếp bị dẫn bạo ra đồng thời chung quanh lôi điểm cũng sẽ nhận ảnh hưởng đồng thời bạo liệt bốn phía đã tràn đầy dương trần lôi hạ. Bất quá đối với đây, Tiêu Trần cũng là mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng vung tay lên, trong lúc nhất thời, trên mặt đất vô số các bụi chính là phóng lên trời. Còn không đợi Dương Trần phản ứng lại, những cái này thật nhỏ các bụi tại Tiêu Trần trong tay, trong nháy mắt phản phất biến thành từng chui sắc bén trường kiếm bình thường. Dùng kiếm thể, vạn vật có thể vì kiếm, cái này cũng là kiếm thể kinh khủng nhất địa phương, Dương Trần lôi hạ hoàn toàn chính xác là không thể nào hoàn mỹ tránh đi, nhưng mà Tiêu Trần cũng chưa bao giờ thấy qua muốn tránh né, tất nhiên tránh không khỏi, cái kia liền chính diện phá giải tốt vô số các bụi tại tiêu trần trên tay hóa thành từng chui lợi kiếm ngay lập tức các bụi chính là cùng lôi hạ không ngừng va chạm mà trên bầu trời cũng là không ngừng phát sinh nổ tung lôi hạ bị đất cắt một cái tiếp một cái dẫn bạo mà trên bầu trời theo cái này liên tiếp nổ tung cũng là phản phất hóa thành lôi hải đồng thời bởi vì các bụi nguyên nhân cả bầu trời cũng là trực tiếp bị các vàng bao trùm tiêu trần cùng dương trần thân ảnh của hai người cũng là trực tiếp bị thôn phệ trong đó lôi hạ cũng bị tiêu trần cho trực tiếp phá vỡ dương trần cũng là cảm thấy kiếm thể khó chơi vạn vật có thể vì kiếm cái này đích xác là vô số kiếm tu suốt đời mục tiêu theo đuổi rồi. Nhưng mà, còn không chờ Dương Trần thở phào, tại các vạn bao phủ, Dương Trần mơ hồ thấy được một cái bóng đen to lớn, đang phô thiên cái địa bình thường hướng về chính mình đánh tới. Ngay từ đầu còn không có nhìn ra cái gì, bất quá khi các vàng dần dần tán đi sau đó, Dương Trần mới phát hiện, lại là một tòa núi lớn, cùng với vô số cây cối, cỏ xanh. Những cái này ngày bình thường cực kỳ vật hiếm thấy, lúc này ở tiêu trần trên tay, đều biến thành uy lực to lớn trường kiếm, bị kiếm khí vần quanh gia trì, căn bản vốn không cho Dương Trần phản ứng chút nào thời gian, chính là đột nhiên hướng Dương Trần công tới. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2187 Lấy thân hóa kiếm Nguồn Mê truyện audio.com vạn vật có thể vì kiếm, đây chính là kiếm thể kinh khủng, đối mặt tiêu trần cùng mảnh công kích, dương trần tự hiểu mình đã không có có thể tránh né, chỉ có thể là nhắm mắt ứng tiếp xuống. Lôi vương thể mọi mặt bộc phát, tại dương trần quanh thân tạo thành từng đạo nồng nặc lôi điện chi lực, những cái này lôi điện chi lực gắt gao bảo vệ dương trần, cùng tiêu trần công kích mãnh liệt đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, giờ khắc này tiêu trần cùng dương trần, hai người đều là đã không có nương tay chút nào, kinh khủng dư ba điên cùng tùy ý, đối mặt hai người toàn lực ngạnh bính, liền tàn hình cùng tên kia hợp thiên môn trưởng lão lúc này cũng đã là có chút ăn không tiêu. Hai người dù cho thân là chí cảnh đại năng, nhưng mà lúc này tiêu trần cùng dương trần ở giữa chiến đấu, đều là để cho hai người cảm thấy áp lực, tức thì, tàn hình hai người cũng là không tự chủ sơ sơ cùng tiêu trần bọn hắn kéo dài khoảng cách, dùng cái này tới yếu bớt hai người chiến đấu dư ba xâm nhập. Đối với tàng hình động tác của bọn hắn, Tiêu Trần hai người tự nhiên là không có thời gian hiểu, lúc này Tiêu Trần cùng Dương Trần, hai người cũng đã là triệt để đánh nhau thật tình, mà lại chiến đấu kịch liệt như thế, cũng đích xác không cho phép hai người chút nào phân tâm cùng sơ suất. Va chạm kịch liệt phía dưới, cuối cùng, cái kia tòa khổng lồ thân phận, trực tiếp là bị Dương Trần lôi điện chi lực cho triệt để xé nát, hóa thành đầy trời bụi trần, chậm rãi rơi xuống. Thành công chặn Tiêu Trần công kích, nhưng mà Dương Trần cũng vì thế bỏ ra đại giới, khóe miệng không tự chủ tràn ra một vệt vết máu, xem chừng có lẽ còn là bị thương. Công kích đừng dương Trần thành công ngăn trở, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có cảm thấy lại quá nhiều bất ngờ, cũng không cho Dương Trần chút nào thời gian thở dốc, Tiêu Trần trực tiếp nương thân mà lên, lại lần nữa cùng Dương Trần kịch chiến lại với nhau. Cầm trong tay vô trần kiếm, Tiêu Trần sớm đã là đem kiếm thể tăng lên tới cực hạn, mỗi một kiếm chém ra, cũng có vô cùng kinh khủng kiếm khí xẹt qua phía chân trời, mà kèm theo những kiếm khí này xẹt qua, không gian cũng là dễ như trở bàn tay bị xé nứt ra. Đối mặt Tiêu Trần cùng bạo công kích, Dương Trần cũng là không yếu thế chút nào quanh thân vây quanh đông đảo lôi điện chi lực, không ngừng hướng về tiêu trần oanh kích mà đi. Chiến đấu kịch liệt, hai người có thể nói là thủ đoạn ra hết, người nào cũng không chịu nhượng bộ. Thành công tránh đi tiêu trần đâm tới một kiếm, dương trần trong mắt sát ý bạo khởi, đồng thời trong miệng thấp giọng quát nói, lôi vương thân thể. Kèm theo dương trần tiếng nói, liền thấy hắn quanh thân lôi điện rất nhanh ngưng kết, trong nháy mắt chính là tại dương trần quanh thân tạo thành trầm xuống lôi áo giáp, mà ở tầng này lôi áo giáp gia trì, dương trần khí tức không ngừng tăng lên, đồng thời, cả người cũng là dưới chân khẽ động, thân hình trong nháy mắt chính là tại chỗ biến mất, căn bản là khó mà bắt được hắn hành động. Phản phất như là thuấn di còn không chờ tiêu trần lấy lại tinh thần, dương trần thân hình liền là xuất hiện ở tiêu trần bên trái, đồng thời, đột nhiên đấm ra một quyền, kinh khủng lôi điện ngưng kết tại dương trần trên nắm tay, tuyệt cường uy lực, nhưng không gian bốn phía căn bản là không chịu nổi như vậy một cổ lực lượng. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, đối mặt dương trần đột nhiên bạo tăng chiến lực, Tiêu Trần ngay lập tức cũng là làm ra phòng ngự, kiếm bích tại trước người mình trong nháy mắt hình thành, muốn ngăn trở Dương Trần một quyền này. Chỉ bất quá, thi triển lôi vương thân thể sau đó, Dương Trần sức mạnh lấy được cực lớn tăng cường, kiếm bích căn bản cũng không có có thể cố ngăn cản bao lâu, trực tiếp liền bị Dương Trần cho cường ngành phá vỡ, sau đó, lôi điện quyền mang hung hăng đánh trúng Tiêu Trần, ngay lập tức, Tiêu Trần cả người đều là bị trực tiếp đánh bay mà ra. Hung hăng từ không trung ngã xuống, trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, mà Tiêu Trần thân ảnh cũng là trực tiếp bị bụi mù nuốt mất thành công đã thương nặng tiêu trần lôi vương thân thể có thể nói là dương trần thủ đoạn cuối cùng cũng là lớn nhất ác chủ bài đồng thời cũng là lôi vương thể kinh khủng nhất một loại năng lực lấy lôi điện chi lực gia trì bản thân có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra khó có thể tưởng tượng chiến lực liền lá bài tẩy sau cùng đều đã thi triển đi ra dương trần đương nhiên sẽ không lại cho tiêu trần bất cứ cơ hội nào một quyền đánh bay tiêu trần sau đó dương trần không ngừng lại thân hình khẽ động lại lần nữa hướng về tiêu trần công tới lại lần nữa đối mặt dương trần tấn công mạnh lúc này bị một quyền đánh bay tiêu trần khóe miệng cũng là mang theo một vệt vết máu, trong mắt có đạo đạo hàng ý thoáng qua, đồng thời, quanh thân kiếm khí cũng là tại thời khắc này biến càng ngày càng nồng nặc lên. Lấy thân hóa kiếm. Trong miệng thấp giọng quát nói, kèm theo tiêu trần thoại âm rơi xuống, ở sau lưng hắn, một thanh màu máu đỏ kiếm luôn chậm rãi xuất hiện, đồng thời, tiêu trần kiếm khí cũng là bị tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, nồng đậm đến cực điểm kiếm khí, trong nháy mắt liền đem tiêu trần quanh thân không gian cùng mặt đất cho trực tiếp vỡ ra tới. Lấy thân hóa kiếm, cái này đồng dạng cũng là tiêu trần lá bài tẩy sau cùng rồi, đồng thời cũng là kiếm thể tại đột phá tiểu viên mãn cảnh giới về sau, tiêu trần nắm giữ thần thông mới. Đối mặt dương trần lôi vương thể, tiêu trần không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể động dụng lấy thân hóa kiếm, như thế mới có thể có lực đánh một trận. Mắt thấy dương trần lao nhanh hướng về chính mình công tới, tiêu trần giơ kiếm nhất trảm, thuận tay một kiếm, bộc phát ra uy lực, thế mà không kém chút nào để chi kiếm. Đây chính là lấy thân hóa kiếm sau đó chỗ kinh khủng có thể làm cho tiêu trần thuận tay một lần đòn công kích bình thường đều đề thăng mấy lần thậm chí là 10 uy lực gấp mấy lần kiếm thật lớn mang hoạch phá thiên tế trực tiếp hướng về dương trần bắn mạnh mà đến đối mặt tiêu trần một kiếm này dương trần không dám khinh thường chút nào lúc này nâng quyền đánh tới cả hai hung hăng chạm vào nhau ngay sau đó cũng là triệt tiêu lẫn nhau nhưng mà đây hết thảy vẻn vẹn vẫn chỉ là bắt đầu tại dương trần ngăn trở mình để nhất kiếm sau đó sau lưng có một đạo huyết sắc kiếm luân tiêu trần chậm rãi lăn không bay lên đồng thời trường kiếm trong tay lại lần nữa chém ra, lại là một đạo không kém gì để chi kiếm trảm kích. Không ngừng quơ trong tay tướng mạo, từng đạo vô cùng kinh khủng cự đại kiếm mang xẹt qua phía chân trời, tiêu trận lúc này công kích, vậy thì tương đương với là tại liên tục thi triển đế chi kiếm, quy lực như thế, như thế số lượng, đơn giản có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Bất quá đối mặt như vậy tiêu trần, dương trần cũng là không chút nào cam tỏ ra yếu kém, song quyền không ngừng oanh ra, cùng tiêu trần chiến đấu kịch liệt hai người ngạnh bính, nhưng không gian bốn phía triệt để sụp đổ, mà vốn đã thối lui ra khỏi rất khoảng cách xa tàn hình cùng với tên kia hợp thiên môn trưởng lão, lúc này từ trong mắt của đối phương, đều là nhìn ra một vẻ kinh nghi chi sắc. Nói đùa cái gì, lúc này hai người tại đối mặt tiêu trần cùng tàn hình thời điểm, thế mà đều sinh ra một chút sợ hãi chi ý, đối mặt như thế dưới trạng thái tiêu trần cùng dương trần, tàn hình hai người không thể không thừa nhận, chỉ sợ sẽ là bọn hắn đi lên, cũng khó có thể là hai đối thủ của người liền thân là chí cảnh đại năng tàn hình hai người lúc này đều khó mà ngăn cản tiêu trần hai người chiến đấu dư ba rồi rơi vào đường cùng tàn hình hai người rất ăn ý tiếp tục hướng về nơi xa thối lui triệt để đem cả vùng không gian đều nhường cho tiêu trần cùng dương trần bọn hắn lấy bây giờ tiêu trần cùng dương trần tình trạng hai người bọn họ chiến đấu liền chí cảnh đại năng đều là không có biện pháp nhúng tay bởi vì coi như là chí cảnh đại năng bị liên lụy đi vào đoán chừng đều muốn trọng thương thậm chí rơi vào cái bỏ mình hạ trang càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2188 Lưỡng bại câu thương Nguồn Mê truyện audio com Tiêu Trần cùng Dương Trần chiến đấu, đã là liền tàn hình như vậy chí cảnh đại năng đều khó mà nhúng tay, hai người lúc này triển hiện ra năng lực công kích, liền chỉ có thể đại năng đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Tiêu Trần cùng Dương Trần chiến đấu, đã là liền tàn hình như vậy chí cảnh đại năng đều khó mà nhúng tay, hai người lúc này triển hiện ra năng lực công kích, liền chỉ có thể đại năng đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Tuy không khó coi ra, lấy hai người lúc này tình trạng hiển nhiên là không có biện pháp kiên trì quá lâu, suy cho cùng bất luận là Dương Trần lôi vương thân thể, hay là Tiêu Trần lấy thân hóa kiếm đều tiêu hao rất nhiều, dù cho có thể trong khoảng thời gian ngắn báo ra lực sát thương rất lớn, nhưng trên thực tế thật là khó mà kiên trì thời gian quá dài. Bầu trời trực tiếp là bị vô tình vỡ ra đến, tại hai người giao chiến địa phương, lúc này bầu trời đã là triệt để phá toái. Cái kia kinh khủng chiến đấu dư ba, điên cuồng hướng bốn phía tác động đến thậm chí liền khoảng cách cơ duyên đồng thành, lúc này cũng có thể rõ ràng cảm thấy cái này cổ kinh khủng uy thế còn dư. Đồng thành bên trong, vô số võ giả đã đạp lên tường thành, ánh mắt đều là xa xa nhìn về phía Tiêu Trần cùng Dương Trần kịch chiến địa phương. Mặc dù đám người căn bản là không nhìn thấy hai người kịch chiến cảnh tượng, nhưng mà cái này lại cũng không ảnh hưởng chúng người kích động trong lòng cùng khẩn trương, vẻn vẹn chính là bằng vào cái này không ngừng truyền đến chiến đấu dư ba, đám người cũng đã là có thể cảm thấy trận chiến này trình độ kịch liệt vượt xa khỏi bọn hắn tin tưởng. Trước đó Tiêu Trần cùng Dương Trần kiếm môn cùng hợp thiên môn, song phương trải qua một loạt thăm dò, bây giờ, song phương cũng là chân chính xuất thủ, tự nhiên là không thể nào lại có lưu tình chút nào địa phương. Tất cả mọi người đều chú ý tới kết quả của trận chiến này, nhất là Dương Trần cùng Tiêu Trần ở giữa thắng bại, suy cho cùng hai người không chỉ có thân là đại thiên thế giới thiên kiêu yêu nghiệt, càng là hai tông tông chủ, hai người bọn họ cuối cùng thắng bại, hết sức mấu chốt. Đã không người nào có thể nhúng tay Tiêu trận hai người chiến đấu, mà Tiêu Trần cùng Dương Trần hai người đi qua một loạt kịch chiến sau đó, cũng là cuối cùng đã tới quyết thắng thua thời khắc cuối cùng. Hai người đều là đã lấy ra thủ đoạn cuối cùng, lại không một tia giữ lại, một thân thực lực càng là vượt qua đỉnh phong, bộc phát ra chiến lực, nhưng tàn hình cùng tên kia hợp thiên môn trưởng lão đều trở nên khiếp sợ. Dương Trần lôi vương thân thể, Tiêu Trần lấy thân hóa kiếm, đều có thể nói là song phương thủ đoạn mạnh nhất, mà dưới trạng thái như vậy, bất luận là Tiêu Trần hay là Dương Trần, mỗi một phút mỗi một giây thừa nhận tiêu hao đều là 10 điểm to lớn. Chiến đấu kịch liệt, Tiêu Trần cùng Dương Trần đều là thụ thương không nhẹ, đồng thời linh lực trong cơ thể cũng là lại điên cuồng trôi qua, dù cho mỗi một lần đánh ra công kích, cũng có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, nhưng mà, bực này cường độ đại chiến, đối với hai mà nói, cũng đích xác là một cái không nhỏ gánh vác. Nhìn một chút hai người lúc này tình trạng, trên thân thể đều là xuất hiện không ít vết thương, mà những vết thương này ngấn, đều là bị bốn phía cái kia cùng bạo linh khí cho ngành sinh sinh cắt. Tiên huyết không ngừng theo vết thương trào ra ngoài, bất quá đối với đây, tiêu trần hai người lại là căn bản cũng không có thời gian để ý tới lúc này trong lòng hai người đều là chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là triệt để đánh bại đối phương tốt nhất là có thể đem đối phương chém vết tại đây trong tay vô trần kiếm không ngừng chém ra lấy tiêu trần trước mắt tình trạng thuận tay một kiếm chém vết một cái giống như cảnh giới đạo cảnh cường giả nhưng thật ra là không có gì khó thế nhưng là dương trần dù sao không phải là người bình thường đối mặt tiêu trần hắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào một mực cùng kiên trì bất quá thực lực có mạnh hơn nửa người cũng chung quy là có một cái cực hạn, mà Dương Trần lúc này rõ ràng cũng là không sai biệt lắm muốn đạt tới trạng thái cực hạn rồi. Khóe miệng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra tiên huyết, tự thân tình huống cũng là càng phát suy yếu, đối với cái này, Tiêu Trần mặc dù đồng dạng cũng là như thế, nhưng lại không muốn liền như vậy buông tay. Lại lần nữa chém ra một kiếm, kinh khủng kiếm mang lại lần nữa hướng về Dương Trần đánh tới, đối với cái này, Dương Trần cũng là không làm do dự, lúc này đấm ra một quyền, quyền mang cùng kiếm mang hung hăng chạm vào nhau, không biết đây đã là hai người lần thứ mấy chính diện ngành bính rồi nhưng mà lần này tại cùng tiêu trần chính diện ngành bính sau đó dương trần rốt cục tới cực hạn trong miệng búng máu tươi lớn phun ra ý thức cũng là rất nhanh biến mơ hồ mơ hồ khi tất cả người bắt đầu cấp tốc quẻ oải sắc mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy thi triển lôi vương thân thể cùng tiêu trần kịch chiến thời gian dài như vậy dương trần đích thật là lại khó kiên trì cơ thể lung la lung lay phản phất lúc nào cũng có thể từ phía chân trời rơi xuống bất quá gắn gượng một hơi cuối cùng dương trần cũng là nhìn chòng chọc vào tiêu trần há hốc mồm muốn nói cái gì chỉ tiếc chẳng hề nói một câu đi ra, mắt tối sầm lại, chính là một đầu hướng mặt đất cắm xuống. Dương Trần đã là lâm vào trọng thương hôn mê, đầy đối với Tiêu Trần tới nói, tự nhiên là một cái cơ hội tuyệt hảo, chỉ bất quá, ngay tại Tiêu Trần chuẩn bị xuất kiếm thời điểm, tự thân tình huống đồng dạng cũng là tới cực hạn, cũng không so Dương Trần tốt bao nhiêu. Chẳng qua là muốn trảm ra một kiếm, nhân cơ hội này, nhất cử diệt sát Dương Trần, nhưng mà, tùy ý Tiêu Trần cố gắng như thế nào, một kiếm này lại từ đầu đến cuối không có biện pháp chém ra tới. Đồng thời, tiêu trần trước mắt cũng là bắt đầu biến mơ hồ ý thức cũng là dần dần biến không tỉnh táo lắm đứng lên cùng dương trần đồng dạng tiêu trần lúc này cũng là thật tới cực hạn một thân thương thế để cho tiêu trần cũng không có sức tái chiến cơ thể lung la lung lay giữ vững được một lát cuối cùng cũng là giống như dương trần đồng dạng trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống mà đi tiêu trần dương trần hai người đều là trọng thương hôn mê bất quá vì thế chính là thời khắc sống còn tàn hình cùng hợp thiên môn người trưởng lão kia đồng thời xuất thủ tiếp nhận đã hôn mê hai người một trận chiến này Tiêu Trần hai người có thể nói là đều là toàn lực ứng phó, bộc phát ra chiến lực nhường tàn hình bọn hắn đều nhìn mà than thở, mặc dù cuối cùng rơi xuống một cái lưỡng bại câu thương hiệu quả, nhưng cái này cũng đã nhường đám người giật mình không thôi. Phân biệt tiếp lấy hôn mê Tiêu Trần hai người, tàn hình cái này tên này hợp thiên môn trưởng lão không tiếp tục xuất thủ, lăng không đối lập nhau, hợp thiên môn trưởng lão cuối cùng không cam lòng quát lên, đi. Dương Trần trọng thương hôn mê, tuy Tiêu Trần tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng mà nơi này dù sao cũng là kiếm môn địa bàn, tiếp tục đánh nhau, đối với hợp thiên môn tới nói đã không có ý nghĩa gì mà lại ai biết kiếm môn trợ giúp lúc nào sẽ đuổi tới đây lại thêm dương trần thương thế trước mắt cần gấp trị liệu so sánh với đồng thành với tư cách tông chủ dương trần đối với hợp thiên môn không thể nghi ngờ là muốn trọng yếu hơn tuyệt đối không thể nhường dương trần xảy ra chuyện gì kèm theo tên này hợp thiên môn trưởng lão tiếng nói hợp thiên môn cả đám lúc này liền là lựa chọn triệt hồi đối với cái này tàn hình cũng không có ý tứ ra tay ngăn trở giống như hợp thiên môn tiêu trần bây giờ thương thế cũng là cần phải kịp thời trị liệu vì lẽ đó tàn hình từ bỏ xuất thủ ngăn cản hợp thiên môn đám người ý tứ. Tùy ý hợp thiên môn đám người rời đi, mà tàn hình nhưng là ngay lập tức cho tiêu trần phục chữa thương đang dược, dùng cái này tới khống chế lại tiêu trần thương thế không lại tiếp tục thay đổi xấu. Trận chiến này song phương có thể nói là liều mạng cái lưỡng bại câu thương, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi gì, bất quá nói tóm lại, hay là kiếm môn bên này muốn tốt một chút, ít nhất kiếm môn bảo vệ đồng thành, đánh bại dương trần ngay từ đầu kế hoạch. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2189 Sông Trần Chi Chiến Nguồn Mê truyện audio com Từ kiếm môn góc độ tới nói, lần này hiển nhiên là kiếm môn thành công, bởi vì kiếm môn bảo vệ đồng thành, thành công đánh bại Dương Trần kế hoạch, nhưng Dương Trần đánh lén đồng thành kế hoạch. Cuối cùng cuối cùng đều là thất bại, Bất quá từ tiêu trần người góc độ tới nói, một trận chiến này cũng là không tính là thành công, bởi vì tiêu trần cũng không có khả năng đánh bại dương trần, hai người cuối cùng có thể nói là đã bình ổn cục kết thúc, người nào cũng không thể thắng qua người nào. Tại tàng hình cùng hợp thiên môn người trưởng lão này dẫn đầu dưới, song phương tất cả tự rời đi, hợp thiên môn tự nhiên là đi thẳng kiếm phủ, lại lần nữa đi vào vạn binh phủ địa vực bên trong. Dương Trần đã trọng thương hôn mê, hợp thiên môn đám người tự nhiên là không dám tiếp tục tại kiếm phủ cảnh nội ở lâu, điểm này tất cả mọi người tin tường đến nỗi tiêu trần, nhưng là bị tàn hình mang về đồng thành tiến hành trị liệu tỉnh dưỡng đồng thành một trận chiến rất nhanh liền tại đại thiên thế giới bên trong truyền ra song phương chính diện chiến trường phía trên đám người cũng đều là biết đồng thành một trận chiến kết quả mà lại tại chính diện chiến trường phía trên kịch chiến mấy ngày kiếm môn cùng hợp thiên môn rất nhiều cường giả tại đồng thời bỏ ra thương vong thảm trọng dưới tình huống tạm thời cũng là lựa chọn ngưng chiến chỉ bất quá song phương cũng không có rút đi rõ ràng chiến đấu cũng còn còn lâu mới có được kết thúc đây đã là kiếm môn cùng hợp thiên môn lần thứ tư giao phong mà lần này dương trần tin tường đào minh cũng hết sức rõ ràng không thành công thì thành nhân ba lần trước hợp thiên môn đều chủ động lựa chọn rút đi nhưng mà lần này hợp thiên môn rõ ràng là không thể nào đã lui không thể lui hợp thiên môn duy nhất có thể làm chính là cùng kiếm môn tử chiến đến cùng hoặc là thành công hủy diệt kiếm môn hoặc chính là bị kiếm môn chỗ hủy diệt không có con đường thứ ba có thể tuyển cũng chính là bởi vì đây dù cho trải qua như thế đại chiến thảm liệt nhưng mà hợp thiên môn một phương cũng là không có chút nào rút đi ý tứ, thậm chí còn đang không ngừng hướng chính diện chiến trường phía trên điều binh khiển tướng. Mà so sánh với hợp thiên môn một phương, kiếm môn đồng dạng cũng là không có lựa chọn nào khác, đã như thế, song phương rõ ràng là tạo thành lẫn nhau đối nghịch giai đoạn, mà trong lúc này, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến đấu, vì lẽ đó, song phương thần kinh đều là vô cùng căng thẳng. Kiếm môn trụ sở, cùng đào minh đại chiến một hồi sau đó, quân vô nhai mặc dù tại trên thực lực là muốn vượt qua đào minh, thế nhưng là không thể đem nàng chém giết, bất quá cái này cũng không có gì tốt đáng tiếc bởi vì đã sớm trong dự liệu rồi cùng nam cung hoàng chu tùng ngô hoan chờ phó tông ngồi vây chung một chỗ tiêu trần không tại với tư cách kiếm môn lão tổ quân vô nhai tự nhiên chỉ có thể nâng lên đại kỳ mang ngồi ở chủ vị phía trên nghe phía dưới này đám người hội báo liên quan tới đồng thành một trận chiến sự tình nghe tiêu trần cùng dương trần sau cùng đánh một cái lưỡng bại câu thương hai người đều là trọng thương lâm vào hôn mê mà dương trần đã bị hợp thiên môn cường giả mang về vạn binh phủ cảnh nội đến nỗi tiêu trần nhưng là tại đồng thành tu dưỡng bây giờ vẫn như cũ còn đang hôn mê. nghe chu tùng bọn người hồi báo liên quan tới đồng thành trận chiến sự tình về sau chủ tòa phía trên quân vô nhai cũng không nói thêm cái gì. chẳng qua là thẳng nhiên nói, nói cho tàng hình lưu thủ đồng thành chiếu cố tốt tông chủ, mặt khác phòng bị hợp thiên môn lần thứ hai đánh lén, không để cho tàn hình trở về chính diện chiến trường, bởi vì dương trần bọn người mặc dù đã rút ra kiếm phủ, nhưng mà ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ lại không đánh trở lại đây? vì lẽ đó tại đồng thành bên trong nhất định phải lại một người tọa trấn, mà lúc này xem ra tàng hình chính là lựa chọn tốt nhất. Nghe quân vô nhai lời này, Chu Tùng bọn người là gật đầu đáp ứng. Chính diện chiến trường sự tình, Tiêu Trần bây giờ nhất định là không rảnh bận tâm rồi, dù sao mình đều bị thương nặng như vậy, bây giờ đều còn chỗ ở trong hôn mê. Mà tàng hình khi nhận được quân vô nhai mệnh lệnh sau đó, cũng là trực tiếp lưu tại Đồng Thành, một phương diện chiếu cố Tiêu Trần, một phương diện khác cũng tiếp tục phòng bị hợp thiên môn. Song phương đại chiến giống như đến giữa trận nghỉ ngơi giai đoạn, bất quá đại thiên thế giới phía trên, tiêu trần cùng dương trần một trận chiến sự tình xác thực triệt để truyền ra mà thế nhân cũng lần thứ nhất chân chính thấy được đại thiên thế giới thiên kiêu yêu nghiệt kinh khủng nghe nói nha kiếm môn tông chủ và hợp thiên môn tông chủ tại đồng thành đại chiến nghe nói hai người chiến lực chân chính cũng đã là vượt qua chí cảnh phải không ta nghe nói tiêu trần cùng dương trần hai người cũng đã có có thể so với đế tôn nhân vật thực lực có phải thật vậy hay không đại thiên thế giới các nơi đều đang lưu truyền lấy tiêu trần cùng dương trần một trận chiến sự tình mà lại càng xuyên qua tài dị thậm chí đều có người bắt đầu nói giống tiêu trần bọn hắn như vậy thiên kiêu yêu nghiệt kỳ thực cũng đã là đế tôn rồi chính vì vậy quân vô nhai bọn hắn những cái này thế hệ trước cường giả mới có thể nhau nhau lựa chọn thối vị nhượng chức chỉ bất quá như vậy tin đồn hiển nhiên là không thể tin mà tiêu trần cùng dương trần cũng đích xác là còn chưa đạt tới đế tôn cấp độ chênh lệch vẫn rất lớn bất quá liền hai người một trận chiến này triển hiện ra chiến lực đến xem đích thật là đủ để kinh bạo rất nhiều người con mắt, ít nhất chí cảnh đại năng đã không cách nào nhúng tay hai người chiến đấu tinh đồn là thật. Có thể xưng hủy thiên diệt địa một trận chiến, mà tại tiêu trần cùng dương trần hai người kịch chiến địa phương, bây giờ càng là đã không có một ngọn cỏ, nghe nói liền bể tan tành không gian, cũng bởi vì hai người lưu lại khí tức, rồng đã dùng ba ngày thời gian mới khôi phục lại. Ngoài giới bởi vì tiêu trần cùng dương trần một trận chiến sự tình lưu truyền sôi sùng sục, mà một trận chiến này cũng được thế nhân xưng là là song trần chi chiến thiên âm lâu đã là thiên âm lâu lâu chủ âm thịnh lúc này đang xuất lĩnh thiên âm lâu chúng cường giả cùng thiên sách phủ kịch chiến ngừng chiến sau đó âm thịnh cũng là nghe nói xong trần trần chiến sự tình biết được tiêu trần cùng dương trần song song trọng thương âm thịnh trong mắt cũng là thoáng qua một vệt chiến ý nói tiêu trần người của ngươi đầu là thuộc về ta âm thịnh ai cũng lấy không đi cũng không nên chết rồi đối với tiêu trần cùng dương trần chiến đấu âm thịnh mặc dù không có tại chỗ nhưng mà hắn lại là có thể khẳng định biết ngoại giới tin đồn đại bộ phận đều vẫn là là thật Ngoại trừ những cái kia quá mức khoa trương tin đồn, những thứ khác đều vẫn tương đối có thể thực hiện. Tỷ như nói Tiêu Trần cùng Dương Trần đều đã có có thể tru sát chí cảnh đại năng thực lực, điểm này âm thịnh không có chút nào hoài nghi, bởi vì chính hắn cũng có thể làm được điểm ấy. Chính mình cũng có thể làm đến, như vậy Tiêu Trần cùng Dương Trần có thể làm đến cũng liền không có có cái gì kỳ quái đâu rồi. Tiêu Trần cùng Dương Trần dẫn đầu đại chiến, ngoại trừ âm thịnh bên ngoài, giống đao tuyệt, Lý Thuần còn lại thiên kiêu yêu nghiệt, cũng đều là bởi vì này sinh ra lướt qua một cái nồng nặc chiến ý, có thể nói, tiêu trần cùng dương trần một trận chiến này trong lúc vô hình cũng là nhường đại thiên thế giới một đám thiên kiêu yêu nghiệt nhiệt huyết sôi trào trong lúc vô tình đốt lên trong lòng bọn họ chiến hỏa không chỉ là âm thịnh lý thuần lúc này cũng là nhẹ giọng nỉ non nói tiêu trần huynh người bên kia đã bắt đầu sao tiêu trần đã cùng dương trần đánh nhau chính diện theo lý thuần chính mình cùng âm thịnh chiến đấu cũng phải vang dội làm là cái thứ nhất khai chiến thiên sách phủ cùng thiên âm lâu thế nhưng là cho đến nay lý thuần cùng âm thịnh đều còn không có chính diện giao thủ qua càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp Chương 2190 Thiên kiêu chi chiến Nguồn Mê truyện audio.com Tiêu Trần cùng Dương Trần chiến đấu trong lúc vô tình kéo ra còn lại chiêu vị các thiên kiêu kịch chiến Đầu tiên chính là Lý Thuần cùng âm thịnh ở giữa đại chiến Tiêu Trần cùng Dương Trần chiến đấu trong lúc vô tình kéo ra còn lại chiêu vị các thiên kiêu kịch chiến Đầu tiên chính là Lý Thuần cùng âm thịnh ở giữa đại chiến với tư cách sớm nhất khai chiến hai đại tông môn, Lý Thuần cùng Âm Thịnh ở giữa chiến đấu kỳ thực một mực là có thủ chú mục, bất quá đáng tiếc, khai chiến đến bây giờ, Lý Thuần cùng Âm Thịnh còn không có chính diện giao chiến qua. Bất quá một ngày này, theo Thiên Sách phủ cùng Thiên Âm lầu lại lần nữa bộc phát đại chiến, Âm Thịnh cùng Lý Thuần cái này hai tên thiên kiêu yêu nghiệt, cũng là cuối cùng chính diện đụng tới, mà vây quanh hai người, một hồi đại chiến kịch liệt cũng là trong nháy mắt khai hỏa. Cùng Tiêu Trần Dương trần chiến đấu đồng dạng, Lý Thuần cùng âm thịnh chiến đấu cũng là khác thường kịch liệt, đồng thời, hai người triển hiện ra chiến lực, đồng dạng là nhường thế người trở nên khiếp sợ. Lý Thuần cùng âm thịnh một trận chiến này, kéo dài suốt thời gian ba ngày, trong thời gian ba ngày, hai người có thể nói là đánh trời sập mà ấm, thậm chí liền hai phe chí cảnh đại năng đều căn bản không có biện pháp nhúng tay vào hai người trong chiến đấu. Cuối cùng, Lý Thuần cùng âm thịnh chiến đấu, cũng là lấy lưỡng bại câu thương mà kết thúc. Bất quá kèm theo Lý Thuần cùng âm thịnh kết thúc chiến đấu, còn không chờ thế nhân từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trận thứ ba thiên kiêu yêu Nhiệt ở giữa đại chiến chính là lại lần nữa bộc phát, mà trận đại chiến này song phương, nhưng là đao tông tông chủ đao tuyệt, cùng với long cung long nữ long thanh. Hai vị thiên kiêu yêu Nhiệt đao tuyệt danh khí tại đại thiên thế giới phía trên hiển nhiên là không nhỏ, mà so sánh với đao tuyệt, long thanh cũng có chút không hiển sơn không lộ thủy rồi. Nhưng mà, ngay tại hai người bộc phát sau đại chiến, long thanh triển hiện ra chiến lực cũng đồng dạng nhường thế nhân vị trí toát mồ hôi, bởi vì cùng đao tuyệt so sánh, Long Thanh thực lực thế mà không hề yếu, so sánh với cái khác thiên kiêu yêu nghiệt, Long Thanh cơ hồ có thể nói là không có chút nào chiến tích có thể nói, thậm chí đại thiên thế giới phía trên có rất nhiều người đều không đồng ý Long Thanh Thiên Kiêu yêu nghiệt thân phận. Nếu không phải bởi vì Long Thanh chính là Long Cung thân phận của Long Nữ, đoán chừng nàng thật đúng là không cách nào đưa thân Thiên Kiêu yêu nghiệt hàng ngũ. Bất quá đối với đây, Long Thanh kỳ thực một mực cũng không coi trọng, cho nên đối với ngoại giới chất vấn, Long Thanh kỳ thực cũng chưa từng phản bác qua cái gì. Nhưng mà lần này, bởi vì Đao Tông cùng Long Cung khai chiến, Long Thanh bất đắc dĩ đối mặt Đao Tuyệt nhưng mà một trận chiến này trở thành long thanh chính danh chi chiến đối mặt tại đại thiên thế giới công nhận thiên kiêu yêu nghiệt long thanh cũng không có có khiếp đảm chút nào đồng thời một thân chiến lực cũng là để cho đao tuyệt căn bản là không chiếm được tiện nghi gì có thể nói là lần thứ nhất chân chính xuất thủ vừa ra tay chính là phá vỡ hết thảy thanh âm nghi ngờ đồng thời long thanh cũng dùng thực lực của mình hướng thế nhân chứng minh rồi chính mình trở thành thiên kiêu yêu nghiệt thật là có tư cách này mà cũng không phải dựa vào long cung đại chiến vẫn như cũ kịch liệt vẫn là để cho người ta khó có thể tưởng tượng một mặt ba trận thiên kiêu yêu nghiệt ở giữa đại chiến, để cho thế nhân đều biết, những cái này thiên kiêu yêu nghiệt thực lực, kỳ thực cũng sớm đã vượt qua thế nhân tưởng tượng. Coi như dứt bỏ những cái này thiên kiêu yêu nghiệt thế lực phía sau không nói, vẹn vẹn chỉ bằng bọn hắn chuyện này thực lực bản thân, liền đã đủ để trở thành đại thiên thế giới một phương cường giả. Để tôn không ra, ai có thể làm gì được những cái này thiên kiêu yêu nghiệt, đã từng còn tưởng rằng chí cảnh đại năng có lẽ vẫn như cũ có thể áp chế những cái này thiên kiêu yêu nghiệt một đầu, nhưng là bây giờ xem ra, chí cảnh đại năng đoán chừng đều rất khó áp chế bọn hắn rồi, trừ phi là loại khoảng cách này để tôn cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa chí cảnh đại năng, có lẽ còn có thể có chiến thắng khả năng. Luân phiên lại có bốn tên thiên kiêu yêu nghiệt tiến hành hai trận đại chiến, mà cùng lúc đó, thân ở đồng thành tiêu trần cũng là cuối cùng từ trong hôn mê vừa tỉnh lại. Đã hôn mê nhanh bảy ngày thời gian, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, tiêu trần tự nhiên là không biết, lắc lắc có chút ảm đạm đầu, tại tàn hình dưới giảng thuật, tiêu trần mới biết được chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này ngoại giới chuyện xảy ra biết được dương trần đã trốn ra kiếm phủ quay trở về vạn binh phủ cảnh nội đồng thời lý thuần cùng âm thịnh cũng triển khai đại chiến đối với cái này tiêu trần đều là không nói thêm gì bất quá khi nghe hôm qua long thanh cùng đao tuyệt mới vừa vặn trải qua một trận đại chiến cuối cùng song phương cũng đều là đồng thời trọng thương hôn mê lưỡng bại câu thương tiêu trần sắc mặt rốt cục thay đổi trong mắt lóe lên vẻ lo âu nói ta nhị tỷ không có sao chứ việc quan hệ long thanh an nguy tiêu trần tự nhiên không thể nào không lo lắng lúc này liền là chuẩn bị truyền tin cho Long Thanh hỏi thăm hắn tình huống, bất quá quả thật bị tàn hình ngăn cản. Dựa vào đáng tin tin tức, Long Thanh tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá giống như Tiêu Trần, bây giờ đều ở vào trọng thương hôn mê tình trạng, vì lẽ đó, lúc này coi như Tiêu Trần truyền tin cho Long Thanh, cũng vô dụng, bởi vì Long Thanh căn bản cũng không có biện pháp khôi phục Tiêu Trần. Thứ yếu, hiện nay toàn bộ đại thiên thế giới đã triệt để lộn xộn, ngoại trừ thần điện, nguyệt cung, đan cốc, mục thiên sơn bên ngoài, còn lại mấy đại thực lực cũng đã bạo phát chiến tranh toàn diện. Lúc này, Tiêu Trần coi như muốn xuất thủ trợ giúp Long Thanh, kiếm môn nói thật cũng không bỏ ra nổi dư thừa sức mạnh đi trợ giúp Long Cung rồi, huống chi, tại dạng này một cái thời kỳ không bình thường, kiếm môn càng thêm không thể rời bỏ Tiêu Trần cái này một vị tông chủ, vì lẽ đó, Tiêu Trần muốn xuất thủ tương trợ, cũng là không thể nào. Lấy dưới mắt thế cục, Tiêu Trần chỉ có mau chóng đánh bại hợp thiên môn, mới có thể rảnh tay đi giải quyết Long Cung phiền phức. Nghe tàng hình một phen an ủi, Tiêu Trần cũng là dần dần bình tĩnh lại, đồng thời, khi biết Long Thanh cũng không có nguy hiểm tính mạng sau đó, Tiêu Trần cũng mới ám thầm thở vào nhẹ nhõm. Đại thiên thế giới là triệt để lộn xộn, điểm này bất luận kẻ nào đều biết, bây giờ đại thiên thế giới, khắp nơi đều đang bùng nổ đại chiến, thiên thiên kiêu yêu nghiệt nhóm ở giữa lẫn nhau kịch chiến, để tôn nhóm cũng đồng dạng là như thế. Quân vô nhai cùng Đào Minh, Long Nguyên cùng Đao Hùng, bọn họ đều là đã kịch chiến qua, chỉ bất quá so sánh với thiên kiêu yêu nghiệt nhóm kịch chiến, để tôn nhóm kết quả chiến đấu, thế nhân liền biết rất ít rồi, suy cho cùng đế tôn cấp bậc đại chiến, chí cảnh đại năng nhưng đều không có tư cách ở một bên quan chiến, đã như thế, tự nhiên cũng không có người có thể biết kết quả. Nói tóm lại, bây giờ tiêu trần đầu tiên phải cân nhắc, còn là như thế nào giải quyết hợp thiên môn, như thế nào nhường kiếm môn thành công thoát khỏi hợp thiên môn uy hiếp, chỉ có như vậy, kiếm môn, cùng với tiêu trần, mới có năng lực đi trợ giúp Long Cung cùng Long Thanh. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, dần dần sau khi khôi phục tỉnh táo, Tiêu Trần cũng là nhẹ gật đầu nói khẽ, mới vừa rồi là ta kích động, dưới mắt hoàn toàn chính xác hay là muốn lấy hợp thiên môn làm trọng. Tông chủ có thể nghĩ thông suốt chẳng qua là tốt nhất, mà lại, lấy Long cung thực lực, bây giờ cùng đao tông chiến đấu đã là đi vào giai đoạn giằng co, muốn phân ra thắng bại, trong thời gian ngắn là chắc chắn không thể nào, mà lại, Long Thành với tư cách Long cung Long nữ, tự nhiên sẽ chịu đến Long cung bảo hộ nghiêm mật, điểm này tông chủ cũng cứ yên tâm đi. Nghe Tiêu Trần lời này, Tàng Hình mở miệng trả lời. Đào Tông muốn muốn chém giết Long Thanh cũng không phải một chuyện dễ dàng, suy cho cùng Long Thanh tại trong Long Cung địa vị cực cao, bên cạnh tự nhiên không thiếu khuyết Long Cung cường giả bảo vệ, vì lẽ đó, Tiêu Trần tạm thời không cần lo lắng quá mức Long Thanh vấn đề an toàn. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2191 Đánh cược một bả Nguồn Mê truyện audio.com Long Cung sự tình Tiêu Trần tạm thời là không có tinh lực đi nhúng tay, bất quá tạm thời cũng không cần lo lắng quá mức Long Thanh an toàn, đầu tiên hay là giải quyết hợp thiên môn sự tình nói sau. Long cung sự tình, tiêu trần tạm thời là không có tinh lực đi nhúng tay, bất quá tạm thời cũng không cần lo lắng quá mức Long Thanh an toàn, đầu tiên hay là giải quyết hợp thiên môn sự tình nói sau. Nghĩ thông suốt điểm này, tiêu trần cũng là hỏi thăm tàn hình, bây giờ chiến cuộc tình huống, đối mặt tiêu trần hỏi thăm, tàn hình cũng là đúng sự thật trả lời. Bây giờ kiếm môn cùng hợp thiên môn chiến cuộc cơ hội đã đi vào giai đoạn giằng co, song phương đều có thắng bại, mà tại đế tôn so đấu phía trên, quân vô nhai mặc dù một mực chiếm cứ lấy ưu thế, thế nhưng là cũng rất khó chém giết đào minh. Cho nên nói, muốn phân ra thắng bại, lấy tình huống trước mắt đến xem, trong thời gian ngắn đoán chừng là không thể nào. Nghe lời này, tiêu trần cũng là rơi vào trầm mặt, kiếm môn cùng hợp thiên môn so sánh thực lực, kỳ thực sớm tại trước khi khai chiến, tiêu trần liền đã có suy đoán rồi, mà sự thật kết quả, cũng đích xác giống như tiêu trần dự đoán kiếm môn cùng hợp thiên môn, đích thật là lực lượng ngang nhau. Bất quá coi như như thế, một trận chiến này cũng không khả năng sẽ như vậy làm qua loa, nhất định là muốn phân ra một cái thắng bại chỉ bất quá bây giờ tiêu trần còn không nhìn thấy quyết thắng thời cơ chính diện chiến trường đã lâm vào kiên trì mà dương trần đang cùng mình đánh một trận xong thoát đi kiếm phủ tiến vào vạn binh phủ cảnh nội sau đó liền cũng là biến mất dấu vết không biết đi đến địa phương nào trong lòng âm thầm suy tư nếu như mình có thể chém giết dương trần vậy đối với hợp thiên môn tuyệt đối là một cái đã kích cực lớn đến lúc đó liền có nhất cử đánh bại hợp thiên môn khả năng đương nhiên cái này cũng là tiêu trần hy vọng bất quá đi qua lần trước chiến đấu Tiêu Trần cũng là biết, muốn đánh giết Dương Trần rất khó khăn. Kỳ thực bất luận là Tiêu Trần chém giết Dương Trần, hay là quân vô nhai chém vết Đạo Minh, đều đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc đi hướng, nhưng đáng tiếc, hai cái này mục tiêu muốn đạt tới, đều chính là chuyện dễ dàng như vậy. Tạm thời không có có biện pháp gì hay, Tiêu Trần cũng chỉ có thể trước tiên án binh bất động rồi, mà lại, bây giờ trên người mình thương thế còn chưa có khỏi hẳn, dưỡng thương mới là chuyện máu chốt nhất trước mắt, suy cho cùng cũng không ai biết. Lần tiếp theo chiến đấu lúc nào sẽ bộc phát, không có trở về kiếm môn ý tứ, Tiêu Trần trực tiếp lựa chọn lưu lại đồng thành dưỡng thương, đồng thời cũng làm cho tàn hình phái ra thám tử bí mật lẻn vào vạn binh phủ, điều tra Dương Trần hướng đi. Như hôm nay âm lầu cùng thiên sách phủ đang tại chiến đấu kịch liệt, vạn binh trong phủ phòng giữ hẳn là rất trống hư, phái ra thám tử muốn lẻn vào vạn binh phủ cũng không phải một kiện quá mức chuyện khó khăn. Đồng thành nhìn như là lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà tiêu trần thương thế cũng là mỗi ngày đều tại chuyển biến tốt đẹp bên trong, hơn nữa, đi qua gần 10 ngày đùa giỡn, tiêu trần tu vi lại còn trực tiếp đột phá đạo cảnh đại thành, cái này cũng là nhân họa đắc phúc đi. Bởi vì cùng Dương Trần một trận chiến, để cho Tiêu Trần tu vi thành công hoàn thành đột phá, thực lực cũng là lại lần nữa có chỗ tiến bộ. Liên tiếp nửa tháng đi qua, Tiêu Trần thương thế cũng là cuối cùng khỏi hẳn, mà một bên khác, phái đi vạn binh phủ thám tử, cũng là cuối cùng truyền về liên quan tới Dương Trần tin tức. Giống như Tiêu Trần, Dương Trần đồng dạng không có trở về hợp thiên môn, mà là lân cận lưu tại vạn binh trong phủ, một tòa tên là Vũ Thành địa phương dưỡng thương. Biết được Dương Trần tung tích, Tiêu Trần trong lòng rất nhanh sinh ra một cái ý tưởng to gan. Tất nhiên Dương Trần không có lựa chọn trở về hợp thiên môn, mà là vẫn như cũ lưu lại vạn binh phủ, như vậy, hắn khẳng định vẫn là đối với đồng thành chưa từ bỏ ý định, muốn đối với đồng thành phát động lần thứ hai đánh lén. Nhưng mà, bởi vì bây giờ Tiêu Trần vẫn như cũ thân ở đồng trong thành, vì lẽ đó Dương Trần mới không có đồng thủ, nếu như thế, Tiêu Trần rất nhanh liền nghĩ đến, lấy đạo của người trả lại cho người tất nhiên Dương Trần đối với Đồng Thành còn không hết hy vọng, như vậy Tiêu Trần liền thừa dịp Dương Trần cho là mình vẫn như cũ thân ở Đồng Thành trong khoảng thời gian này, bí mật dẫn người rời đi Đồng Thành, sau đó thẳng đến Hợp Thiên Môn phía sau, tập kích bất ngờ Hợp Thiên Môn trọng yếu cứ điểm, đã như thế, nếu là thành công, tất nhiên có thể đánh Hợp Thiên Môn một cái trở tay không kịp. Chiến cuộc tiến hành đến hiện tại cái này giai đoạn, Tiêu Trần nhất định phải ý nghĩ thiết pháp tìm đến một cái đột phá khẩu, một lần tới phá vỡ cục diện bế tắc. Đem ý nghĩ của mình nói với Tàn Hình qua một lần, mà nghe Tiêu Trần ý nghĩ này sau đó, trầm tư một hồi, tàng hình có chút do dự nói. Tông chủ, ý tưởng này tuy đích thật là đánh bất ngờ, bất quá cũng là có một cái vấn đề lớn nhất, đó chính là một khi ở giữa dương trần dẫn người lại lần nữa lần thứ hai đánh lén đồng thành, đến lúc đó đồng thành nhưng liền không có đầy đủ sức mạnh để chống đỡ rồi. Tiêu trần muốn đi ngược lại con đường cũ, thế nhưng là một khi tiêu trần xuất lĩnh tàng hình bọn hắn rời đi đồng thành. Đến lúc đó Đồng Thành có thể nói liền lại không có bất kỳ cái gì sức mạnh đi chống cự Dương Trần tấn công lần thứ hai rồi. Tàng hình lo lắng không phải không có lý, mà điểm này tiêu trần cũng đích xác là nghĩ đến, đối với cái này, tiêu trần thì là sắc mặt bình tĩnh nói. Thiên hạ này sự tình vốn cũng không có mười phần chắc chính, không cá cược thấy làm sao có thể thành công đây, bản tọa đánh cược chính là dương trần không còn dám tiến công đồng thành. Tiêu trần ý nghĩ là bí mật dẫn dắt tàn hình bọn người rời đi đồng thành, sau đó đồng dạng trải qua vạn binh phủ mượn đường đi tới hợp thiên phủ nội địa, mà tại chính mình rời đi trong đoạn thời gian này, tại đồng trong thành, làm ra chính mình vẫn như cũ vẫn còn ở giả tượng, đánh cực hắn Dương Trần không còn dám tiếp tục tiến công đồng thành, đến nỗi đến lúc đó Dương Trần phát hiện Tiêu Trần đã bí mật tiến vào hợp thiên phủ, hoàn thành đánh lén thời điểm, khi đó hết thảy đều đã chậm. Có thể nói Tiêu Trần cái này một kế hoạch đích thật là đang đánh cược, đánh cược Dương Trần không còn dám tiếp tục tiến công đồng thành, đã như thế thì cho Tiêu Trần phát động tập kích bất ngờ thời gian, mà kế này một khi thành công, như vậy thế cục cũng sẽ bị thay đổi, đến lúc đó chính diện chiến trường phía trên hợp thiên môn, chính là hai mặt thủ địch. Tiêu Trần kế hoạch này xác thực là rất lớn gan, thậm chí có thể nói là một hồi đánh cược rồi, thì nhìn Dương Trần có can đảm hay không lần thứ hai lại tiến công đồng thành. Kỳ thực Tiêu Trần muốn như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì lấy song phương trên cơ bản không có thái chênh lệch lớn thực lực đến xem, không sử dụng một chút thủ đoạn phi thường, đích thật là rất khó phân ra thắng bại. Làm từng bước đánh, Tiêu Trần chính mình cũng không biết một trận sẽ đánh bao lâu, mà lại lại lấy kết quả gì kết thúc, có lẽ là lưỡng bại câu thương đi mà về phần nói từ chính diện chiến trường lại triệu tập kiếm môn cường giả tới thủ vệ đồng thành điểm này tiêu trần nghĩ đều chưa từng suy nghĩ bây giờ chính diện chiến trường phía trên song phương đều rất là căng thẳng lúc này tiêu trần nếu như lại từ chính diện chiến trường phía trên triệu tập cường giả đến đây đồng thành đây chẳng phải là nhường kiếm môn tại chính diện chiến trường phía trên ở thế yếu rồi việc ngốc như vậy tiêu trần hiển nhiên là sẽ không đi làm chính diện chiến trường tiêu trần sẽ không đi động đồng dạng dương trần cũng sẽ không đi động chính diện chiến trường vì lẽ đó tiêu trần duy nhất có thể làm chính là tại đồng thành bố trí xuống chướng nhãn phát, nhưng Dương Trần tưởng rằng, chính mình vẫn luôn tọa trấn đồng thành, một lần tới vì chính mình tranh thủ thời gian, nhưng Dương Trần không còn dám dễ dàng tiến công đồng thành. Kế này có thể thành công hay không, hết thảy đều phải xem có thể hay không lừa qua Dương Trần rồi, chỉ cần có thể lừa qua hắn, như vậy Tiêu Trần ắt có niềm tin, nhưng hợp thiên môn chịu thiệt thòi lớn, thậm chí là trực tiếp xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2192 lẻn vào vạn binh phủ. Nguồn mê truyện audio.com. Tiêu Trần ý nghĩ này quá mức lớn mật, mà tàn hình nhân Thủy Chung lo lắng nếu như Dương Trần nhìn thấu Tiêu Trần kế hoạch, lần thứ hai tiến công Đồng Thành, đến lúc đó làm sao bây giờ? Tiêu Trần ý nghĩ này quá mức lớn mật, mà tàn hình nhân Thủy Chung lo lắng nếu như Dương Trần nhìn thấu Tiêu Trần kế hoạch, lần thứ hai tiến công Đồng Thành, đến lúc đó làm sao bây giờ? Bất quá so sánh với tàng hình cẩn thận, Tiêu Trần cũng là cảm thấy hẳn là đánh cược một lần, bởi vì một khi thành công thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn điểm này không thể nghi ngờ mà lại coi như lui một vạn bước nói dù cho dương trần nhìn thấu mình chướng nhãn pháp lần thứ hai tiến công đồng thành cùng lắm thì cũng chính là tổn thất đồng thành thôi mà tiêu trần vẫn như cũ có thể cưỡng ép tập kích hợp thiên môn phía sau song phương vẫn là tất cả bị tổn thương thành công nhưng là kiếm lớn thất bại có thể sẽ thiệt thòi nhỏ nhưng cũng hoàn toàn ở tiêu trần trong giới hạn chịu đựng đã như thế tại sao không cá cược đâu tiêu trần đích thật là muốn phải nhanh một chút kết thúc trận chiến đấu này triệt để hủy diệt Hợp Thiên Môn, cho nên mới như thế binh đi nước cờ hiểm, mà đối mặt Tiêu Trần kiên trì, Tàng Hình cuối cùng mặc dù hay là tâm còn lo nghĩ, nhưng cũng là gật đầu đồng ý, Tiêu Trần dù sao cũng là tông chủ, Tàng Hình có thể đưa ra ý kiến, nhưng lại không thể phủ định Tiêu Trần quyết định, một khi Tiêu Trần có quyết định, với tư cách cấp dưới Tàng Hình, chỉ có thể vô điều kiện thi hành, điểm này Tàng Hình rất rõ ràng. Mà lại, Tàng Hình mặc dù cẩn thận, nhưng là chính hắn cũng biết, một khi Tiêu Trần kế hoạch này thành công, vậy đối với Hợp Thiên Môn thương tích tuyệt đối là trí mạng có lớn như vậy chỗ tốt, hoàn toàn chính xác cũng đáng được đi đánh cực một phen. Không tiếp tục quyết giữ ý mình, tàn hình lựa chọn đồng ý, thấy thế, tiêu trần mỉm cười, ngay sau đó đối với tàn hình bàn giao một loạt sự tình, kỳ thực cũng chính mình bọn người rời đi đồng thành sau đó, như thế nào dĩ giả loạn chân, nhưng dương trần từ đầu đến cuối cho là mình vẫn luôn tại đồng trong thành. Đầu tiên mấu chốt nhất, đó chính là hết thảy như cũ, không được bởi vì chính mình rời đi liền mở ra cái gì hộ thành đại trận như vậy, bởi vì như thế vừa đến, chẳng phải là vừa vặn nói cho dương trần, mình đã rời đi vẫn như cũ cùng hiện tại duy trì đồng dạng, nhưng mà vụn trộm, cũng là muốn tích cực bắt hợp thiên môn phái tới thám tử, không nhưng để cho bọn họ tại đồng trong thành tùy ý điều tra tin tức. Đối với bắt hợp thiên môn thám tử, điểm này tiêu trần cũng không lo lắng, dù sao lấy hiện tình huống hôm nay, bất luận là kiếm môn hay là hợp thiên môn, đều đã không có năng lực lại phái ra số lớn thám tử rồi, tối đa cũng chính là phái ra nhóm nhỏ thám tử tới dò xét một chút tin tức mà thôi, vì lẽ đó, điểm này tiêu trần cũng không lo lắng thứ yếu chính là một ngày ba báo, mỗi ngày muốn hồi báo ba lần đồng thành cùng với Dương Trần đồng tỉnh, nhưng Tiêu Trần có thể tùy thời nắm giữ Dương Trần hành tung cùng với đồng thành tình huống. Điểm này Tiêu Trần cho ra yêu cầu rất đơn giản, đó chính là không cần không nở truyền âm phù, nên dùng liền muốn dùng, mặc dù truyền âm phù giá cả không rẻ, nhưng là thời kỳ không bình thường tự nhiên là không thể lại có cái gì không bỏ được. Liên tiếp bàn giao rất nhiều tàn hình cần thiết phải chú ý sự tình, mà đối với Tiêu Trần phân phó, Tàng hình cũng là từng cái lao ghi tạc trong lòng. Ngay sau đó, Tiêu Trần chính là mệnh tàn hình xuống chuẩn bị, mà lại chuyện này tốt nhất người biết càng ít càng tốt, thậm chí liền đồng trong thành võ giả cũng phải để bọn hắn tưởng rằng chính mình vẫn như cũ lưu lại đồng trong thành. Quyết định ngày mai đêm khuya xuất phát, cho tàn hình thời gian một ngày chuẩn bị, thời gian thật là rất khẩn cấp, mà đây còn là bởi vì đồng thành bên này cần muốn an bài sự tình không ít, bằng không mà nói, Tiêu Trần đoán chừng hôm nay liền muốn động thân, đem đồng thành sự tình toàn quyền giao cho tàn hình đi xử lý, Tiêu Trần thì là lợi dụng truyền âm phù cho quân vô nhai truyền tin nói cho mình chuẩn bị đi tới hợp thiên phủ nội địa, tập kích bất ngờ kế hoạch. Chính diện chiến trường tiêu trần là hoàn toàn giao cho quân vô nhai đi xử lý, rất nhanh, nhận được tiêu trần truyền tin quân vô nhai cũng đã tới hội âm. Đối với tiêu trần kế hoạch, quân vô nhai cũng không có phản đối, chẳng qua là căn dặn tiêu trần phải cẩn thận nhất hệ, chú ý an toàn của mình, suy cho cùng tiêu trần nếu như xảy ra chuyện gì, vậy đối với kiếm môn trên dưới đã kích thế nhưng là không gì sánh được to lớn, đến nỗi chính diện chiến trường, quân vô nhai cũng nói cho tiêu trần, không cần có bất kỳ lo lắng nào, đào minh công không phá được chính diện chiến trường sự tình chỉ có quân vô nhai tọa trấn song phương bây giờ người này cũng không thể làm gì được người kia còn chân chính có thể cải biến chiến cuộc theo tiêu trần chính mình lần này tiểu quy mô kỳ tập một khi thành công coi như không thể làm tức đánh bại hợp thiên môn nhưng chắc chắn đầy đủ hợp thiên môn uống một bầu rồi tiếp xuống thời gian một ngày tiêu trần một bên làm chuẩn bị một bên chờ đợi tàn hình bên kia kết quả một mực chờ đến lúc chạng vạn tối tàng hình mới tìm được tiêu trần cũng cáo tri hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa hơn nữa lúc này không có nói cho những người khác Vẽn vẹn cũng chỉ có lưu thủ đồng thành hai tên kiếm môn cường giả biết được. Đối với tàng hình năng lực làm việc, tiêu trần tự nhiên là yên tâm, vì lẽ đó cũng không hỏi nhiều, nghe tàng hình hồi báo sau đó, tiêu trần chính là gật đầu nói, ân, như thế cái kia liền chuẩn bị một chút, vào đêm liền xuất phát. Hôm nay liền chuẩn bị hành động, suy cho cùng chuyện như vậy tự nhiên là càng mở càng tốt, không thể cho dương trần quá nhiều thời gian, mà lại, tiêu trần tại đồng thành bày ra chướng nhãn pháp, kỳ thực cũng không tính là gì quá mức thủ đoạn cao minh, trong thời gian ngắn tạm được, một khi thời gian dài, Dương Trần nhất định sẽ phát hiện manh mối. Đến lúc đó, còn muốn che giấu Dương Trần, vậy coi như không phải là một chuyện dễ dàng, vì lẽ đó, Tiêu Trần nhất định phải thừa dịp Dương Trần còn chưa phản ứng kịp trước đó, hoàn thành một lần này tập kích bất ngờ. Lần này xâm nhập hợp thiên môn phủ đệ, Tiêu Trần ngoại trừ mang theo tàng hình bên ngoài, còn có ba tên kiếm môn kiếm thủ, cùng với hơn 10 tên trưởng lão. Nhân số không nhiều, tổng cộng cũng sẽ không đến 20 người, nhưng mà mỗi người thực lực đều không yếu, kém cỏi nhất cũng đều là tại ngộ cảnh tu vi nhân số ít, nhưng toàn bộ đều là kiếm môn cường giả, đã như thế, mục tiêu không lớn, giống như tốc độ cũng có thể tăng cao không ít, đây chính là tiêu trần hiện nay cần có nhất. Đến nỗi nói lẻn vào hợp thiên phủ sau đó, tiêu trần cũng không lo lắng, bởi vì bây giờ hợp thiên môn cường giả, toàn bộ đều tại chính diện chiến trường phía trên, phía sau phương có thể nói là hết sức trống rỗng, lấy tiêu trần bọn hắn lực lượng, đã đầy đủ hoàn thành một lần này kỳ tập. Không bao lâu, đám người liền toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, mà tại trong sân, tiêu trần cũng là đối với chúng người nhỏ giọng dặn dò, lần này chúng ta mục đích đúng là phải nhanh lại không có thể gây nên bất kỳ nhìn chăm chú vì lẽ đó dọc theo con đường này tất cả mọi người phải khiêm tốn hành động nghe tiêu trần lời này đám người cùng nhau gật đầu đáp ứng sau đó một đoàn người chính là mượn bóng đêm yểm trợ thần không biết quỷ không hay rời đi đồng thành lượn quanh một vòng tiêu trần từ một hướng khác đi vào vạn binh phủ làm như vậy cũng là vì không cho dương trần phái ra thám tử phát giác được ẩn tàng trong lòng là mấu chốt nhất ít nhất tại đến hợp thiên phủ trước đó là như thế thành công đi vào vạn binh phủ bên trong, chính như tiêu trần nghĩ đồng dạng, bởi vì thiên sách phủ cùng thiên âm lầu kịch chiến, lúc này vạn binh phủ cũng đích xác là có thể nói là trống rỗng đến cực điểm, rất thoải mái, tiêu trần chính là dẫn người đi vào vạn binh phủ, sau đó thẳng đến hợp thiên phủ phương hướng mà đi. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2193 Mục tiêu linh mạch bình nguyên Nguồn Mê truyện audio.com lẻn vào vạn binh phủ hành động hết sức thuận lợi, dọc theo đường đi, tiêu trần một đoàn người cơ hồ không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm, chính là cực kỳ thuận lợi đi vào vạn binh phủ cảnh nội, đây coi như là một cái không sai bắt đầu. Lẻn vào vạn binh phủ hành động hết sức thuận lợi, dọc theo đường đi, tiêu trần một đoàn người cơ hồ không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm, chính là cực kỳ thuận lợi đi vào vạn binh phủ cảnh nội, đây coi như là một cái không sai bắt đầu. Đương nhiên, sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm liền lẻn vào vạn binh phủ cảnh nội, trên đường không có gặp đến bất kỳ thiên âm lầu võ giả, cũng là bởi vì thế cục hôm nay quan hệ thiên âm lầu lúc này đem tất cả lực chú ý đều đặt ở cùng thiên sách phủ chiến đấu phía trên, phía sau tự nhiên là phòng bị trống rỗng, mà lại thiên âm lầu vô cùng rõ ràng, lúc này đang cùng hợp thiên môn giao chiến kiếm môn, căn bản cũng không có dư thừa tinh lực lại đối bọn hắn thiên âm lầu làm cái gì, đã như thế, tự nhiên là buông lỏng đối với kiếm môn phòng ngự, đem nguyên bản dùng để phòng bị kiếm môn cường giả, toàn bộ đều đi tiền tuyến, như thế cũng mới cho tiêu trần bọn hắn cơ hội này chỉ bất quá lẻn vào vạn binh phủ vẹn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi, tiếp xuống bởi vì cần tranh tai mắt của người, vì lẽ đó tiêu trần một đoàn người nhất định là không có biện pháp mượn dùng truyền tống trận trực tiếp đến hợp thiên phủ cảnh nội, bởi vì cứ như vậy, nhất định sẽ bị thiên âm lầu người cho phát giác được. Vì lẽ đó, tiêu trần một đoàn người chỉ có thể thông qua hai chân của mình, chạy tới hợp thiên phủ, đã như thế, về thời gian tự nhiên là chậm trễ không ít, nhưng mà cái này cũng không có biện pháp, mà lại, vì dành thời gian. Dọc theo con đường này tiêu trần cơ hồ không có để dành bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, trừ phi là tại linh lực tiêu hao quá lớn tình huống dưới, mọi người mới sẽ dừng lại, phục dụng đang dược, làm sơ nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi tránh đi vạn binh phủ bên trong tất cả đại thành trì, tiêu trần một đoàn người thẳng hướng về hợp thiên phủ phương hướng đánh tới, mà cùng lúc đó, đang đuổi đường trên đường, tiêu trần cũng là tại không ngừng suy tư một lần này tập kích bất ngờ hành động, nhìn nhìn kế hoạch của mình có phải hay không còn có cái gì thiếu sót cần bù đắp. Tập kích bất ngờ mục tiêu tiêu trần cũng sớm đã nghĩ kỹ, chính là hợp thiên phủ cảnh nội linh mạch bình nguyên cái này linh mạch bình nguyên tương tự với kiếm phủ đồng thành chính là hợp thiên phủ bên trong hơn phân nửa linh mạch nơi tụ tập cũng là hợp thiên môn trọng yếu nguồn kinh tế có thể nói hợp thiên môn hơn phân nửa linh thạch đều là hướng về phía linh mạch bình nguyên sản xuất một khi phá hủy linh mạch bình nguyên cũng chẳng khác nào chặt đứt hợp thiên môn mạch máu kinh tế đã như thế ở trong cuộc chiến kế tiếp hợp thiên môn tuyệt đối sẽ dần dần ở thế yếu có thế không nên cảm thấy hai đại tông môn giao chiến chỉ là một chút linh mạch cũng đủ để tả hữu thế cục phải biết đây tuyệt đối không phải là nói ngoa đầu tiên hai thế lực lớn ở giữa chiến tranh nhất là giống kiếm môn cùng hợp thiên môn như vậy thế lực to lớn tại thế lực chênh lệch không bao nhiêu tình huống dưới muốn một trận chiến phân thắng thua cơ hội là không thể nào mà tại không có biện pháp một trận chiến liền quyết định thắng bại tình huống dưới song phương rất có thể liền sẽ chuyển thành tiêu hao chiến liền như là hiện tình huống hôm nay đồng dạng mà tiêu hao chiến tiêu hao chính là cái gì không ngoài chính là song phương võ giả còn có riêng phần mình tài lực thôi võ giả rất dễ lý giải người nào chết trận võ giả nhiều cái kia đến đằng sau tự nhiên cũng chính là người nào ăn thiệt thòi đến nỗi nói tài lực nha đó chính là đan dược các loại khôi phục thương thế các loại linh thảo các những thứ này mà những vật này nói trắng ra là cũng là muốn dùng linh thạch đi mua vì lẽ đó một khi đã không còn linh thạch chẳng khác nào đã không còn chữa thương sử dụng đan dược mà tại không có đan dược tình huống thử nghĩ một cái sẽ phát sinh cái gì ví dụ đơn giản nhất đồng dạng hai người đồng dạng thương thế có chữa thương đang dược người rất có thể có thể sống sót mà không có chữa thương đang dược người sau cùng không thể nghi ngờ là vừa chết đã như thế tại chiến đấu kịch liệt kiếm môn bên này nắm giữ chữa thương đang dược người bị thương có thể rất nhanh khỏi hẳn mà hợp thiên môn một phương không có chữa thương đang dược thụ thương nghiêm trọng người chỉ có thể chờ chết cứ kéo dài tình huống như thế có thể tưởng tượng được kết quả cuối cùng là cái gì mà dù không được coi như hợp thiên môn võ giả không chết nhưng mà hiện nay song phương chiến đấu tần suất càng ngày càng cao có đôi khi thương thế còn chưa khỏi hẳn nhất định phải đưa vào trận chiến đấu tiếp theo bên trong tiêu hao như thế đi lên mấy lần, đang dược số lượng chênh lệch mang đến tai hại sẽ bị vô cùng kéo dài. Cho nên nói, hai thế lực lớn khai chiến, không giống với hai tên võ giả giao chiến, ngoại trừ ngành thực lực bên ngoài, còn có mềm mại thực lực đỏ sức, đây cũng chính là tại sao, Dương Trần sẽ đem tập kích bất ngờ địa điểm tuyển định tại Đồng Thành, rõ ràng hắn vô cùng rõ ràng Đồng Thành đối với kiếm môn trọng yếu, một khi phá hủy Đồng Thành chung quanh mỏ linh thạch, vậy đối với kiếm môn tuyệt đối là một hồi sự đã kích mang tính chất hủy diệt. Dương Trần rất rõ ràng mỏ linh thạch đối với một cái thế lực lớn trọng yếu, Tiêu Trần cũng tương tự biết, vì lẽ đó, Tiêu Trần không có trực tiếp đi tiến công hợp thiên môn, mà là đem mục tiêu tuyển ổn định ở linh mạch bình nguyên. Đối với Tiêu Trần cái lựa chọn này, Tàng Hình ngược lại là hết sức đồng ý, hắn thấy, công kích linh mạch bình nguyên cũng so với trực tiếp công kích hợp thiên môn muốn tới có lợi rất nhiều. Một bên đi đường, vừa suy nghĩ công kích linh mạch bình nguyên đủ loại chi tiết, để cầu làm đến không có sơ hở nào cũng liền tại tiêu trần một đoàn người thần không biết quỷ không hay hướng về hợp thiên phủ cảnh nội bôn tập đi thời điểm thân ở vũ thành dương trần lúc này cũng là tỉ mỉ nhìn chăm chú lên đồng thành hết thảy giống như tiêu trần nghĩ đồng dạng cho tới bây giờ dương trần đều vẫn cho là tiêu trần còn thân ở đồng trong thành hơn nữa dương trần sở dĩ đến bây giờ còn không có rút đi cũng là bởi vì không cam tâm còn muốn lần thứ hai tiến công đồng thành chỉ bớt quá do dự lần trước cùng tiêu trần kịch chiến dương trần rất rõ ràng chỉ cần đồng thành có tiêu trần tọa trấn, chính mình liền rất khó thành công, nhiều nhất kết quả cũng là cùng lần trước đồng dạng, hắn cùng tiêu trần tới một cái nửa lưỡng bại câu thương. Một bên là không chăm tâm, một bên lại cầm tiêu trần không có biện pháp, vì lẽ đó dương trần mới có thể một mực lưu lại vũ thành bên trong, vì chính là chờ đợi thời cơ. Trong hoa viên, dương trần mặc lộ trầm tư ngồi ở trong lương đình, thương thế trên người hắn cũng cơ hồ khỏi rồi, mặc dù khỏi hẳn tốc độ không sánh được tiêu trần nhưng cũng không có tướng kém bao nhiêu, bởi vậy cũng có thể thấy được, Dương Trần nhục thân kỳ thực cũng rất cường hãn một mực đang suy nghĩ cái gì có phải hay không tiếp tục đối với đồng thành phát động thế công, bất quá trái lo phải nghĩ, Dương Trần đều cảm thấy lúc này lại đối với đồng thành phát động lần công kích thứ hai, đã là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Bởi vì theo thứ thất bại lần trước, xuất kỳ bất ý hiệu quả đã triệt để đã không còn, mà lại, nhiều ngày như vậy đi qua, Tiêu Trần vẫn như cũ lưu lại đồng thành, rõ ràng cũng có ý tại phòng bị chính mình, đoán được chính mình khả năng lần thứ hai công kích đồng thành tất nhiên tiêu trần đã có phòng bị lấy dương trần tính cách hiển nhiên là sẽ lại không phí sức không có kết quả tốt đi tiến công đồng thành trước không nói có thể thành công hay không coi như thành công trả ra đại giới đoán chừng cũng rất lớn mà lại có tiêu trần tại dương trần cũng không cho là mình có thể thành công vừa suy nghĩ lấy kế hoạch tiếp theo dương trần trong lòng âm thầm nghĩ tới chẳng lẽ thật muốn tốt tiêu trần ở chính diện một quyết thắng thua chính mình cũng trở về chính diện chiến trường cưỡng ép nhường tiêu trần tới đánh nhau chính diện thế nhưng là coi như như thế, Dương Trần chính mình cũng không có chút nào chiến thắng nắm chắc. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2194 Tiến vào hợp thiên phủ Nguồn Mê truyện audio.com từ lúc mới bắt đầu muốn thông qua tập kích bất ngờ đồng thành tới cải biến chiến cuộc, sau cùng bị tiêu trần cho thành công hóa giải, dương trần lúc này cũng có chút vô tòng hạ thủ. Từ lúc mới bắt đầu muốn thông qua tập kích bất ngờ đồng thành tới cải biến chiến cuộc, sau cùng bị tiêu trần cho thành công hóa giải, dương trần lúc này cũng có chút vô tòng hạ thủ. Chính diện quyết chiến, thắng bại khó mà nói, dương trần cũng không có niềm tin tuyệt đối, mà lại, đào mình chính mình cũng đã nói, lâu đối chiến, hắn không phải là đối thủ của quân vô nhai. Tâm tình có chút lo lắng, cùng lúc đó, Dương Trần cũng là liếc mắt nhìn một bên tên này hợp thiên môn trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng hỏi, Đồng Thành tình huống thế nào? Nếu để cho Dương Trần tự mình tới lựa chọn, hắn chắc chắn càng muốn thông qua Đồng Thành tới mở ra đột phá khẩu. Mặc dù Dương Trần chính mình cũng biết, lúc này Tiêu Trần nhất định là sẽ không rời đi Đồng Thành, nhưng mà một phương diện khác, Dương Trần lại cỡ nào hy vọng Tiêu Trần có thể rời đi Đồng Thành, để cho mình có cơ hội để lợi dụng được a. À? Dù cho trong lòng đã đoán được đáp án, thế nhưng là Dương Trần vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định vấn đạo, mà đối mặt hắn hỏi thăm tên này hợp thiên môn trưởng lão cũng là đúng sự thật trả lời không có cái gì khác thường tiêu trần hẳn là còn ở đồng thành bên trong trước khi rời đi tiêu trần làm chuẩn bị hiển nhiên là làm ra ảnh hưởng lúc này đồng thành cũng không có chút nào khác thường vì lẽ đó tên này hợp thiên môn trưởng lão cũng là phỏng đoán tiêu trần hẳn là còn lưu lại đồng thành bên trong đây cũng không trách người trưởng lão này dù sao cũng là người nào đều sẽ không nghĩ tới tại dạng này một thời cơ tiêu trần thế mà lại gan to như vậy rời đi đồng thành, đừng nói là người trưởng lão này rồi, liền dương trần đều căn bản không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Ngẫm lại xem, biết rõ có địch nhân ở một bên nhìn chầm chầm, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ cố ý ném tảng mở dày đến địch nhân bên miệng. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, tiêu trần chính là lợi dụng dương trần như vậy trong lòng, tới một cái phản kỳ đạo hành chi, nhưng dương thành căn bản là đoán không được, lúc này tiêu trần, kỳ thực cũng sớm đã rời đi đồng thành đang hướng về hợp thiên phủ cảnh nội chạy tới, hoàn toàn không có dừng nghĩ tới chỗ này, vì lẽ đó, nghe người trưởng lão này trả lời, Dương Trần cũng chỉ có thể là thất lạc lắc đầu nói, thế cục hay là phát triển thành ta không muốn thấy nhất một màn. Dương Trần không hy vọng nhất chính là cùng kiếm môn đánh đánh lâu dài, nhưng mà hết lần này tới lần khác tình huống hôm nay quả thật đã là phát triển thành như vậy, để cho Dương Trần căn bản liền không có biện pháp nào. Chỉ bất quá, Dương Trần rõ ràng rõ ràng còn không biết, như vậy đánh lâu dài đoán chừng đều tiếp tục không được quá lâu, một khi Dương Trần chưa kịp phản ứng, nhưng tiêu trần dẫn người thành công kỳ tập linh mạch bình nguyên như vậy kết quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đến lúc đó dương trần đối mặt cục diện đoán chừng muốn sau bây giờ còn muốn bị động cùng bất đắc dĩ muốn lần thứ hai tiến công đồng thành nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại dương trần hay là lựa chọn tạm thời án binh bất động chỉ là để phân phó tên này hợp thiên môn trưởng lão đến tỉ mỉ nhìn chăm chú đồng thành nhất cử nhất động tạm thời không có có biện pháp gì hay, Dương Trần cũng chỉ có thể lựa chọn nhìn chầm chầm đồng thành, nhìn một chút sau cùng có thể hay không có cơ hội gì đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, mà nghe Dương Trần lời này, người trưởng lão này cũng là cung kính gật đầu đáp ứng. Dương Trần bên này vẫn như cũ đem lực chú ý toàn bộ đặt ở đồng thành phía trên, không phát hiện chút nào đến có cái gì khác thường. Cũng liền tại Dương Trần sai người tỉ mỉ nhìn chăm chú đồng thành biến hóa thời điểm, bên kia Tiêu Trần đang chạy về hợp thiên phủ trên đường. Trong nháy mắt chính là ba ngày trôi qua, trong ba ngày qua, tiêu trần một đoàn người chỉ nghỉ ngơi một lần còn lại thời điểm cơ hồ đều là đang đuổi đường hơn nữa còn là toàn bộ đi đường toàn lực đi đường đối với tự thân linh lực tiêu hao hiển nhiên là to lớn bất quá không có biện pháp tiêu trần nhất định phải tranh thủ thời gian vì lẽ đó căn bản không có thời gian có thể lãng phí mà chính là tại tiêu trần một đoàn người không muốn mạng đưa dưới đường nguyên bản yêu cầu nửa tháng lộ trình vẹn vẹn ba ngày tiêu trần bọn người chính là thành công đi vào hợp thiên phủ cảnh nội thành công đi vào hợp thiên phủ tiếp xuống chỉ cần không đến thời gian một ngày liền có thể đến linh mạch bình nguyên bất quá trước đó tiêu trận còn cần hiểu một chút linh mạch bình nguyên tình huống bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng đến nỗi giải thích như thế nào kỳ thực cũng rất đơn giản bắt một cái hợp thiên môn người tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết vừa hướng lấy linh mạch bình nguyên phương hướng chạy tới một bên tìm kiếm lấy hợp thiên môn cường giả thân ảnh cùng tiêu trần nghĩ tới đồng dạng hợp thiên môn đối với hậu phương phòng bị cũng đích xác là thư giãn không ít đương nhiên điều này cũng không có thể trách ai suy cho cùng phía trước chiến sự căng thẳng càng nhiều cường giả đều bị điều hướng chính diện chiến trường đã như thế phía sau tự nhiên là nhân thủ khan hiếm rồi một ngày sau đó tiêu trần một chuyến người đi tới linh mạch bên ngoài bình nguyên một cái thành nhỏ tòa thành nhỏ này liền liên tiếp linh mạch bình nguyên lặng yên không tiếng động lẻn vào bên trong tòa thành nhỏ này chuyện như vậy đối với tiêu trần một đoàn người tới nói cũng không khó khăn bởi vì giống kích thước như vậy một tòa thành trì căn bản cũng không khả năng có tu vi gì quá cao cường giả đã như thế tự nhiên là không thể nào phát hiện tiêu trần một đoàn người thẳng đến phủ thành chủ cuối cùng không tốn sức chút nào tàn hình chính là xuất thủ bắt giữ tòa thành nhỏ này phủ thành chủ người này cũng là hợp thiên môn người bất quá lại chỉ cúp mấy một cái chấp sự tên tuổi không có cái gì địa vị tu vi cũng chỉ vẻn vẹn có tiên đế cảnh nhưng mà bởi vì vì người này thân là nơi đây thành chủ khoảng cách linh mạch bình nguyên rất gần vì lẽ đó tiêu trần từ trong miệng hắn hay là hỏi ra rất nhiều mình muốn biết đáp án tiên đế cảnh tu vi tại tàn hình trên tay tự nhiên là không hề có lực hoàng thủ mà nhìn thấy tiêu trần sau đó tên này thành chủ trực tiếp là bị sợ choáng váng trước hắn nhìn qua tiêu trần bức họa vì lẽ đó một cái chính là nhận ra lúc này đứng ở trước mặt mình thanh niên bất ngờ chính là kiếm môn tông chủ tiêu trần thế nhưng là tiêu trần tại sao lại xuất hiện ở đây đâu hắn không phải là hẳn là trên chiến trường nha vì cái gì thần không biết quỷ không hay đi tới hợp thiên phủ cảnh nội mà lại lại còn xâm nhập đến linh mạch bình nguyên hoàn toàn không nghĩ ra tiêu trần tại sao lại xuất hiện ở đây trong lòng sợ hãi đồng thời lại tràn đầy nghi hoặc bất quá rõ ràng hắn những nghi vấn này là không có biện pháp lấy được đáp án đang hỏi thăm hắn một chuỗi vấn đề sau đó tiêu trần lấy được mình muốn đáp án sau đó đối với một bên một cái kiếm môn cường giả liếc mắt ra hiệu lúc này tên này kiếm môn cường giả chính là trực tiếp một kiếm chém giết tên này thành chủ từ nơi này danh thành chủ trong miệng tiêu trần biết được bởi vì tiền tuyến chiến sự căng thẳng, bây giờ toàn bộ hợp thiên phủ bên trong cường giả cơ hồ đều chạy tới tiền tuyến, mà linh mạch Bình Nguyên mặc dù trọng yếu, nhưng bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ chưa một cái đạo cảnh đại viên mãn cường giả phụ trách trấn thủ. Một cái đạo cảnh đại viên mãn cường giả liền phụ trách trấn thủ toàn bộ linh mạch Bình Nguyên, cái này đích xác là quá mức thư giãn, nhưng mà không có biện pháp, mà lại có thể gạt ra một cái đạo cảnh đại viên mãn cường giả tới trấn thủ linh mạch Bình Nguyên, đây đã là rất không dễ dàng rồi. Không thấy bây giờ đồng thành, đơn giản có thể là chính là không phòng bị chút nào cũng là bởi vì tiêu trần tạm thời mê hoặc dương trần nhưng dương trần không dám tùy tiện đồng thủ bằng không mà nói đồng thành phòng bị đoán chừng còn không bằng linh mạch bình nguyên đây càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử không thích hợp chương 2195 chia ra hai đường nguồn mê truyện audio com linh mạch bình nguyên phòng bị lúc này có thể nói 10 điểm bạc nhược chỉ vẹn vẹn có một cái đạo cảnh đại viên mãn tu vi cường giả tọa trấn đến nỗi những người khác tu vi tiêu trần căn bản cũng không nhìn ở trong mắt. Linh mạch bình nguyên phòng bị lúc này có thể nói 10 điểm bạc nhược, chỉ vẹn vẹn có một cái đạo cảnh đại viên mãn tu vi cường giả tọa trấn, đến nỗi những người khác tu vi, tiêu trần căn bản cũng không nhìn ở trong mắt. Cùng tiêu trần dự đoán đồng dạng, bởi vì phía trước chiến sự căng thẳng, vì lẽ đó hợp thiên môn hậu phương lực lượng phòng ngự căn này đã đến giật gấu vá vai tình cảnh. Từ nơi này danh thành chủ trong miệng đạt được mình muốn đáp án, lúc này, tiêu trần chính là cùng tàn hình thương nghị lên tiếng công linh mạch bình nguyên sự tình. Dựa theo tiêu trần suy nghĩ, một lần này đi qua nhất định phải nhanh, muốn tại hợp thiên môn còn không kịp phản ứng trước đó liền hoàn thành tiến công, từ đó trực tiếp rút lui. Vì lẽ đó, vì có thể đạt đến yêu cầu này, tiêu trần dự định chi binh hai đường, từ chính mình cùng tàn hình riêng phận mình dẫn dắt một đội nhân mã, tiến vào linh mạch bình nguyên, đồng thời phát động tiến công. Toàn bộ linh mạch bình nguyên linh thức khoáng mạch tổng cộng có 18 tòa, chi binh hai đường, hai người chúng ta riêng phận mình phá hoại chín tòa, sau khi thành công không cần lưu lại trực tiếp đi tới chính diện chiến trường tụ tập, đến lúc đó tới một cái tiền hậu giáp kích, tốt nhất là có thể nhất cử trọng thương hợp thiên môn, đến lúc đó sư tôn tự nhiên cũng sẽ phối hợp chúng ta. Đem kế hoạch của mình đúng sự thật nói với tàng hình qua một lần, mà đối với linh mạch phía trên vùng bình nguyên tên kia đạo cảnh đại viên mãn cường giả, tiêu trần dự định tự mình xuất thủ giải quyết người này. Lấy tiêu trần thực lực trước mắt, muốn muốn chém giết một cái đạo cảnh đại viên mãn tu vi cường giả, cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn. Nghe tiêu trần kế hoạch, tàng hình cũng là không có điều gì dị nghị, lúc này liền là gật đầu đáp ứng, sau đó, màn đêm buông xuống, thừa dịp bóng đêm, tiêu trần một đoàn người chính là chia binh hai đường, trực tiếp đi vào linh mạch bình nguyên bên trong. Tiến vào linh mạch bình nguyên, tiêu trần yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là phải nhanh, vì lẽ đó, một đường đi qua, chỉ cần là gặp gỡ hợp thiên môn người, hết thảy đều là trực tiếp chém giết. Mà bây giờ bởi vì linh mạch bên trong vùng bình nguyên căn bản cũng không có cái gì đem ra được cường giả, vì lẽ đó, tiêu trần đoàn người tiến triển có thể nói là 10 điểm thuận lợi. Đã cùng tàn hình tách ra, tự mình mang theo bảy tên kiếm môn cường giả, tiêu trần rất nhanh liền đi sâu vào linh mạch bình nguyên nội địa, đến lúc sáng sớm thời điểm, tiêu trần đã dẫn người đi tới linh mạch bình nguyên lớn nhất một tòa mỏ linh thạch. Tòa này mỏ linh thạch sản lượng là linh mạch bên trong vùng bình nguyên 18 tòa mỏ linh thạch bên trong to lớn nhất, đồng thời, cũng là tên kia đạo cảnh đại viên mãn cường giả vị trí. Mục tiêu thứ nhất liền thả ở nơi này. Tiêu Trần tự nhiên là dự định nhất cử chém giết người này, suy cho cùng bây giờ toàn bộ linh mạch bình nguyên, cũng chỉ có một mình hắn, có thể sẽ đối với kiếm môn cường giả có một chút như vậy uy hiếp, cái gì cũng không cần phải để ý đến, vọt vào phá hủy tòa này mỏ linh thạch, không cần cảm thấy đáng tiếc, càng không cần thủ hạ lưu tình. Quay về bên cạnh bảy tên kiếm môn cường giả nói, nghe vậy, bảy người đều là gật đầu đáp. Phân phó bảy người không cần chút nào không nở, mỏ linh thạch vật này, các đánh bại hợp thiên môn sau đó, tự nhiên còn sẽ có. Thoại âm rơi xuống, tiêu trần cũng là không giấu giếm nửa thân hình, lúc này phóng lên trời, một thân khí tức cũng là vào lúc này triển lộ không bỏ sót, đồng thời, trong miệng càng là lạnh giọng quát lên, giết kèm theo tiêu trần tiến quát bảy tên kiếm môn cường giả còn hổ gặp bầy dê lúc này liền là hướng về tòa này mỏ linh thạch đánh tới mà lúc này phụ trách trấn thủ tòa này mỏ linh thạch hợp thiên môn võ giả căn bản là ngăn không được bảy người hàng đêm tiếng trung bất quá cũng vẻn vẹn chẳng qua là sau một lúc lâu từ nơi này tòa mỏ linh thạch chỗ sâu liền là có một cổ khí tức kinh khủng truyền đến cùng lúc đó cũng là có một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên người xấu phương nào dám ở này làm càng nghe đạo này tiếng nói tiêu trần khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh rất rõ ràng cùng thanh âm chủ nhân, thực sự là trấn thủ nơi này tên kia đạo cảnh đại viên mãn cường giả. Mục tiêu xuất hiện, tiêu trần cũng là không lùi mà tiến tới, hai người rất nhanh liền tại mỏ linh thạch bầu trời gặp nhau. Một người đàn ông tuổi trung niên, đích thật là có đạo cảnh đại viên mãn tu vi, bất quá lúc này, khi thấy tiêu trần xuất hiện một khắc này, cái này người đàn ông tuổi trung niên cũng là sắc mặt đột nhiên đại biến. Đã có thể được xem là hợp thiên môn nhân vật trọng yếu rồi, vì lẽ đó cái này người đàn ông tuổi trung niên tự nhiên là nhận biết tiêu trần, đã từng thấy qua tiêu trần bức họa, vì lẽ đó khi nhìn đến tiêu trần mới nhìn thời điểm cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là nhận ra thân phận của tiêu trần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc cái này người đàn ông tuổi trung niên rõ ràng cũng không nghĩ tới tiêu trần thế mà lại xuất hiện ở đây phải biết nơi này chính là linh mạch bình nguyên a là hợp thiên phủ khu vực trung tâm mà tiêu trần như thế nào khả năng xuất hiện ở đây đâu trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc chỉ bất quá tiêu trần hiển nhiên là không có cho hắn dư thừa tự hỏi thời gian một câu nói không nói tiêu trần trực tiếp lựa chọn đồng thủ mà lại vừa ra tay chính là thi triển toàn lực lấy thân hóa kiếm trong miệng khẽ quát một tiếng tiêu trần trực tiếp thi triển lấy thân hóa kiếm ngay lập tức quanh thân cái kia kinh khủng kiếm khí chính là tăng lên điên cuồng không gian cũng là trực tiếp bị những cái này sắc bén kiếm khí cho cắt vì trong thời gian ngắn nhất chém giết người này tiêu trần có thể nói là không có có nương tay chút nào mà cảm thấy tiêu trần cái kia kinh khủng kiếm ý cái này người đàn ông tuổi trung niên cũng là giật mình trong lòng thầm mắng một tiếng đáng chết hắn hoàn toàn không nghĩ tới tiêu trần là thế nào xuất hiện tại linh mạch bình nguyên không phải nói tiêu trần lúc này người tại đồng thành sao tại sao lại xuất hiện tại ngoài vạn dặm linh mạch bình nguyên đâu còn nữa tiêu trần lại là như thế nào lướt qua kiếm phủ cùng hợp thiên phủ khu vực biên giới phải biết nơi nào bây giờ thế nhưng là có đông đảo hợp thiên môn cường giả căn bản cũng không khả năng trải qua tới a à? cái này người đàn ông tuổi trung niên trong lòng tràn đầy nghi hoặc chỉ tiếc hắn nghi hoặc hiển nhiên là không ai có thể trả lời hắn rồi bởi vì lúc này tiêu trần đã là từng bước đi ra đồng thời trong tay vô trần kiếm cũng là vô tình một kiếm chém xuống. Tại thi triển lấy thân hóa kiếm trạng thái, tiêu trần mỗi một kiếm cái kia uy lực đều là không thể khinh thường, coi như trung niên nam tử này có đạo cảnh đại viên mãn tu vi, tại đối mặt tiêu trần một kiếm này thời điểm, cũng là không khỏi lông mày nhảy một cái. Muốn tránh né, thế nhưng là tiêu trần nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này, chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy tiêu trần một kiếm này, chỉ tiếc, vẹn vẹn chẳng qua là một cái tiếp xúc, cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là trực tiếp bị một kiếm chấn bay ra ngoài, đồng thời trong miệng cũng là đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Một kiếm chính là bị tiêu trần làm trọng thương, thực lực như vậy chênh lệch, nhưng nam tử trung niên kinh hải không thôi, lấy tu vi của mình, thậm chí ngay cả tiêu trần một kiếm đều ngăn cản không nổi. Trong lòng hoảng sợ, bất quá tiêu trần nhưng không có cho cái này người đàn ông tuổi trung niên thời gian phản ứng, ngay sau đó liền là liên tục chém ra hai kiếm, sau đó tại đây người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt hoảng sợ phía dưới, tiêu trần vẹn vẹn chỉ dùng ba kiếm chính là trực tiếp chém giết tên này nắm giữ đạo cảnh đại viên mãn tu vi hợp thiên môn cường giả chém giết người này cùng lúc đó còn lại bảy tên kiếm môn cường giả cũng là thành công hủy diệt tòa này mỏ linh thạch hết thảy phát sinh đều quá mức cấp tốc trước sau sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ thời gian càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử không thích hợp chương 2196 dương trần giận dữ nguồn mê truyện audio com trước sau không có vượt qua một khắc đồng hồ thời gian, tiêu trần một đoàn người chính là phá hủy cái này một tòa linh mạch bình nguyên bên trong, lớn nhất mỏ linh thạch, đồng thời, tiêu trần còn trực tiếp chém giết phụ trách trấn thủ linh mạch bình nguyên tên này hợp thiên môn cường giả. Trước sau không có vượt qua một khắc đồng hồ thời gian, tiêu trần một đoàn người chính là phá hủy cái này một tòa linh mạch bình nguyên bên trong, lớn nhất mỏ linh thạch, đồng thời, tiêu trần còn trực tiếp chém giết phụ trách trấn thủ linh mạch bình nguyên tên này hợp thiên môn cường giả. Hết thảy đều tiến hành thạch phong thuận lợi, đương nhiên, ở trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân còn là bởi vì hợp thiên môn đối với cái này hoàn toàn không có một chút phòng bị căn bản cũng không có nghĩ đến tiêu trần thế mà lại xuất hiện tại hợp thiên phủ nội địa chính là bởi vì không có dự liệu được vì lẽ đó hợp thiên môn tự nhiên là bị đánh một cái trở tay không kịp phá hủy cái này một tòa mỏ linh thạch tiêu trần không có dừng lại dẫn dắt đám người tiếp tục hướng về một tòa khác mỏ linh thạch chạy tới tiêu trần theo đuổi chính là tốc độ muốn trong thời gian ngắn nhất triệt để hủy đi linh mạch bình nguyên trên đời tất cả mỏ linh thạch, muốn tại hợp thiên môn trước khi phản ứng lại, đạt tới mục đích của mình. Tiêu Trần bên này tiến triển thuận lợi, mà một bên khác tàng hình cũng đồng dạng là như thế, căn bản cũng không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, tàng hình cũng là rất nhanh liền thành công phá hủy một tòa mỏ linh thạch. Linh mạch bình nguyên gặp phải công kích, cái này tự nhiên là ngay lập tức liền đưa tới chung quanh hợp thiên môn võ giả chú ý, chỉ bất quá, bọn hắn lúc này lại căn bản bất lực ngăn cản Tiêu Trần đám người hành động. Bởi vì bọn họ thực lực quá yếu, phạm là người có thực lực lúc này cũng đã là lao tới tiền tuyến chính diện chiến trường mà lưu ở hậu phương trên cơ bản đều là một chút già yếu tàn tật hoặc là thực lực tu vi thấp võ giả giống bọn hắn như vậy võ giả nói trắng ra là tới nhiều hơn nữa cũng không khả năng ngăn cản tiêu trần một đoàn người vì lẽ đó lúc này không người nào dám tiến vào linh mạch bình nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiêu trần một đoàn người chia binh hai đường phá hủy một tòa lại một tòa mỏ linh thạch bất quá rất nhanh tiêu trần một đoàn người xuất hiện tại linh mạch bình nguyên tin tức cũng là truyền đến dương trần cùng với đào minh trong tay thân ở vạn binh phủ cảnh nội dương trần mấy ngày nay càng ngày càng cảm thấy đồng thành kỳ quái bởi vì đã liên tiếp mấy ngày đều không có người thấy tiêu trần rồi mặc dù tin tức một mực biểu hiện tiêu trần ngay tại đồng thành bên trong thế nhưng là từ không có người từng thấy tiêu trần cái này không khỏi nhường dương trần trong lòng sinh mệnh nghi đối với dương trần sinh nghi tiêu trần kỳ thực đã sớm trong dự liệu rồi dù sao lấy dương trần thông minh muốn che giấu hắn quá lâu rõ ràng là không thể nào bất quá hiện nay coi như dương trần phát hiện mình trúng kế lại có thể thế nào tiêu trần lúc này đã thân ở linh mạch bình nguyên hơn nữa bắt đầu quy mô phá hoại dương trần càng ngày càng sinh nghi đồng thời cũng là càng ngày càng chú ý đồng thành tin tức trực giác nói cho dương trần tiêu trần lúc này rất có thể đã lại không đồng thành rồi trước đó hết thảy đều chẳng qua là tiêu trần lưu lại giả tượng thôi bất quá lúc này tiêu trần không tại đồng thành lại có thể đi chỗ nào đâu dương trần trong lòng phỏng đoán thế nhưng là tùy ý dương trần như thế nào phỏng đoán hắn rõ ràng đều sẽ không nghĩ tới lúc này tiêu trần thế mà lại thân ở hợp thiên môn nội địa Linh Mạch Bình Nguyên Làm Dương Trần tiếp vào đến từ Linh Mạch Bình Nguyên truyền tin sau đó, phản ứng đầu tiên chính là không tin, làm sao có thể, Dương Trần như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, tiêu trần thế mà triệt để tránh đi tầm mắt của mình, thần không biết quỷ không hay liền xuất hiện tại Linh Mạch Bình Nguyên. Mà lại, ngắn mũi bất quá mấy canh giờ, liền đã phá hủy Linh Mạch phía trên vùng Bình Nguyên hơn phân nửa mỏ Linh Thạch. Hợp thiên phủ phía sau phòng bị trống rỗng, điểm này Dương Trần hiển nhiên là biết, trong mắt lóe lên một vệt tức giận cùng kinh ngạc, dương trần liên tục xác nhận tin tức độ chuẩn xác sau cùng không thể không thừa nhận tiêu trần lúc này thật là thân ở linh mạch bình nguyên đáng chết không khỏi thầm mắng một tiếng thế mà nhường tiêu trần đánh lén linh mạch bình nguyên đây là dương trần vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vân hiên các mà lại linh mạch bình nguyên bị đánh lén mỏ linh thạch đều bị hủy đây đối với hợp thiên môn đã kích có bao lớn dương trần lại biết rõ rành rành trong thời gian ngắn có lẽ còn nhìn không ra cái gì nhưng mà sau một quãng thời gian song phương thực lực kinh tế thì sẽ hoàn toàn nổi bật đi ra đến lúc đó, hợp thiên môn đang dược, cùng với các loại chiến đấu sử dụng vật tư liền sẽ khan hiếm. Vốn là dự định đánh lén đồng thành, thế nhưng là đến sau cùng thế mà nhường tiêu trần phản đánh lén linh mạch bình nguyên. Xác nhận tin tức nhưng dựa vào, Dương Trần tức giận rất bể trong phòng tất cả mọi thứ, bởi vì Linh Mạch Bình Nguyên xảy ra chuyện, Dương Trần chân khó có thể tưởng tượng cái này kết quả cuối cùng như thế nào. Tiêu Trần, ngươi lại dám đánh lén Linh Mạch Bình Nguyên, tốt, nếu như thế, bản tọa sẽ phá hủy ngươi đồng thành trong cơn giận dữ dương trần phản ứng đầu tiên chính là trả thù triệt để trả thù tiêu trần tất nhiên tiêu trần hủy diệt linh mạch bình nguyên như vậy dương trần liền hủy đi đồng thành chỉ bất quá ngay tại dương trần vừa mới làm ra quyết định này thời điểm một bên tên này hợp thiên môn trưởng lão chính là liền bận bịu mở miệng nói ra tông chủ không thể a à. dương trần muốn lấy đạo của người trả lại cho người nhưng mà tình huống dưới mắt rõ ràng là không cho phép mặc dù hiện nay đồng thành cơ hồ có thể nói là ở vào không đề phòng tình trạng lúc này đi công kích đồng thành hoàn toàn có thể nói là dễ như trở bàn tay mà một khi hủy đi đồng thành như vậy tiêu trần đánh lén linh mạch bình nguyên cũng liền không có ý nghĩa gì song phương tối đa cũng chính là đánh ngang tất cả không thiệt thòi thôi nhưng mà bây giờ có một cái vấn đề mấu chốt nhất đó chính là thời gian suy nghĩ một chút tiêu trần đã thành công đánh lén linh mạch phẩm nguyên như vậy bước kế tiếp hắn sẽ lựa chọn thế nào không hề nghi ngờ nhất định là dẫn người chạy tới chính diện chiến trường mà lúc này dương trần cần thiết việc cần phải làm chính là lao nhanh hội viên chính diện chiến trường bằng không mà nói tiền hậu giáp kích chính diện chiến trường rất có thể bị một trận chiến đánh bại mà một khi chính diện chiến trường bị đánh tan đến lúc đó coi như dương trần thành công hủy diệt đồng thành lại có thể thế nào bại cục đã định tiêu trần rõ ràng cũng là muốn đến một điểm này cho nên mới căn bản vốn không lo lắng đồng thành an nguy thậm chí tiêu trần có lẽ còn hy vọng dương trần có thể tại trong cơn giận giữ trực tiếp đi tới đồng thành đã như thế tại chính diện chiến trường phía trên liền không ai có thể kiềm chế tiêu trần rồi mà lấy tiêu trần cùng tàn hình thực lực hoàn toàn có khả năng chém giết hợp thiên môn chí cảnh đại năng đã xong phương chí cảnh đại năng nhân số chênh lệch bị kéo ra cái kia hợp thiên môn liền triệt để không có đánh tiêu trần thậm chí càng hy vọng dương trần đi công kích đồng thành mà không muốn hội viên chính diện chiến trường nghe người trưởng lão này dương trần lửa giận trong lòng cháy hừng hực mặc dù rất muốn trực tiếp phá hủy đồng thành nhưng mà dương trần cũng biết nếu thật là làm như vậy cái kia hợp thiên môn liền thua không nghi ngờ rồi so sánh với một cái đồng thành chính diện chiến trường hiển nhiên là muốn càng trọng yếu hơn là không thể sai sót vì lẽ đó hiện nay dương trần nhất thiết phải trước tiên phải hội viên chính diện chiến trường chống đối tiêu trần nghĩ tới đây dương trần cố nén tức giận trong lòng trầm giọng quát lên tiêu trần ta nhớ kỹ rồi đi lúc này dương trần chính là dẫn người hướng về chính diện chiến trường chạy tới cùng lúc đó tiêu trần bên này cũng là thành công phá hủy linh mạch phẩm nguyên phía trên tất cả mỏ linh thạch triệt để cho hợp thiên môn một đã kích trầm trọng càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử không thích hợp chương 2197 Chính diện gặp nhau Nguồn Mê truyện audio com Trước sau bất quá thời gian một ngày, tiêu trần một đoàn người liền thành công phá hủy linh mạch phía trên vùng bình nguyên 18 tòa mỏ linh thạch. Phá hủy linh mạch bình nguyên, có thể nói là đối với hợp thiên môn kinh tế tạo thành đã kích cực lớn, mà dương trần lúc này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là hướng về chính diện chiến trường chạy tới. Cùng lúc đó, chính diện chiến trường phía trên, Đào Minh cũng là biết được linh mạch bình nguyên phát sinh sự tình, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trong miệng cũng là thì thào nói, đây là thiên muốn vong ta hợp thiên môn ư. Linh mạch bình nguyên bị hủy diệt, nó hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, đào minh tự nhiên cũng rõ ràng là gì, nhất là theo thời gian trôi qua, song phương lâm vào giai đoạn dặn có sau đó, linh mạch bình nguyên di chứng sẽ không ngừng nổi bật đi ra. Lúc đầu đào minh là dự định ngay lập tức phái người hội viên linh mạch bình nguyên, tốt nhất là có thể bắt sống tiêu trần, đã như thế, cũng có thể bù đắp linh mạch bình nguyên tổn thất, suy cho cùng tiêu trần thế nhưng là kiếm môn tông chủ, nếu là có thể bắt sống hắn, nhất định nhất định có thể nhường kiếm môn đám người bó tay bó chân. Nhưng mà, quân vô nhai rõ ràng cũng là đã sớm chuẩn bị, ngay tại tiêu trần một đoàn người bắt đầu đối với Linh Mạch Bình Nguyên phát động tấn công đồng thời, quân vô nhai cũng là dẫn người tại chính diện chiến trường phía trên phát động tiến công. Đối mặt kiếm môn quy mô đột kích, Đào Minh dù cho là có lòng muốn phải phái người hội viên Linh Mạch Bình Nguyên, cũng căn bản liền không người có thể phái, bởi vì một khi phái người hội viên, như vậy chính diện chiến trường liền khó mà ngăn cản, mà một khi chính diện chiến trường tan tác, hợp thiên môn bại cục liền đã định. Chính diện chiến trường nhất định là không có biện pháp tại điều tra nhân thủ trợ giúp Linh Mạch Bình Nguyên rồi, bây giờ duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có Dương Trần bọn hắn, chỉ tiếc, Dương Trần bây giờ người tại vạn binh phủ bên trong, thời gian cũng căn bản không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần phá hủy Linh Mạch Bình Nguyên, đến nỗi Tiêu Trần động tác kế tiếp, Đào Minh kỳ thực cũng đoán được, nhất định là hướng về chính diện chiến trường tiến phát, tạo thành trước sau thế vây công. Linh mạch bình nguyên bị hủy diệt đã là không có biện pháp thay đổi sự thật, mà lại cũng không có người có thể ngăn cản tiêu trần. Cũng liền tại chính diện chiến trường, quân vô nhai cùng đào minh lại lần nữa đại đánh nhau về sau, hợp thiên phủ nội địa, linh mạch bình nguyên bên trong, triệt để phá hủy linh mạch phía trên vùng bình nguyên 18 tòa mỏ linh thạch sau đó, tiêu trần đích thật là dẫn người bắt đầu hướng về chính diện chiến trường chạy tới. Cũng là bởi vì lần hành động này đạt được thành công lớn, vì lẽ đó tâm tình của mọi người đều hết sức không sai, tàng hình thậm chí còn cùng tiêu trần mở lên cười dẫn nói tông chủ người nói thế nào dương trần có thể hay không thẹn quá hóa giận đi tiến công đồng thành tàng hình hỏi thăm khi biết linh mạch bình nguyên sự tình về sau dương trần sẽ đi hay không tiến công đồng thành nghe vậy tiêu trần khóe miệng lộ ra một vệt nhàn nhạt cười yếu ớt đạo rất khó bất quá ta ngã là hy vọng hắn có thể đi tiến công đồng thành đã như thế chiến cuộc liền đã định tiêu trần tự nhiên là hy vọng dương trần có thể đi tiến công đồng thành bởi vì cứ như vậy tiêu trần liền có thể trong thời gian ngắn nhất cho chính diện chiến trường hợp thiên môn cường giả một cái trọng thương mà chỉ cần có thể trọng thương chính diện chiến trường phía trên hợp thiên môn cái kia khoảng cách chiến đấu kết thúc cũng không xa nhưng là ý nghĩ mặc dù rất tốt nhưng tiêu trần cũng biết dương trần không phải là loại kia người không có đầu óc đồng thành cùng chính diện chiến trường cái gì nhẹ cái gì nặng dương trần khẳng định có thể rõ ràng hắn không thể là vì một cái đồng thành mà từ bỏ toàn bộ chính diện chiến trường mà dương trần một khi hội viên chính diện chiến trường như vậy song phương chiến cuộc đoán chừng liền muốn lâm vào kiên trì giai đoạn suy cho cùng linh mạch bình nguyên tổn thất cũng không có đối với hợp thiên môn chiến lược sinh ra cái gì trực tiếp ảnh hưởng muốn dựa vào linh mạch bình nguyên tới xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc đây là cần thời gian là cần song phương tiến vào giai đoạn giằng co không ngừng tiêu hao riêng phận mình tài lực như thế linh mạch bình nguyên tổn thất mới sẽ từ từ nổi bật đi ra nghe tiêu trần lời này tàn hình cũng là khẽ gật đầu hắn cũng cho rằng Dương Trần hẳn là sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Không không vượt qua được luận Dương Trần lựa chọn như thế nào, ít nhất hiện nay quyền chủ động đã bắt đầu dần dần nắm ở kiếm môn trong tay, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Tiêu Trần đoàn người tốc độ cũng không chậm, bất quá vì có thể tùy thời duy trì trạng thái đỉnh phong, lần này từ linh mạch bình nguyên chạy tới chính diện chiến trường, Tiêu Trần bọn người ngược lại là sơ sơ làm chậm lại một chút tốc độ. Suy cho cùng phải tùy thời chuẩn bị chiến đấu, linh lực nếu là tiêu hao quá nhiều, cái này hiển nhiên cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Một đường đi qua, tại hợp thiên phủ nội địa có thể nói là không trở ngại, bởi vì lúc này căn bản cũng liền không ai có thể ngăn cản tiêu trần bọn hắn, ít nhất tại đến chính diện chiến trường trước đó là như thế. Dùng trong trả thời gian một ngày, tiêu trần một đoàn người rốt cục đã tới chính diện chiến trường, mà lúc này chính diện chiến trường, quân vô nhai cùng đào minh đã sớm xuất lĩnh song phương cường giả kịch chiến lại với nhau. Đã kéo dài ròng trả một ngày một đêm kịch chiến, song phương tất cả có thương vong, bất quá lúc này chiến cuộc vẫn là vô cùng kịch liệt nhìn xem đang tại chiến đấu kịch liệt hai phe, Tiêu Trần không chút do dự, khẽ quát một tiếng, chính là dẫn người trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Tiêu Trần đoàn người xuất hiện, hiển nhiên là thật to cổ vũ kiếm môn đám người sĩ khí, nhìn xem Tiêu Trần dẫn người đánh tới, bên trong kiếm môn rất nhiều cường giả đều là mở miệng hô. Tông chủ tới rồi. Tiêu Trần xuất hiện, để cho kiếm môn một phương sĩ khí đại chấn, mà hợp thiên môn một phương nhưng là sĩ khí đê mê, mục tiêu trực tiếp khóa chặt tại một cái đang cùng năm cung hoàng kịch chiến hợp thiên môn trưởng lão trên người. Dự định cùng năm cung hoàng một đạo, liên thủ vây giết tên này hợp thiên môn trưởng lão, cảm thấy tiêu trần đánh tới, tên này hợp thiên môn trưởng lão cũng là biến sắc, đồng thời đối mặt nam cung hoàng cùng tiêu trần, hắn tự nhiên không cho là mình có thể chiến thắng, thậm chí còn có bị chém giết nguy hiểm. Trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, mà tiêu trần bên này rõ ràng cũng là không muốn lãng phí thời gian, vì lẽ đó vừa lên tới chính là bật hết hỏa lực, lấy thân hóa kiếm trực tiếp thi triển. Chỉ bất quá, ngay tại tiêu trần vừa mới xuất thủ đồng thời, từ một bên khác, Dương Trần cũng là dẫn người đuổi tới, nhìn xem Tiêu Trần muốn cùng năm cung hoàng vây giết tên này hợp thiên môn trưởng lão, Dương Trần tự nhiên là sẽ không không nhúc nhích, lôi vương thân thể trực tiếp phát động, lúc này liền là hướng về Tiêu Trần vọt tới. Đồng thời trong mắt cũng là bạo phát ra một đạo hận ý ngập trời, trong miệng càng là giận quát một tiếng đạo, Tiêu Trần, chết đi! Dương Trần xuất hiện, thành công chặn Tiêu Trần, đồng thời cùng Dương Trần một đạo đến đây tên kia hợp thiên môn trưởng lão cũng là thành công ngăn cản tàn hình, trong lúc nhất thời, ngược lại cũng coi là hóa giải hợp thiên môn nguy cơ nhìn xem Dương Trần xuất hiện tại chính diện chiến trường phía trên, Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá cũng chỉ là một cái thoáng qua thôi, suy cho cùng Dương Trần xuất hiện, kỳ thực đã sớm tại Tiêu Trần trong dự liệu. Hai người lại lần nữa chiến đấu kịch liệt, bởi vì linh mạch bình nguyên sự tình, Dương Trần tức giận trong lòng cũng sớm đã bạo tăng, lúc này cùng Tiêu Trần chiến đấu kịch liệt, có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hận không thể xé xác Tiêu Trần, để tiết chính mình mối hận trong lòng. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp chương 2198. Tiến vào dàn co. Nguồn. Mê truyện audio com Tiêu Trần cùng Dương Trần hai người lại lần nữa giao thủ, lần này bởi vì tại Tiêu Trần trên tay bị thiệt lớn, Dương Trần hiển nhiên là tiếc hận xuất thủ, căn bản cũng không có mảy may giữ lại. Tiêu Trần cùng Dương Trần hai người lại lần nữa giao thủ, lần này bởi vì tại Tiêu Trần trên tay bị thiệt lớn, Dương Trần hiển nhiên là tiếc hận xuất thủ, căn bản cũng không có mảy may giữ lại. Mà lại, bởi vì đã có lần trước giao thủ, hai người đối với lẫn nhau thực lực cũng đã là có hiểu biết, biết cái nào nhàm chán thăm dò căn bản liền không có ý nghĩa gì, vì lẽ đó, bất luận là tiêu trần hay là dương trần, đều không có lưu tình chút nào. Hai người chiến đấu kịch liệt, kinh khủng chiến lực bộc phát, mà tại hai người chiến đấu bốn phía, kiếm môn cùng hợp thiên môn cường giả, cũng là nhau nhau cùng hai người kéo ra chênh lệch, coi như là chí cảnh đại năng cũng không ngoại lệ. Nói đùa, cho dù ai cũng biết, bật hết hỏa lực tiêu trần cùng dương trần, thực lực của hai người đã vượt qua phần lớn chí cảnh đại năng, lúc này bọn hắn chiến đấu sinh ra dư ba, căn bản cũng không phải là đám người có thể ngăn cản. Đem không gian toàn bộ để lại cho Tiêu Trần cùng Dương Trần hai người, mà chiến đấu kịch liệt, Dương Trần sát ý cũng là không ngừng nồng đậm, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa giận, càng là biểu lộ lúc này Dương Trần lửa giận trong lòng cùng hận ý, chỉ bất quá nhãn thần từ đầu đến cuối không có biện pháp giết người, đối mặt Dương Trần phẫn nộ, Tiêu Trần cũng là không có quá nhiều để ý, biết Dương Trần là bởi vì chính mình đánh lén linh mạch bình nguyên mà lửa giận thiêu đốt, bất quá thì tính sao? Song phương giao chiến, thân là kiếm môn tông chủ, Tiêu Trần muốn làm, chính là bất cứ giá nào đánh bại, hủy diệt hợp thiên môn. Kịch chiến tiếp tục, kéo dài suốt sau 3 ngày 3 đêm, song phương cái này mỗi người mới thối lui, bất quá cũng là lưu lại đầy đất thi thể. Kèm theo mỗi một lần đại chiến, bất luận là kiếm môn hay là hợp thiên môn, đều sẽ có không ít người bởi vậy bị thương, thậm chí là tử vong, cái này là không thể tránh, hoặc có lẽ là rất bình thường. Mà tiêu trần cùng dương trần, lại lần nữa trải qua sau một trận đại chiến, vẫn là không thể phân ra thắng bại, đến sau cùng hai người cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ trả lại riêng phần mình trong trận doanh trên thân đồng dạng là mang thương bất quá còn tốt lần này thương thế không có lần trước nghiêm trọng như vậy tại nuốt chữa thương đang dược hơn nữa đi qua cả đêm điều tức tu dưỡng sau đó tiêu trần dần dần ổn định tự thân thương thế thương thế ổn định quân vô nhai cũng là chủ động tìm tới tiêu trần sư đồ hai người ngồi vây chung một chỗ nhìn về phía tiêu trần quân vô nhai mở miệng nói ra tiếp xuống hẳn là muốn đi vào giai đoạn dặn co đi dương trần lựa chọn hội viên chính diện chiến trường đã như thế song phương nhất định là muốn đi vào giai đoạn giằng co chỉ có thông qua mấy bước chân tiêu hao như thế mới có thể chậm rãi kéo ra chênh lệch cuối cùng phân ra thắng bại nghe quân vô nhai lời này tiêu trần cũng là nhận đồng gật đầu nói đúng vậy a à, kỳ thực nếu như dương trần đi tiến công đồng thành có lẽ đã có thể trọng thương hợp thiên môn rồi lấy thế cục hôm nay đến xem song phương tiến vào giai đoạn giằng co đã là không thể tránh né rồi tiêu trần có chút bất đắc dĩ nói nếu là dương trần đi tiến công đồng thành như vậy trước đó một trận chiến này tiêu trần cùng tàn hình xuất thủ chỉ ít có thể chém giết hợp thiên môn hai tên chí cảnh cấp bậc trưởng lão mà một khi tổn thất hai tên chí cảnh cấp bậc trưởng lão đối với hợp thiên môn tới nói đã kích như vậy không thể nghi ngờ là to lớn thậm chí có thể nói là đủ để nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc tổn thất chỉ tiếc tiêu trần dự đoán không có có thế cố thực hiện dương trần cũng làm ra lựa chọn chính xác nhất không có đi tiến công đồng thành mà là hội viên chính diện chiến trường cái này cưỡng ép nhường thế cục đi vào giai đoạn giằng co đối với cái này tiêu trần cũng không có biện pháp gì gặp tiêu trận có chút thất lạc quân vô nhai cũng là khẽ mỉm cười nói không sao ngược lại kết cục sau cùng cũng không có thay đổi đã không còn linh mạch bình nguyên hợp thiên môn hao tổn bất quá chúng ta chiến cuộc tiến vào giai đoạn giằng co so là cái gì là song phương tài lực là song phương linh thạch cùng các loại tài nguyên dự trữ bởi vì tại thời chiến các loại tài nguyên tiêu hao đều ít nhất là bình thường thời kỳ mấy lần thậm chí là mười mấy lần đã như thế nếu là không có đủ đủ tài lực hùng hậu với tư cách chèo chống căn bản chính là không kiên trì được quá lâu nhất là chữa thương một loại đang dược càng là không thể thiếu nhưng hôm nay hợp thiên môn tổn thất linh mạch bình nguyên cái này nhường hợp thiên môn linh thạch dự trữ bắt đầu trốc khâm kiến trữ lúc này khả năng còn nhìn không ra cái gì bất quá lại trải qua mấy lần đại chiến hợp thiên môn chữa thương đang dược nhất định báo nguy đến lúc đó không có đầy đủ linh thạch đi mua sắm hợp thiên môn sẽ rất khó tại cùng kiếm môn chống lại quân vô nhai rõ ràng cũng biết sau đó chiến cuộc đi hướng đối với cái này tiêu trần mỉm cười cũng không nói thêm gì lần này hủy diệt linh mạch bình nguyên đích thật là nhường kiếm môn chiếm cứ chủ động. Kiếm môn bên này, người bị thương đều phân đến đầy đủ chữa thương đang dược, có chữa thương đang dược, bọn hắn tốc độ khôi phục rõ ràng muốn mau hơn rất nhiều. Mà một bên khác, hợp thiên môn bên trong, lúc này mặc dù hợp thiên môn bên trong còn có một chút chữa thương đang dược dự trữ, nhưng mà, như vậy dự trữ hiển nhiên là không đủ để cùng kiếm môn so sánh. Đào Minh, Dương Trần, sư đồ hai người lúc này đồng dạng tụ tập cùng một chỗ, chỉ bất quá, Dương Trần sắc mặt lúc này liền lộ ra thập phần khó coi. Dựa vào thống kê, bây giờ hợp thiên môn bên trong chữa thương đang dược chỉ đầy đủ lại kiên trì hai lần đại chiến sau đó liền muốn bắt đầu mua sắm chữa thương đang dược rồi kiếm môn chắc cũng là như thế bất quá người ta kiếm môn có tiền có linh thạch a còn có đồng thành chung quanh mỏ linh thạch có thể liên tục không ngừng vì kiếm môn cung cấp linh thạch thế nhưng là hợp thiên môn bên này thì sao bởi vì linh mạch bình nguyên bị hủy diệt linh thạch sản lượng cơ hồ giảm xuống gần 8 thành cái này khiến dương trần tâm tình tức giận dị thương không có linh thạch liền không có chữa thương đang dược không có chữa thương đang dược cái kia Hợp Thiên Môn Đông Đảo võ giả thương thế, cũng chỉ có thể đủ dựa vào tự thân tới thời gian dần qua khôi phục, đã như thế, tốc độ tự nhiên là theo không kịp kiếm môn rồi, đến lúc đó bất luận cái gì đi cùng kiếm môn chiến đấu. Trong lòng phẫn nộ, nhưng không có chút nào hóa giải chi pháp, hết thảy đều là bởi vì Tiêu Trần, nếu không phải bởi vì Tiêu Trần đánh lén linh mạch bình nguyên, Hợp Thiên Môn căn bản cũng không khả năng rơi vào như vậy hoàn cảnh. Lui là chắc chắn không thể lui, một khi lựa chọn rút lui, như vậy kiếm môn liền có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp xâm nhập Hợp Thiên phủ nội địa đến lúc đó hợp thiên môn chẳng phải là tương đương không chiến mà bại rồi không thể lui thế nhưng là đánh lâu phía dưới lấy trước mắt hợp thiên môn tình huống đã là thua không nghi ngờ rồi trừ phi là có cái gì kỳ tích xuất hiện hoặc là dương trần cũng có thể dẫn người hủy đi động thành chung quanh mỏ linh thạch nhưng mà bây giờ tiêu trần cũng sẽ lại cho hắn cơ hội này sao nhất định là sẽ không đâu có thể nói như vậy hiện nay dương trần căn bản cũng không dám rời đi chính diện chiến trường một khi chính mình rời đi tiêu trần tất nhiên sẽ phát động tiến công đến lúc đó chính diện chiến trường tan tác, coi như phá hủy đồng thành lại có thể thế nào. Thế cục đã là cưỡng ép đi vào giai đoạn giằng co, tiếp xuống nhìn chính là của người đó sức mạnh càng đầy rồi, ai có thể kiên trì thời gian dài hơn rồi. Đáng chết, Tiêu Trần, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay trước mặt Đào Minh, Dương Trần đều là không nhìn được thấp giọng nổi giận mắng. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2199 Giảng Hòa Nguồn mê truyện audio com Dương Trần đối với Tiêu Trần hận ý có thể nói đã là đến một cái mức độ không còn gì hơn, mỗi lần nghĩ đến Tiêu Trần, Dương Trần liền cảm giác mình trong lòng giống như chặn lấy một hơi giống như. Dương Trần đối với Tiêu Trần hận ý có thể nói đã là đến một cái mức độ không còn gì hơn, mỗi lần nghĩ đến Tiêu Trần, Dương Trần liền cảm giác mình trong lòng giống như chặn lấy một hơi giống như. Đây cũng không thể nói là Dương Trần vấn đề, suy cho cùng giống như Dương Trần như vậy thiên kiêu yêu nghiệt, vốn là hạng người tâm cao khí ngạo, liên tiếp tại Tiêu Trần trên tay ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, Dương Trần không giận đó mới là kỳ quái. Cũng không thèm để ý Dương Trần đối với mình tức giận, hiện nay Tiêu Trần nghĩ tới chỉ là như thế nào mà chết hợp thiên môn. Đã không còn linh mạch bình nguyên chèo chống, hợp thiên môn hiển nhiên là không dây dưa hơn kiếm môn, mà Tiêu Trần bây giờ cần phải làm, liền đem quá trình này làm hết khả năng rút ngắn, nhưng hợp thiên môn trong thời gian ngắn nhất, cũng bởi vì tài nguyên khô kiệt mà bị thua, nhưng chiến sự sớm một chút kết thúc. Tiêu Trần bên này cũng tại kế hoạch tăng tốc tiết tấu của chiến đấu, mà một bên khác, đồng dạng thân hãm chiến đấu kịch liệt đao tông cùng long cung đi qua luân phiên kịch chiến về sau song phương tại đều có tử thương tình huống dưới thế mà đình chỉ chiến đấu long cung cùng đao tông ở giữa đại chiến kỳ thực cùng kiếm môn cùng hợp thiên môn ở giữa vẫn có trên bản chất khác biệt đầu tiên long cung cùng đao tông không hề giống kiếm môn giống như hợp thiên môn có không cách nào hóa giải thù hận thứ yếu lần này bọn hắn hai thế lực lớn khai chiến cũng là bởi vì có người ở phía sau màn thao tác nguyên nhân bởi vì đao tuyệt mẫu thân di thể tại long cung vì lẽ đó hai mới có thể bộc phát đại chiến mà tại chiến đấu bắt đầu đến bây giờ trải qua luân phiên sau đại chiến long cung cùng đao tông thế mà lựa chọn hòa đàm đương nhiên cái này cùng nói quá trình đối với người bình thường tới nói tự nhiên là không có biện pháp biết bởi vì tham dự hòa đàm người chỉ có bốn người cũng chính là long uyên long thanh cùng với đao hùng đao tuyệt bốn người bọn họ tại sông phương giao chiến địa điểm một ngọn núi phía trên đao hùng đao tuyệt long uyên long thanh bốn người ngồi vây chung một chỗ bắt đầu tiến hành một lần chính thức hội đàm đi qua gần tu dưỡng Long Thanh bây giờ thương thế cũng khôi phục như lúc ban đầu, mà đau tuyệt ngồi đối diện nhau, Long Thanh sắc mặt lạnh nhạt nói, chuyện lần này ta nghĩ ngươi hẳn phải biết là có người ở sau lưng cố ý thao túng, vì chính là bốc lên chúng ta hai phe chiến sự, bây giờ tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa, ngươi nói xem. Hòa đàm chủ yếu người quyết định hay là Long Thanh cùng Đao tuyệt, suy cho cùng bây giờ Long Uyên cùng đau hùng cũng đã là lui khỏi vị trí phía sau màn rồi, Long Uyên còn khó nói, bất quá đau hùng là chân chính lui khỏi vị trí phía sau màn vì lẽ đó đem quyết định cuối cùng quyền giao cho mình nhi tử nếu như đao tuyệt quyết định muốn đánh cái kia chiến sự vẫn như cũ vẫn sẽ tiếp tục xuống đao tông bên này quyền quyết định nắm ở đao tuyệt trên tay mà long uyên thân là một cái đế tôn nhân vật tự nhiên không thể nào tự mình đi cùng đao tuyệt hòa đàm vì lẽ đó liền từ long thanh tới làm thay mặc dù long thanh bây giờ còn không có chân chính tiếp quản long cung nhưng cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được long uyên cũng sớm đã đem long thanh xem như là người nối nghiệp đến đối đãi rồi vì lẽ đó long thanh tại long cung phân lượng cũng là càng ngày càng nặng nghe Long Thanh lời này, Đao Tuyệt trên mặt ngược lại là hiếm thấy lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc đạo. Ta đây tự nhiên biết, bất quá ta mẫu thân thi thể tại Long Cung, đây là sự thật không thể chối cãi. Mà năm đó, ngươi Long Cung dùng kế giết chết mẫu thân của ta, cái này cũng không thể chối cãi a. À. Đao Tuyệt từ đầu đến cuối nhận vì mẹ của mình chính là chết bởi Long Cung chi thủ, bằng không mà nói, tại sao thi thể sẽ thân ở Long Cung đâu? Vì lẽ đó, dù cho cái này toàn bộ sự kiện phía sau mạng đều là có người có thể thao túng nhưng có một số việc, Long Cung vẫn là không cách nào từ chối, cũng từ chối không xong. Đao Tuyệt bây giờ để ý liền là mẹ của mình, những thứ khác đối với hắn mà nói đều không quan trọng. Bất quá kèm theo Đao Tuyệt thoại âm rơi xuống, cách đó không xa Long Uyên cũng là chậm rãi mở miệng nói ra, chuyện năm đó đích thật là ta Long Cung muốn đọc chiến chí bảo, bất quá, mẫu thân ngươi cũng không phải chết ở ta Long Cung trên tay muốn cùng đàm luận, nhất định phải giải quyết đao tuyệt mẫu thân vấn đề, đây là lượng quanh không ra một điểm, bằng không mà nói, đao tuyệt hiển nhiên là không muốn đến đây dừng tay, đã như thế, Long Nguyên cũng chỉ có thể là đúng sự thật đem chân tướng năm đó nói ra. Trước kia đao tông cùng Long Cung đích thật là liên thủ thăm dò tòa kia di tích cổ, mà mẫu thân của đao tuyệt cũng đích xác là chết ở tòa này di tích cổ bên trong, nhưng cũng không phải chết bởi Long Cung cường giả trên tay. Trước kia song phương cùng nhau tìm tòi tòa kia di tích cổ, sau khi tiến vào mọi người mới phát hiện, tòa này đoán chừng lại là một cái viễn cổ đế tôn động phủ trong đó có rất nhiều uy lực mạnh mẽ chí bảo cùng với cả thế gian hiếm thấy đang dược và thiên tài địa bảo đối mặt trân quý như vậy bảo vật ai có thể không động tâm đâu vì lẽ đó lòng cung một phương mấy tên cường giả liền lên độc chiến tòa này di tích cổ ý nghĩ nhưng mà cũng không có chém giết mẫu thân của đao tuyệt mà là dùng kế đem hắn vây ở trong một gian mật thất cái này mật thất là di tích cổ bên trong một gian tu luyện thất, mà bốn phía đều có trận pháp bảo vệ, đem đao tuyệt mẫu thân cùng với đao tông mấy tên cường giả lừa gạt vào trong đó sau đó, Long cung một đoàn người mở ra trận pháp, đem mọi người vây ở bên trong. Sau đó, tại vơ vét xong tòa này di tích cổ bảo vật về sau, làm Long cung đám người lại lần nữa đi tới căn mật thất này lúc, lại phát hiện, mẫu thân của đao tuyệt, cùng với cái kia mấy tên đao tông cường giả, toàn bộ đều đã chết là có những người khác giết đao tuyệt mẫu thân cùng với đao tông cái kia mấy tên cường giả thấy cảnh này long cung một đoàn người cũng có chút ít hoảng hồn cuối cùng đi qua sau khi thương nghị mới quyết định đem mấy tên đao tông cường giả thi thể hủy thi diệt tích bất quá bởi vì đao tuyệt thân phận của mẫu thân đặc biệt vì lẽ đó long cung một phương hay là đem thi thể của nàng cho giữ lại chỉ bất quá vẫn không có nói cho đao tông thôi sau đó đao tông cũng tới long cung điều tra truy vấn qua chuyện này thế nhưng là đều bị long cung cho che giấu xuống thẳng đến lần này đao tuyệt mẫu thân thi thể bại lộ long quyên lúc này mới phun ra tình hình thực tế mẫu thân của đao tuyệt cũng không phải chết ở long cung đứng đầu nghe Long Uyên nói ra năm đó tình hình thực tế, đau tuyệt vẫn như cũ có chút không tin nói, trước kia sự tình đã trải qua nhiều năm như vậy, mà chỉ dựa vào tiền bối cái này lời nói của một bên, liền muốn vãn bối tin tưởng, sợ rằng có chút quá quá nhi tức đi, ngược lại cũng không có chứng cứ có thể chứng minh trước kia phát sinh qua cái gì, tiền bối muốn làm sao nói đều được. Đao Tuyệt hiển nhiên là có chút không tin Long Uyên, mà nghe Đao Tuyệt lời này, Long Uyên cũng là liếc mắt nhìn chính mình đối diện Đao Hùng, ngay sau đó khẽ nhả ra một ngụm trọc khí nói, lão phu có thể dùng võ đạo chi tâm phát thệ nếu hôm nay lời nói nói láo nửa câu thiên lôi đánh xuống tu vi tẩn tán đã trôi qua nhiều năm như vậy bây giờ long uyên cũng không bỏ ra nổi chứng cớ gì để chứng minh lời của mình rơi vào đường cùng long uyên cũng chỉ có thể là thông qua võ đạo chi tâm phát thệ thấy thế đau tuyệt hơi sững sờ mà đau hùng liếc mắt nhìn sắc mặt nghiêm túc long uyên ngay sau đó mở miệng nói ra tốt tuyệt mà ta tin tưởng long uyên có thể dùng võ đạo chi tâm phát thệ không có giả Đao Hùng dẫn đầu tin tưởng Long Uyên, nghe cha mình lời này, Đao Tuyệt cũng là chỉ có thể gật đầu đáp ứng, bất quá trong lòng đối với Long Uyên lời nói, cũng trên cơ bản xem như tin tưởng. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Liên minh huyền thoại Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc Chương 2200 Lòng ghen tị Nguồn mê truyện audio com long uyên có thể lấy võ đạo chi tâm phát thệ đao hùng lựa chọn tin tưởng cùng là đế tôn đao hùng mặc dù cùng long uyên không có cái gì quá sâu giao tình thậm chí song phương có thể nói từ trước đến nay nhìn không hợp nhãn bởi vì đao tuyệt mẫu thân sự tình nhưng mà đao hùng biết với tư cách một cái đế tôn nhân vật long uyên chắc chắn cũng có ngạo khí của mình muốn như vậy nói láo long uyên là không gọt tại đi nói càng sẽ không dùng võ đạo chi tâm phát thệ thoại âm rơi xuống đao hùng nhìn về phía long uyên thẳng nhiên nói trước kia còn có người khác đi vào di tích cổ, mà lại, muốn lặng yên không tiếng động giết chết ta đào tông nhiều cường giả như vậy, người xuất thủ tất nhiên là đế tôn nhân vật. Ta cũng là như vậy phỏng đoán, bất quá là năm đó chuyện xảy ra sau đó, ta từng sai người trong bóng tối điều tra qua, thế nhưng lại không có chút nào đầu mối. Nghe vậy, Long Nguyên cũng là gật đầu tán đồng nói. Muốn tại không chút nào bị người phát giác tình huống dưới, chém giết đau tuyệt mẫu thân, cùng với cái kia mấy tên đau tông cường giả, trừ phi là đế tôn nhân vật xuất thủ, bằng không rất khó làm được mà đại thiên thế giới, để tôn cấp nhân vật cũng cứ như vậy mấy người, chỉ tiếc, Long Nguyên từ đầu đến cuối đều không có tìm được chứng cớ gì. Nghe Long Nguyên lời này, Đao Hùng Lâm vào trầm tư, không nói gì nữa, đồng thời cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Đao Tuyệt, hiển nhiên là muốn muốn cho Đao Tuyệt chính mình quyết định, là chiến là hiệp, hoàn toàn nhìn Đao Tuyệt chính mình. Minh bạch ý của phụ thân, sau đó, Đao Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía Long Thanh, hít sâu một hơi nói. Để nhất, giao ra mẫu thân của ta thi thể, đệ nhị, sử tử ngày đó dùng kế vây khốn ta mẫu thân những người kia, suy cho cùng mẫu thân của ta mặc dù không phải là chết bởi ngươi Long Cung chi thủ, nhưng nếu không phải bởi vì ngươi Long Cung người dùng kế vây khốn ta mẫu thân, mẫu thân của ta có lẽ cũng sẽ không là thỏa mãn hai cái điều kiện này, ta liền đồng ý hòa đàm. Đao Tuyệt đưa ra hòa đàm điều kiện bất quá nghe vậy, Long Thành cũng là không chút do dự chính là trực tiếp cự tuyệt nói, không thể nào, giao ra chuyện của mẹ ngươi điểm ấy không có vấn đề, coi như ngươi không nói ta cũng sẽ như thế, nhưng muốn cho ta Long cung giết môn hạ của mình người, đây không có khả năng. Đao tuyệt điều kiện thứ nhất, Long Thành có thể đáp ứng, nhưng mà điều kiện thứ hai, Long Thành lại kiên định là thường lựa chọn cự tuyệt. Suy cho cùng Long cung thực lực cũng không yếu tại Đao tông, mà lần này hòa đàm, kỳ thực cũng là song phương ý nguyện, cũng không phải Long cung đơn phương yêu cầu. Vì lẽ đó, muốn nhường Long Cung chém giết người của mình dùng cái này đem đổi lấy hòa đàm, căn bản cũng không khả năng, huống chi, trước kia trong mấy người kia, bây giờ có không ít cũng đã là chí cảnh đại năng, muốn cho Long Thanh chém giết Long Cung chính mình chí cảnh đại năng, đây quả thực là si nhân sách mộng, cái này không phải là là liền hướng chính mình suy yếu thực lực của mình sao? Long Thanh cự tuyệt rất là dứt khoát, bất quá đối với đây, cách đó không xa Long Nguyên cùng Đao Hùng lại không có chút nào bất ngờ, bởi vì cái này liền hợp tình hợp lý. Long Thanh bốn người bên này vẫn còn tiếp tục hòa đàm, bất quá Long cung trụ sở, lúc này còn thân là Long cung cung chủ Long Diệt, cũng là sắc mặt có chút âm trầm, mà ở bên dưới tay, hai tên Long cung chí cảnh đại năng cũng là sắc mặt ngưng trọng phân ngồi tả hữu. Long Diệt vẫn luôn là Long cung cung chủ, bất quá hắn người cung chủ này, trên cơ bản cũng chính là một bài trí thôi, bởi vì rất nhiều chuyện đều là Long Uyên nói tính toán, hắn Long Diệt trên cơ bản không có cái gì tính thực chất quyền lực. Nhưng mà, qua nhiều năm như thế, Long Diệt đã thành thói quen thân phận của mình, thế nhưng là hiện nay, chính mình người cung chủ này chi vị mắt thấy đều phải khó giữ được, bởi vì cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, Long Uyên muốn nâng đỡ Long Thanh thượng vị. Nếu không phải bởi vì Long Thanh gia nhập vào Long cung thời gian ngắn ngủi, còn chưa đủ kẻ dưới phục tùng, sợ rằng chính mình cái này cung chủ chi vị sớm đã bị Long Uyên lấy xuống rồi. Kể từ Long Thanh gia nhập vào Long cung vừa đến, Long Diệt liền mỗi giờ mỗi khắc không ngừng cảm thấy nguy cơ, thời khắc đều nhận vì vị trí của mình lúc nào cũng có thể bị Long Thanh cho thay vào đó, Ý nghĩ như vậy theo thời gian trôi qua, dần dần tạo thành ghen tị và oán hận, cũng chính là bởi vì đây, Long Diệt trong lòng cũng là không tự chủ sinh ra hai lòng. Tại Long Diệt trong lòng, tự cho là mình tại Long Cung nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng cũng có khổ lao, mà Long Thanh đây, bất quá vừa vặn gia nhập vào Long Cung vẫn chưa tới trăm năm thời gian, như thế Long Uyên giống như để cho nàng thay thế vị trí của mình, Long Diệt tự nhiên là không muốn. Vì lẽ đó trong bóng tối, Long Diệt cũng là sớm liền bắt đầu kế hoạch, làm sao có thể bảo trụ chính mình cung chủ chi vị? Chi tiết muốn bảo trụ chính mình cung chủ chi vị nhiệm vụ chủ yếu chính là diệt trừ long uyên bởi vì chỉ cần có long uyên tại hắn long diệt liền không có, có bất kỳ cơ hội nào thế nhưng là long uyên dù sao cũng là một cái đế tôn cấp nhân vật mà lại tại trong long cung uy vọng càng là không ai bằng muốn diệt trừ hắn bằng vào long diệt thực lực căn bản chính là không thể nào thậm chí chính mình không có cùng long uyên chống lại thực lực thậm chí có thể nói tại long uyên trước mặt hắn long diệt liền năng lực phản kháng cũng không có vì lẽ đó mặt ngoài long diệt giống như không có cái gì khác thường nhưng mà sau lưng Long Diệt lại mỗi giờ mỗi khắc không muốn tiêu diệt Long Thanh, diệt trừ Long Uyên, để cho mình ngồi vững Long cung cung chủ vị trí. Trong mắt hàng mang lấp lóe, Long Diệt liếc mắt nhìn phía dưới hai người, ngay sau đó ngữ khí có chút trầm thấp nói, các ngươi nhận vì lần này hòa đàm sẽ thành công sao? Tám thành đi. Nghe vậy, một người trong đó mở miệng nói ra. Một lần này hòa đàm là song phương đều có ý hướng, vì lẽ đó tỷ lệ thành công rất lớn, nghe lời này, Long Diệt trong mắt hàng mang càng sâu, đồng thời, khóe miệng cũng là lộ ra một tia cười lạnh đạo, vậy các ngươi cho rằng, hòa đàm nếu là thành công bước kế tiếp lão tổ sẽ như thế nào trợ giúp kiếm môn nghe vậy hai người cơ hồ là miệng đồng thanh trả lời lấy long cung cùng kiếm môn quan hệ hoặc có lẽ là lấy long thanh cùng tiêu trần quan hệ một khi long cung bên này chiến sự kết thúc long thanh nhất định sẽ trợ giúp kiếm môn điểm ấy dễ hiểu cũng không cần hoài nghi trong lòng đều sớm đã có đáp án đối với cái này long diệt trong mắt đột nhiên có sự hận thù phóng lên trời cơ hồ là cắn hàm răng nói dựa vào cái gì bản tọa vì long cung bỏ ra nhiều như vậy không ngại cực khổ nhiều năm như vậy thậm chí cam nguyện làm một cái có tiếng mà không có miếng cung chủ thế nhưng là kết quả là đây liền bởi vì một hoàng mao tiểu nha đầu lão tổ liền muốn phế bỏ ta cung chủ chi vị các ngươi nói dựa vào cái gì bản tọa có chỗ nào không bằng long thanh giờ khắc này long diệt không che giấu chút nào đem trong lòng hận ý cùng ghen ghét toàn bộ triển hiện ra đối với cái này phía dưới hai tên long cung trưởng lão không nói gì bất quá trong mắt lại là có thần sắc bất đồng hai người này đều là Long Diệt tâm phúc, đối với Long Diệt cũng là trung thành tuyệt đối, vì lẽ đó Long Diệt mới dám tại trước mặt bọn hắn đem ý tưởng chân thật của mình bày ra. Thoại âm rơi xuống, Long Diệt hít sâu một hơi, sau đó phản phất là phát thể đồng dạng trầm giọng nói, đã các ngươi bất nghĩa, vậy cũng đừng trách ta không có trung rồi, Long Cung là của ta, ta sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào, người nào cũng không thể từ trong tay của ta cướp đi cung chủ vị trí, bao quát lão tổ cũng không được. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp chương 2201. Hòa đàm thành công. Nguồn. Mê truyện audio com Long Diệt trong lòng ghen ghét chi hỏa triệt để bị nhen lửa, đối với cái này Long Cung Cung chủ vị trí, Long Diệt không muốn giao cho bất luận kẻ nào, lại càng không cần phải nói là mới vừa gia nhập vào Long Cung Long Thanh rồi. Long Diệt trong lòng ghen ghét chi hỏa triệt để bị nhen lửa, đối với cái này Long Cung Cung chủ vị trí, Long Diệt không muốn giao cho bất luận kẻ nào, lại càng không cần phải nói là mới vừa gia nhập vào Long Cung Long Thanh rồi còn không biết bên này long diệt đã là bởi vì ghen ghét mà che đôi mắt một bên khác long thanh đao tuyệt long uyên đao hùng bốn người hòa đàm vẫn còn tiếp tục bất quá nhìn tình huống trước mắt tới nói một lần này hòa đàm tỷ lệ thành công hẳn là sẽ rất lớn mặc dù long thanh vừa lên tới liền cự tuyệt đao tuyệt yêu cầu thế nhưng là đồng ý trả lại đao tuyệt mẫu thân di thể cái này kỳ thực mới là đao tuyệt coi trọng nhất ngoại nhân cũng không biết toàn bộ hòa đàm quá trình bất quá một ngày sau đó long thanh đao tuyệt bốn người lần lượt trở về sau đó song phương đồng thời triệt binh song phương đồng thời rút đi, đây không thể nghi ngờ là giải thích rõ hòa đàm thành công, đồng thời, Long Thành cũng dựa theo ước định, đem đao tuyệt mẫu thân di thể trả lại đao tông. Nghe Long Cung cùng đao tông hòa đàm thành công, nghe tin tức này, Tiêu Trần trong lòng cũng là âm thầm vui mừng, suy cho cùng hòa đàm thành công, cũng liền mang ý nghĩa Long Cung có thể bước ra ra đến giúp đỡ chính mình rồi, mà lại, Long Thành cũng sẽ lại không có nguy hiểm gì. Chính diện chiến trường phía trên Tiêu Trần nghe nói Long Cung cùng Đao Tông Hòa đàm thành công tin tức, song phương riêng phận mình đều là lựa chọn lui binh, tâm tình thật tốt, đồng thời đối mặt hợp thiên môn, tiêu trần cũng đã là thấy được hy vọng thắng lợi. Đầu tiên là linh mạch bình nguyên cho hợp thiên môn mang tới trầm trọng đã kích, thứ yếu chính là Long Cung bây giờ đã có thể rút ra trợ giúp kiếm môn đối phó hợp thiên môn rồi, mà trái lại hợp thiên môn đây, bất luận là thiên âm lầu hay là một thiên sơn, hay là thần điện, giống như lúc này cũng không có cách nào xuất thủ tương trợ. Bởi vì Nguyệt Cung, Đan Cốc, cùng với thiên sách phủ, đều vẫn không có động thủ đây, phe mình đều tại kiềm chế lẫn nhau. Tiêu Trần bên này tâm tình thật tốt, bất quá trái lại dương trần cùng với đào minh sư độ nhưng là tâm tình nặng nề bọn hắn tự nhiên cũng nghe nói long cung cùng đào tông hòa đàm thành công tin tức bất quá đây đối với hợp thiên môn tới nói tuyệt đối là một cái tin tức xấu bởi vì nhường long cung bước ra đi ra đây đối với hợp thiên môn tới nói thế nhưng là rất không muốn thấy một mạng phải biết long cung nhất định sẽ xuất thủ tương trợ kiếm môn nhưng mà đào tông lại sẽ không xuất thủ tương trợ hợp thiên môn đã như thế hợp thiên môn chẳng khác nào là phải đồng thời đối mặt long cung cùng hợp thiên môn rồi đây đối với hợp thiên môn tới nói, rõ ràng không phải là một tin tức tốt cùng nguyện ý nhìn thấy trang diện. Trong phòng, Dương Trần một thân một mình sắc mặt âm trầm ngồi, trong mắt lập loè một vẻ lạnh như băng, trong miệng càng là không nhìn được tức giận mắng, đau tuyệt tên phế vật này, liền kéo dài thời gian cũng sẽ không sao. Đau tuyệt cùng Long Thanh Thế mà lựa chọn hòa đàm, đây là Dương Trần chỗ không có nghĩ tới, đương nhiên, hắn cũng chưởng khống không được những thứ này. Mặc dù đau tuyệt dụng kế nhượng Long Cung cùng đau tông bạo phát chiến đấu, nhưng mà chiến đấu đi hướng, cũng không phải Dương Trần có thể chi phối, mà lại bất luận là đao tuyệt hay là long thanh đều hoàn toàn sẽ không dựa theo dương trần ý tứ đi hành động chỉ bất quá nhường dương trần không có nghĩ tới là nhanh như vậy hai tông liền và nói chuyện long cung liền đã thoát thân mà ra hơn nữa bây giờ tại thế cục bên trên hắn hợp thiên môn còn ở thế yếu vốn là ở thế yếu lúc này lại muốn thường xuyên phòng bị long cung trợ giúp cái này nhường hợp thiên môn thế cục biến càng ngày càng nguy cấp vắt hết ốc dương trần cũng không nghĩ đến bây giờ có cái gì nghịch chuyển thế cục phương pháp dưới mắt giống như đã là lâm vào một cái tử cục hợp thiên môn giống như đã là chắc chắn phải chết rồi so sánh với dương trần trầm trọng tâm tình tiêu trần bên này liền rất nhẹ nhàng rồi bởi vì long thanh đã truyền tin tới nói là long cung tùy thời có thế trợ giúp kiếm môn đối với cái này tiêu trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt có long cung trợ giúp đánh bại hợp thiên môn tự nhiên là càng thêm dễ dàng bất quá tiêu trần cũng là hồi âm cho long thanh không để cho nàng nhất định gấp gáp trước tiên ổn định lại long cung tình huống sau đó lại đến trợ giúp cũng không muộn suy cho cùng vừa mới trải qua một trận đại chiến lúc này long cung nội bộ chắc chắn cũng có rất nhiều chuyện tình cần xử lý mà lại thế cục bây giờ đã là bị kiếm môn cho nắm giữ ở trong tay cho nên đối với long cung trợ giúp ngược lại là cũng không nóng nảy hồi âm cho long thanh sau đó lại qua mấy ngày tiêu trần xuất lĩnh kiếm môn chúng cường giả lại lần nữa đối với hợp thiên môn phát khởi tiến công tất nhiên bây giờ đã có long cung trợ giúp như vậy tiêu trần liền càng thêm không chút kiên kỵ tăng tốc tiết tấu của chiến đấu tranh thủ mau chóng cầm xuống hợp thiên môn đương nhiên đầu tiên hay là muốn hao hết sạch hợp thiên môn trên tay các loại chữa thương đang dược Hết rồi chữa thương đang dược, hợp thiên môn chẳng khác nào là nhổ răng lão hổ, trình độ uy hiếp tự nhiên là giảm mạnh rồi. Mà đối mặt tiêu trần tiến công, dương trần tự nhiên là không có biện pháp, chỉ có thể dẫn người chống cự. Mặc dù dương trần rất rõ ràng tiêu trần trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng mà nhưng không thể làm gì. Phong thủ mà không chiến là không thể nào, rút lui liền càng thêm không thể nào, chỉ có thể là nhắm mắt vượt khó tiến lên. Lại lần nữa cùng tiêu trần kịch chiến, bất quá một trận chiến này, dương trần đánh có thể nói là thập phần bị khuất. Mà Tiêu Trần liền lộ ra tương đối buông lỏng rồi. Nắm chắc thắng lợi trong tay, Tiêu Trần cũng không nóng nảy cái gì, chẳng qua là không ngừng tiêu hao Dương Trần, ngược lại lấy thực lực của hai người chênh lệch, muốn đánh giết lẫn nhau đều không phải là một chuyện dễ dàng, trước tiên tiêu hao một phen nói sau, Tiêu Trần lúc này phản ngược lại không gấp lấy phân ra thắng bại, thế nhưng là Dương Trần trong lòng nóng nảy a, à. hết rồi linh mạch bình nguyên, chữa thương đang dược đối với Hợp Thiên Môn tới nói chính là một cái vấn đề thật lớn, lâu đối. Chiến, không có chữa thương đang dược chèo chống, Hợp Thiên Môn rất nhiều cường giả không thể nghi ngờ là muốn bị ngành sinh sinh cho mày chết, lại càng không cần phải nói, cái này Long Cung trợ giúp lúc nào sẽ đến rồi. Dương Trần tâm tình có thể nói là nặng nề vô cùng, đồng thời đối với Tiêu Trần hận ý cũng là không ngừng tăng thêm, chiến đấu kịch liệt, Dương Trần nhiều lần cũng muốn cùng Tiêu Trần lấy mạng đổi mạng rồi. Đối với cái này, Tiêu Trần ngược lại là không cùng hắn ngạnh bính, một bên tránh né phòng ngự, một bên mặt lộ cười lạnh nói, như thế nào, cái này không nén được tức giận. Tiêu Trần, ngươi không nên đắc ý quá sớm, ai chết vào tay ai còn chưa biết đây nghe tiêu trần lời này dương trần tức giận quát lên nghe vậy tiêu trần cũng là khẽ mỉm cười nói đích thật là không biết bất quá ta muốn kết quả là đã rất rõ ràng trận chiến này ngươi hợp thiên môn tất bại lúc này tiêu trần đối với đánh bại hợp thiên môn có thể nói là có đầy đủ tự tin căn bản cũng không lo lắng dương trần lại có cái gì trở mình chỗ trống bởi vì tiêu trần sẽ không cho hắn cơ hội như vậy gặp tiêu trần như thế bộ dáng tự tin dương trần răng cơ hồ đều phải cắn nát đồng thời trên tay tiến công cũng là càng ngày càng mãnh liệt chi tiết mặt đối với mình tiến công tiêu trần lại cũng là có thể thành thạo điêu luyện tránh đi trong lòng vô cùng phẫn nộ thế nhưng lại lại cầm tiêu trần không có bất kỳ biện pháp nào một phen kịch chiến sau đó song phương đều có tử thương sau đó lại là lần lượt thối lui bất quá mỗi khi đi qua một trận chiến đối với hợp thiên môn tài nguyên tiêu hao đều là cực lớn hết lần này tới lần khác hợp thiên môn bây giờ tài nguyên thập phần khan hiếm giống như đại chiến như vậy nhiều nhất lại đến hai ba lần hợp thiên môn chữa thương đang dược đoán chừng liền không cung ứng nổi hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn một đường mạnh lên một đường hủy diệt tất cả một đường trở thành chân chính cường giả ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc liên minh huyền thoại vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc